chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện xuyên màn đêm Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn bộ truyện Ác Nhân Thành Đôi, mời tất cả các bạn lắng nghe chương 151, sát khí khắp nơi, kim nương tử phản ứng mau, vừa nhìn thấy có động vật liền nghĩ đến sẽ có liên quan đến trang thư tình, trang đại phu là phù thủy, chỉ cần chắn nàng phía trước kim nương tử cho dù lợi hại thì cũng chỉ là một nữ nhân, người bình thường thấy đều e ngại, hiện tại còn là trước một đám mãnh thú, nhưng động tác trang thư tình nhanh hơn. Trong khoảng khắc nhìn thấy đám mãnh thú nàng liều lui về phía sau, sau lưng không biết lúc nào xuất hiện một con sói lớn, từ trên cao nhảy tới trước mặt nàng, Trang Thư Tình lập tức ôm lấy cổ nó ngồi lên lưng, đi, Ngô Minh Thanh và Kim Nương Tử đang định tiến lên ngăn trở, lập tức liền có thêm mấy con sói bạc nhảy xuống, vừa vặn chặn giữa Trang Thư Tình và hai người, con sói, cõng Trang Thư Tình chính là con sói Trang Thư Tình từng cứu, nó nhanh chóng tránh khỏi bọn họ tiến về phía núi, ngoa ô, đám mãnh thú ảo ảo đáp lời nó, những người khác nghe không hiểu, nhưng trang thư tình lại hiểu được nhất thời hốc mắt có chút hồng, con sói nói đồng bản của nó chặn những người này lại, với một bầy mãnh thú mà nói chuyện này không thành vấn đề, con sói, cõng người xuyên qua giữa rừng núi, trang thư tình nằm trên lưng sói không dám nhúc nhích, sợ ngồi không ổn sẽ bị rơi xuống đất cũng không muốn bị cành cây cho trong rừng gây thương tích hiện tại nàng như không hề cảm giác được bất kỳ đau đớn, chạy không bao lâu, con sói liền ngừng lại, ngao ô, niệm niệm, thanh âm đã không còn mang theo chút non nớt nhưng trang thư tình vẫn có thể nghe ra được, lập tức ngẩng đầu lên, không chỉ có niệm niệm kim hồ cũng đến hai tiểu gia hòa chạy tới cọ cọ lên người nàng thanh âm dồn dập lo lắng ta không bị thương từ trên lưng con sói xoay người xuống đất chân cứng đến đứng không nổi dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất ôm lấy niệm niệm sưởi ấm tình huống ở hội nguyên phủ như thế nào Sao ngươi biết mà tìm đến ta? Ngào Ô, thì ra là Trần Nguyên, cũng đúng, trong tình huống như vậy, tìm niệm niệm là hữu dụng nhất, mũi của nó thính vô cùng, chỉ cố đâu. Ngào Ô trang thư tình cười, đúng vậy, chính là hắn. Ngào Ô tươi cười còn chưa lan tỏa ra, đôi mày lập tức liền biến mất bên khóe miệng, tới Kinh Đô, đúng rồi hắn biết người động thủ ở nơi nào, sợ là đã cách kinh đô không xa, người giật dây đã tính mọi cách trước mắt cơ hồ đã đến tuyệt lộ, vì giữ mạng, sẽ không còn dễ đối phó như trước hoàng đế, nàng không tin được hắn, lịch sử ngàn năm hoa hạ cho nàng biết, hoàng đế cho tới bây giờ đều là người vô tình nhất, nhất là khi hắn cần trừ bỏ một phương để bảo toàn một thứ khác, chỉ có ngàn tốt vạn tốt nhưng hắn không có mẫu tộc cường đại để dựa vào, nàng không dám đánh cực hoàng đế đối với hắn còn chút tình phụ từ kia không làm sao bây giờ vuốt đầu niệm niệm trang thư tình nhìn một sói một hồ trước mắt phù thủy có thể triệu tập bách thú nàng thật sự có thể sao chúng đến cứu nàng là vì muốn trả lại ân tình cho nàng nghĩ như vậy lời liền thốt ra người có thể nghe ta nói không con sói lớn gật đầu một cái thế nhưng là thật trang thư tình kìm lòng không được ngồi thẳng lưng những con thú khác con sói lại gật đầu trang thư tình ngây dại chẳng lẽ nàng thật là phù thủy nhưng nàng rõ ràng chỉ là một bác sĩ khoa ngoại nhưng mà trước mắt vì chỉ cố nàng cũng không thể cố hơn được đường từ đây lên kinh đô người quen thuộc không ngào ô tốt người dẫn ta đến đi chân không còn cứng ngắc như trước trang thư tình trèo lại lên lưng con sói niệm niệm kim hồ các ngươi trở về đi ngào ô rất nguy hiểm các ngươi không thể đi ngào ô muốn đi muốn đi lời nói cứ quanh quẩn bên tai nàng trang thư tình chỉ đành gật đầu không thể chạy lên trước rất nguy hiểm hai tiểu gia hòa vô cùng cao hứng một trái một phải chạy đến bên người nàng con sói cõng trang thư tình đi theo một đường khác trang thư tình cũng không hỏi như lúc trước bảo vệ tốt chính mình ngào ô ở trạm xá một đám mãnh thú vây kín đám người lại liền không có động tĩnh gì khác vừa nghe thấy thanh âm lập tức nhanh chóng thối lui nhanh chóng như lúc đến không cần đuổi theo, ngô minh thanh vuốt mồ hôi sau gáy, chúng không đà thương người, chọc giận bọn chúng không có lợi gì, kim nương từ nhíu mày, đây là tiếng sói, nói không chừng chính là xúc sinh lúc nãy mang trang thư tình kia đi, biết vậy thì sao, nếu không đưa người đến nơi an toàn nó còn dám kêu bọn chúng trở về, ngô minh thanh cười lạnh, cho dù trang thư tình thật sự ở đó thì sao, người nếu dám đem người đuổi theo, đám mãnh thú kia sẽ thật sự công kích ngươi, đến lúc đó ngươi có thể đảm bảo sẽ toàn thân trở ra kim nương tử bị lời của hắn nói á khẩu, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy bỏ qua, sao ngươi không nói ngươi vốn là muốn thả người đi, đáng tiếc trang thư tình trang tiểu thư nhất định không Biết được tình cảm của ngươi, ngươi sai rồi, nàng là người trí tuệ, nàng biết ai thật tâm đối tốt với nàng. Ngô Minh Thanh không có nửa điểm chán nản vì nhiệm vụ thất bại, ngược lại tinh thần thoải mái không ít. Ba chuyện ta đáp ứng hắn đã làm xong toàn bộ, ngươi nhắn cho hắn, về sau ta với hắn không còn nửa xu quan hệ. Vậy vừa khéo, ta cũng nghĩ như vậy, liếc mắt nhìn hắn, Kim Nương tử nhún vai, nhưng mà náo nhiệt này ta vẫn muốn đi xem, đi cùng không ta biết đường ha 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 trong lúc nhất thời dường như tất cả mọi người đều đang đuổi tới kinh đô người đến nhanh nhất đương nhiên là bạch chiêm vừa vào thành kiếm liền xuất vỏ hướng tả lập tức chuẩn bị nghênh chiến, phân phó hai mấy người hai câu liền nhanh chóng đi theo. Hoàng đế có sáu vị hoàng tử và ba vị công chúa, đại hoàng tử và tứ hoàng tử đã bị cấm túc, lục hoàng tử còn nhỏ, mới 14 tuổi, bởi vì sinh ra ốm yếu nên không được coi trọng, người có bản lĩnh gây sóng gió chỉ còn lại ba, bạch chiêm cũng lười suy nghĩ người có khả năng nhất là ai, trước mắt gần hắn nhất là phủ tam hoàng tử, chu hướng lấy chu làm quốc họ đến lượt đám hoàng tử công chúa bọn họ trong tên sẽ có một chữ chi tam hoàng tử chu chi sâm diện mạo oai hùng lưng hùm vai gấu giống như một võ tướng nhìn thấy bạch chiêm đầu tiên là cả kinh sau đó trong mắt liền hiện lên vẻ hưng phấn mọi người đều nói bạch chiêm là thiên hạ vô địch hắn không tin hắn chẳng những không tin còn muốn phá bỏ lời đồn đãi này trước đây tìm không được cơ hội hiện tại người tự động đưa đến cửa trang thư tình đánh bạch bại ta liền nói cho ngươi biết nàng ở nơi nào, bạch chiêm sao còn nhiều lời vô nghĩa với hắn, đã bại, trực tiếp liền đánh cho hắn tàn phế, bả vai một kiếm, bụng một kiếm, trên mặt còn có một đường vết rách, nhìn độ sâu của kiếm, khẳng định sẽ lưu lại dấu, nhưng bạch chiêm từ lúc ra tay tổng cộng cũng chỉ có ba liếm, lúc này, bạch chiêm cầm kiếm chỉ thẳng vào yết hầu hắn, hàn khí lành lạnh tỏa ra, khiến chu chi sâm không chút nghi ngờ, nếu hắn Hắn không có câu trả lời, khiến Bạch Chiêm vừa lòng, kiếm này, lập tức sẽ cắt đứt ít hầu của hắn, hướng tả dẫn người chặn tất cả mọi hộ vệ muốn đến cứu việc chủ tử, không phải ta, ta tuy từng có chủ ý kia nhưng không nghĩ có người động tác lại nhanh hơn, đã động thủ trước, đừng đừng đừng, Bạch công tử, Bạch đệ đệ, thực không phải ta, ai, ta không biết, nếu biết ta ước gì có thể lập tức nói cho ngươi, hương tả biết người này không giết được, công tử không cố kỵ nhưng hắn cố kỵ không thể khiến công tử làm cho nhiều người tức giận giờ phút này hắn vô cùng tưởng niệm trần tổng quản đại tổng quản vô cùng có kinh nghiệm ứng phó với những chuyện như thế này lúc này hắn chỉ có thể kiên trì công tử những người khác sợ là đã nhận được tin tức bạch chiêm lập tức thu kiếm thả người nhảy lên nóc nhà trong tức khắc liền biến mất trước mắt mọi người chu chi xâm chậc một tiếng rõ ràng tuổi của hai người tranh lệch không nhiều nhưng sao có thể kém nhiều đến vậy, thế nhưng ngay cả một kiếm hắn cũng không thể tránh được, hơn nữa ngay cả đánh trả cơ hồ cũng không có, hắn nhớ lại bạch chiêm một thân lệ khí khi nãy, không biết là kẻ ngu nào chọc đến hắn, nhị hoàng tử chi chi trương tính tình ương ngạnh rất nhiều, chẳng những không nói cho bạch chiêm một lời hữu dụng, còn nói ra lời không khách khí với trang thư tình, bạch chiêm sao còn có thể nhịn được, chẳng những một đao giết chết toàn bộ người vây quanh hắn, vết thương trên người nhị hoàng. Hoàng tử cùng càng lúc càng thêm trồng chất, chỉ còn dư lại một hơi, khi bạch chiêm đến quý phủ ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử đang ở hoàng cung báo cáo chuyện mấy ngày nay hắn xử lý cho hoàng đế, hắn tuy rằng mới 17, nhưng từ nhỏ thông minh lanh lợi, lại có mẫu tộc cường đại chống lưng, từ năm trước đã bắt đầu tiếp xúc chính sự, hơn nữa còn làm không tệ hoàng đế rất thưởng thức hắn, tuổi của ngươi có thể làm như vậy đã là không sai, về sau nhi thần sẽ làm càng tốt, diện mạo chu chi đức chỉ tính là trung đẳng nhưng hắn ôn hòa lịch sự, liếc mắt nhìn liền khiến người tâm sinh hào cảm, trong mấy con trai, trừ bạch chiêm, hoàng thượng yêu quý nhất chính là ngũ hoàng tử, đúng rồi, phụ hoàng, mẫu phi giống như đang bị bệnh, nhi thần tính muốn đi thăm mẫu phi phụ hoàng có muốn cùng đi hay không, mẫu phi thấy ngài đến nhất định sẽ rất cao hứng, so với nhìn thấy nhi thần đến còn cao hứng hơn rất nhiều, chứ không phải là con đang ghen tị sao? Hoàng đế cười to, được dỗ vô cùng vui vẻ, nhi thần đúng là thật ghen tị, tâm mẫu phi đều đặt hết lên người phụ hoàng. Hoàng đế đứng dậy, ý bảo hắn cùng đi. "Hoàng tử phi ngươi không hướng về ngươi sao? Nàng ấy là nàng ấy, mẫu phi là mẫu phi tiểu tử tham lam." Hoàng đế gõ đầu hắn một cái, tuy rằng là đánh hắn, nhưng lại lộ ra vô cùng thân thiết. Hà phi điện là chỗ ở của Lương Quý phi. Lương Quý phi không nói là sủng quan lục cung nhưng ở trong một đám phi tần cũng coi như là cực kỳ được thánh sủng nhìn thấy Hoàng đế đến không hề kinh sợ cũng không có vô cùng mừng rỡ, ngược lại mang theo chút ý giận. Muộn như vậy sao Hoàng thượng còn đến đây? Ngài cho người đến nói nô tỳ qua là được rồi. Mẫu phi Nhi tử còn ở đây à? Trong mắt ngài còn có Nhi tử không? Lương quý phi chừng mắt nhìn hắn, chắc chắn là con tác quái. Mẫu phi ngài hiểu lầm Nhi tử. Nhi tử chỉ nói ngài bị bệnh. Phụ hoàng liền muốn dẫn Nhi tử đến đây. Điều này nói lên trong lòng phụ phụ hoàng có ngài a à, nếu không có sao phụ hoàng vừa nghe nói ngài vừa bệnh liền đi qua phụ hoàng ngài nói có đúng không hoàng đế tự thiếu phi thiếu liếc hắn một cái dắt lương quý phi vào trong phòng khó chịu chỗ nào hôm qua không phải còn tốt sao đại khái là đêm qua bị gió lạnh thổi có chút đau đầu việc nhỏ thôi là tên tiểu tử này kinh động đến ngài lỗi của thần thiếp ngự y tới chưa đã tới hoàng thượng, thần thiếp không sao, chu chi đức tự tay châm trà cho hai người, lại đi đổi lưu hương, ôn tổng quản thức thời mang người trong phòng lui ra ngoài, vừa nói chuyện, hoàng đế hỏi, đổi huân hương, trước kia không phải mùi này, là loại hương liệu nô tì mới tìm thấy, người thấy không sao, có tác dụng an thần, ngài có thấy dễ chịu không, hoàng đế cảm thấy đầu có chút trầm, thân là hoàng đế, đầu óc hắn liền nói cho hắn biết có gì đó không đúng, nhưng mà đã muộn, đầu còn chưa chuyển người liền ngã xuống dưới, chương 152, vây giết khóe miệng chu chi đức nhẹ câu lên cầm lên lư hương đưa tới chóp mũi hoàng đế lương quý phi nhanh chóng che kín miệng mũi trên mặt sớm đã không còn ý cười ngọt ngào chỉ có lo sợ không yên có sợ hãi cũng có điên cuồng vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn đức đức nhi con tránh xa ra một chút không sao không có thuốc dẫn thứ này không khác gì huân hương bình thường lương quý phi nhẹ nhàng thở ra đức nhi chúng ta phải đi đến bước này sao, phụ hoàng đã có quyết định, ngài biết không, cái gì, lương quý phi im lặng một hồi lâu vẫn không thể nói được ra lời, vì nhi tử, nàng không tiếc mưu mịch thạo phản, vốn trong lòng còn có chút áy náy, nhưng sau khi nghe được lời này, gánh nặng trong lòng lập tức liền tiêu thất, nếu đức nhi không thể ngồi lên được vị trí này, cả nàng, cả nhi tử, cả mẫu tộc của nàng cũng sẽ không chạy thoát được chuyện đức nhi làm, cũng đủ cho bọn họ chết hơn trăm lần, bọn họ chỉ có thể tiếp tục, nàng là lương quý phi của hoàng thượng, nhưng nàng cũng là nữ nhi trừ gia, là mẫu phi của đức nhi, thứ này mới là lý do để nàng sinh tồn, sủng ái của hoàng thượng, nói không còn liền không còn, cần bao lâu, dùng hết huân hương này chắc chắn sẽ tử vong, nhưng vẫn phải nhờ mẫu phi chịu ủy khuất một lát, mẫu phi yên tâm, bạch chiêm đã đến không bao lâu nữa thiên hạ này sẽ là của nhi tử trong lòng lương quý phi vẫn có chút bất an bạch chiêm có bao nhiêu lợi hại nàng chưa chính mắt nhìn thấy nhưng người người đều nói hắn lợi hại đây cũng không phải lời nói đùa chỉ là trên phương diện này nhi tử quá mức mẫn cảm nàng không thể nói trước mặt đức nhi cấm vệ quân có khống chế được không chu chi đức vẫn một mực canh chừng hoàng đế không ngẩng đầu lên đáp lời tất cả đều trong tầm không chế của nhi tử lương quý phi cũng không hỏi nhiều nữa tên đã lên cung không thể không bắn bọn họ đã không còn đường lui hoàng thượng lão nô có việc bẩm báo mẫu tử hai người nhìn nhau lương quý phi tự mình đi ra ngoài mở cửa ôn công công hoàng thượng có chút mệt mỏi đã vừa nghỉ ngơi nếu chuyện không vội thì hãy đợi một lát đúng rồi Hoàng thượng có nói muốn ở nơi này của bản cung dùng cơm, nhờ Ôn công công cho người phân phó ngự thiện phòng mang cơm đến chỗ này. Ôn Đức biết rõ mấy ngày nay hoàng thượng không được ngủ ngon, có thể ngủ được là chuyện vô cùng tốt, khẽ hạ mắt chuẩn bị cáo lui, nhưng trong nháy mắt tâm của hắn liền nhảy lên, chỉ là cho dù trong lòng sóng gợn động trời nhưng trên mặt vẫn không hiện nửa phần, như thường hành lễ lui ra, hắn là Ôn Đức là người được hoàng thượng tín nhiệm nhất theo hoàng thượng từ khi người còn là hoàng thượng là người hiểu thói quen của hoàng thượng nhất cho dù uống say đến nhân sự không biết nhưng nhất định phải nằm trên giường mới có thể ngủ được nhưng vừa rồi qua khe hờ canh cửa hắn thấy được rõ ràng chỗ kia là ghế ngồi không phải giường mẫu phi ôn đức có gì khả nghi hay không lương quý phi nhớ lại lắc đầu không có thái độ bình thường như mọi ngày ở trong cung người duy nhất chu chi đức kiêng kỵ là ôn đức chỉ cần qua mặt được hắn chuyện này coi như nằm trong tay chu chi đức hắn an bài người đi theo hắn ôn đức bước vào ngự thiện phòng từng bước từng bước vẫn vô cùng kiên định trên đường thấy tiểu thái giám làm việc không chu đáo liền bắt tới gian dạy hai câu, phân phó ngự thiện phòng thêm hai món lương quý phi thích ăn, sau đó liền trở lại vị trí, sau khi thấy người theo đuôi đã kỳ khai, sau lưng ôn đức cũng ướt hết một mảng, hắn ngây người cả đời trong cung, vốn là người sâu sắc, vừa suy nghĩ liền hiểu được toàn bộ, cấm vệ quân sợ là đã rơi vào tay ngũ hoàng tử, nhớ tới đội ngũ lần trước hoàng thượng phái đi áp giải nữ quyến từ ra lên kinh cũng là do ngũ hoàng tử kiến nghị, trong lòng ôn đức liền lạnh đi nửa phần, ngũ hoàng tử đã mưu toan bao lâu, hoặc là nói, trừ ra đã mưu toan bao lâu, đem sự tình suy nghĩ lại cẩn thận, lại suy xét thêm những người hiện tại có thể dùng được, ôn đức càng cả kinh, thấy trong lòng như có từng cơn sóng dữ không biết những ai đã tham dự vào, thế nhưng có thể lừa dối đến tận đây, nhưng Ngũ hoàng tử chọn lúc này động thủ, hẳn là có nguyên nhân, Ôn Đức đi đến ngự thư phòng, đây là nơi hắn có quyền tự do xâm nhập, ngày thường cũng hay lui tới, vì vậy hôm nay đến đây cũng không có người cảm thấy hắn có gì đó không đúng, lật xem những tấu chương mới nhất một lần, Ôn Đức trầm mặc một lát, hai tay nhẹ nhàng vỗ hai cái, đến Bạch phủ xem có động tĩnh gì nhân ảnh ẩn hiện biến mất ngay trước mặt hắn không người nào biết lực lượng quan trọng nhất của hoàng đế được nắm giữ trong tay một hoạn quan người rất nhanh liền trở về trang tiểu thư bị người bắt đi bạch công tử đang đại khai sát giới ở kinh đô tang tiểu thư bị bắt đi tuy rằng biết là không nên nghĩ như vậy nhưng ôn đức cảm thấy may mắn trang tiểu thư lúc này bị bắt đi nếu không công tử cũng sẽ không đến kinh đô đi tìm công tử nói với ngài ấy hoàng thượng đang gặp nguy hiểm người trong cung trừ ẩn vệ ra không người nào hắn yên tâm dùng Hiện tại không biết có bao nhiêu người đang theo dõi hắn, nếu hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, Ngũ hoàng tử sẽ đi nước cờ hiểm, cục diện cũng sẽ bất lợi với công tử. Mắt của Bạch Chiêm lúc này đỏ lên không giống bình thường, hướng tả phát hiện tóc của công tử dường như đang nhanh chóng bạc đi, vô cùng rõ ràng, nhưng lúc này, hắn không dám lên tiếng, nếu không tìm được Trang tiểu thư, không ai có thể ngăn được công tử, công tử, Ngũ hoàng tử ở trong cung, có phải nên báo hoàng thượng một tiếng hay không? Bạch Chiêm khẽ nâng cằm, tư thái không ai bì nổi, nói hắn liền giao người ra, không đợi hướng Tả Giáp lời, Bạch Chiêm lại nói: hắn sẽ không hắn chỉ biết ngồi một chỗ giảng hòa nói ta không nên xúc động không cần thông báo gì hết hoàng cung thì sao thiên hạ này không có nơi nào ta không dám đi hương tả vốn tuổi còn trẻ cho dù suy nghĩ thấu đáo nhưng cũng là người trẻ tuổi lúc này đã bị bạch chiêm kích thích khiến lòng hắn tràn ngập khí khái công tử đi đâu thuộc hà cũng sẽ tùy tùng đến cùng bạch chiêm chỉ kiếm về phía hoàng cung đang định nói bọn họ nhanh chóng đi qua nhưng đào mắt liền hét to một tiếng ai lời nói vừa lên kiếm đồng thời cũng chĩa qua một tiếng đau đớn vang lên một người từ trông hư không ngã xuống ẩn vệ quan trọng nhất chính là một chữ ẩn thứ bọn họ tập cũng là ẩn rất ít người có thể phát hiện được thân ảnh của bọn họ nhưng hiển nhiên bạch chiêm chính là một trong số những người rất ít này tiểu nhân phụng mệnh đi tìm công tử hoàng thượng nguy hiểm kiếm bạch chiêm liền thu lại giận cực phản cự người chu chi đức vừa dứt lời người liền phóng thẳng về phía hoàng cung không người nào có thể đoán được bạch chiêm một khi bị chọc giận sẽ có cỡ nào đáng sợ cơ bản là không người nào có thể địch nổi hắn bạch chiêm lúc này hoàn toàn không thủ hạ lưu tình ai tiến lên liền giết một kiếm vung lên lập tức có một người ngã xuống kiếm như được tạo ra để lấy mạng thân ảnh bạch chiêm lao đi tạo thành một đường máu nhưng cấm vệ trong cung vẫn như một lũ ruồi đói thấy mật người trên vừa ngã người sau liền tiến lên, dù thi thể đã xếp thành núi cũng không có người lui bước, cư nhiên dám ngăn bạch chiêm lại trước điện, như là cục diện chuyên môn thiết kế cho hắn, đám người hướng tả bị chặn lại phía sau, căn bản là không tới gần được, bản lĩnh bọn họ cao đến đâu thì song quyền khó định tứ thủ, huống chi hiện tại không chỉ bốn mà là trăm, võ công không phải lúc nào cũng hữu dụng, nhất là số lượng địch thủ còn gấp trăm lần người của bọn họ, hướng tả một thân nhuốm máu Hắn không biết đã giết bao nhiêu người, hắn bây giờ mới biết thì ra người kinh đô không sợ chết như vậy, dụ hoặc của cái ghế kia quả nhiên không phải bình thường, bất chấp lau đi vết máu trên mặt, dùng sức chém một người vừa định tiến lên, ta đuổi theo công tử, các người giúp ta cản người, được, hướng tả, đợi một chút, có người đến, hướng tả vội vàng dừng bước quay đầu lại, thấy đối phương gần hia mươi người, từng chiêu từng chiêu ngăn chờ cấm vệ quân, bọn họ liền biết đối. Phương không phải địch là đồng tam lão gia hướng tả không biết hắn nhưng ở bạch phủ hắn cũng có nhận được tin tức từ kinh đô lúc này đồng minh húc đã đi tới trước mặt hắn công phu người này không sai năm đó bị trục xuất khỏi đồng gia cũng nhận thức được nhiều người địa vị tuy không cao nhưng nhiều người đi theo hắn như vậy cũng thấy được hắn là người có bản lĩnh vừa nghe nói cháu gái bị bắt đi hắn liền huy động người đồng gia còn mời rất nhiều bạn hữu có gia tình tốt đến tương trợ một tay về phần hậu quả như thế nào để sau rồi tính bất kể như thế nào đồng gia và bạch công tử đã sớm ngồi cùng một con thuyền nếu bạch công tử chết ở trong này chút nguyên khí đồng gia vừa không phục lại cũng sẽ bị diệt hoàn toàn vì cháu gái và đồng gia hắn tình nguyện đứng về phía bạch công tử ít nhất bạch công tử có thể vì thư tình mà đánh cực tính mạng nơi này có ta, các ngươi đi chợ giúp bạch công tử, hưởng tả gật đầu với hắn, không nói nhiều lời liền mang theo người chạy vào trong cung, ấn tượng với đồng gia liền tốt lên không ít, lúc này có người dám đến đây hầu như là không có, kết quả chưa chắc bọn họ sẽ thắng, nếu thua, già trẻ trong nhà cũng sẽ không toàn mạng, đồng tam, không sai, bạch chiêm nhanh chóng tiến thêm 50 bước, thi thể đầy đất, trên người hắn lại vẫn sạch sẽ như trước, một vết máu cũng không hề dính một mái tóc đen tuyền lại lẫn vào rất nhiều sợi bạc vô cùng bắt mắt hướng tả nghĩ nhất định là hắn nhớ lầm sao có thể cảm thấy trong thời gian ngắn như vậy tóc công tử lại bạc thêm nhiều như vậy trong đầu suy nghĩ nhưng bước chân lại không ngừng, dẫn người nhanh chóng vây quanh công tử, nhân lúc người còn chưa đi tới liền gấp giọng nói, công tử, nơi này giao cho thuộc hạ, ngài đi mau, đi không được, bạch chiêm nhìn người từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhiều đầu như vậy, một kiếm giải quyết một người, từ lúc bắt đầu cũng đã mấy trăm, nhưng người vẫn tiến lên cuồn cuộn không dứt, ngao ô, ngao, giống, cơ hồ thanh âm vừa vang lên bạch chiêm liền phi thân lên nóc cung điện, vô số số mũi tên như chỉ chờ thời khắc này liền hướng hắn bắn tới nhưng không một mũi tên nào có thể tới gần hắn thanh âm càng ngày càng gần bạch chiêm nhắm mắt cẩn thận phân biết chút thanh âm lập tức hướng về phía tiếng sói chu chạy tới trang thư tình lúc này vô cùng chật vật đầu tiên là bị mắc mưa sau khi được cứu cũng suốt đường vượt rừng đến đây trên đường luôn phải ẩn nấp mới có thể mang được số lượng lớn mãnh thú đến đây lúc này nàng cũng đã quên mất Dáng vẻ mình thể nào, xiêm y bị cắt rất nhiều chỗ, tóc tai tán loạn, trên mặt có chút vết thương nhỏ, miệng vết thương chảy chút tia máu, ngồi trên lưng một con sói lớn, trang thư tình chính là lấy hình ảnh như vậy xuất hiện ở kinh đô, chương 153, gặp nhau, nàng trực tiếp đạp phá cửa thành, mang theo một hàng đội ngũ tiến đến, tiếng kinh hô cùng tiếng thét vang lên một mảnh, người trong thành kinh hoàng tránh né, tướng sĩ thủ ở phía thành đông muốn đóng cửa thành lại nhưng động tác bọn họ lại chậm một bước, cửa chưa kịp khép, người liền bị đẩy ngã xuống đất, trên đường đến đây nàng đã dặn dò bọn chúng, có thể đả thương người nhưng không thể giết người, nàng lo chính mà, cho chỉ cố, và cho tất cả những người tham dự vào một đường lui, áp chế sự tình trong phạm vi có thể không chế hiển nhiên, những động vật này đều nghe nàng, thu móng vuốt lại, nói sẽ không hại đến nhân mệnh, vừa vào thành, tiếng thét càng cao thấp nối tiếp, ngựa không khống chế được chạy loạn tứ tung, xa phu cũng không kép lại được, cửa hàng dùng tốc độ nhanh nhất đóng lại, người không thể trốn trong nhà đều run run trốn ở nơi nào đó chỉ mong mình không nên bị phát hiện nhưng thiên tính của con người đều rất tò mò dù đóng kín cửa cũng sẽ mở hé cửa sổ nhìn ra bên ngoài một bầy mãnh thú cảnh tượng như vậy đúng là trăm năm khó gặp trang thư tình không quản được nhiều như vậy tính tình của chỉ cố như thế nào một năm nay nàng đã sớm rõ ràng chỉ cần chọc hắn nổi giận người đó liền chết không thể nghi ngờ nhưng nàng không phải người của đại chu cũng không được đại gia tộc huấn luyện học y nhiều 5. năm, vì có thể cứ được càng nhiều tính mạng, đối với sinh mạng nàng vẫn mang theo thái độ kinh sợ, từ trong đáy lòng, nàng không muốn chỉ cố đeo trên lưng nhiều tánh mạng như vậy. Hơn nữa, nàng càng lo lắng thân thể chỉ cố, nghĩ như vậy, trong lòng nàng càng trở nên gấp gáp, mau một chút nữa, ngao ô, ngao, giống, ôm chặt lấy cổ ngân sói để chính mình không phải ngã xuống, chàng thư tình chôn đầu trên lông cổ của con sói, kỳ thực nàng đã sớm không còn bao nhiêu sức lực chỉ dựa vào một chút lo lắng chống đỡ đến đây, ngao ô, sói trắng đột nhiên đừng lại, chưa đợi nàng phản ứng kịp, người liền bị ôm xuống lưng sói rơi vào trong một vòng ôm ấm áp dường như còn mang theo mùi máu Nàng bị ôm rất chặt, xương cốt đều phát đau, trang thư tình cũng chỉ cười, nếu người này không ôm nàng chặt như vậy, nàng sợ là sẽ thất thố đặt mông ngồi xuống đất, cổ đã cứng đến không còn cảm giác, thắt lưng cũng đau không đứng thẳng lên được, toàn thân chỗ nào cũng cảm thấy không thoải mái, vòng tay ôm lấy hắn, ta không sao, chỉ có ta không sao, một chút thương cũng không có ta tốt lắm, hướng tả chạy đến, trên mặt không che giấu được vẻ kinh ngạc hắn không phải công tử trong mắt công tử ngoại trừ trang tiểu thư đường như cũng không dung nạp được bất kỳ ai mà hiện tại, những dã thú này dã tính vẫn chưa thuần, bọn chúng đang vây xung quanh hai người, thấy hắn đến liền cảnh cáo lên tiếng kêu, trang thư tình thấp hơn bạch chiêm hơn một cái đầu, mắt chỉ nhìn đến bả vai của hắn, nhón chân lên mới nhìn thấy rõ ràng tình cảnh phía trước, những nàng bất đắc dĩ bị ôm rất chặt, chân lại không còn chút lực, chỉ dành vẫy tay với hắn ra hiệu, đừng tới gần, hướng tả nghe lời không tiến đến, đám mãnh thú lúc này cũng ngừng thanh, phòng bị theo dõi hắn, chỉ cố, để ta bắt mạch cho chàng trước, bạch chiêm ôm người không động đậy tâm tình trống rỗng mấy ngày nay vừa được lấp đầy, khiến hắn không muốn buông nàng ra, ta không sao, ta không thích nghe chàng trả lời có lệ nghe lời, sau này sẽ để chàng ôm đủ, bạch chiêm không muốn buông nàng ra, cũng không muốn để nàng xem mạch, vừa tỉnh táo lại hắn liền biết tình huống bản thân hiện tại không tốt lắm, giết nhiều người như vậy chẳng nhưng không hao tổn nội lực thế như lại càng tăng trưởng, hắn có cảm giác dường như bản thân sắp tự bảo, nhưng Hữu Phong từ trước đến giờ vẫn không dễ lừa gạt, Bạch Chiêm nhanh chóng cân nhắc trong lòng một chút, buông người ra, tay gắt gao nắm lấy thư tình, phụ thân có nguy hiểm, chúng ta tiến cung trước, chậm một chút cũng không sao, nói xong, trang thư tình liền bắt lấy tay hắn, hướng tả thấy như vậy trong đầu liền nghĩ nếu đổi lại thành người khác không chết cũng tàn phế trang thư tình liền đụng đến mạch của hắn liền biết là chuyện không ổn nguyên khí quá nhiều thân thể cơ hồ đã chịu đến đỉnh điểm nhưng huyết khí lại càng khô kiệt hơn trước không đúng chuyện này không ổn ngẩng đầu muốn nói liền liếc thấy những sợi tóc bạc pha đen tán loạn trên đầu hắn vén lên một chút tay nàng liền phát run làm sao có thể làm sao có thể trắng đi khi nhiều như vậy, bạch chiêm gỡ tóc ra khỏi tay nàng, ta sẽ không chết, trang thư tình đóng chặt mắt lại, nỗ lực áp chế kinh hoàng trong lòng, một lần nữa ngồi lên lưng sói, tiến cung trước, hướng tả, người dẫn giường, vâng, đường bị một đám mãnh thú chiếm cứ như không thấy đầu hướng tả hiểu ý trang tiểu thư mang theo người đi tới cửa cung bạch chiêm đi ở bên cạnh nàng tốc độ của ngân sói như thế nào hắn liền đuổi theo như thế đó một khắc cũng không buông tay bị ngăn lại là chuyện trong dự kiến trang thư tình nắm chặt lấy tay không cho hắn động thủ chàng bảo vệ ta là đủ rồi không phải nói ta là phù thủy sao như vậy hôm nay ta liền thử là phù thủy một lần trang thư tình lên tiếng ra lệnh tất cả mãnh thú liền á à ào ào lướt qua nàng tiến lên phía trước mãnh thú vốn hung mãnh hoang dã tướng sĩ bình thường sao có thể chịu được chưa kịp bày ra thế công kích đã không thể đứng vững đám người hướng tả chỉ dám thu người đứng gọn qua một bên nhìn về phía trước tuy không có người nào còn tốt nhưng cũng không mấy người chết thấy vậy trong lòng hắn liền hiểu tiếp tục đi một đường giết đến cửa cũng trước cửa đã đóng chặt trên đất chất đầy thi thể hướng tả đang định trèo tường mở cửa, cửa cung liền mở ra, một tiểu tướng mặc quân phục cấm vệ quân đẩy cửa cung ta, sau đó đứng ở một bên, không nói gì, nhưng ý lại được biểu đạt rõ ràng, hướng tả tiến lên vỗ vỗ vào hắn, nhớ kỹ người này, tiến vào đi, thi thể trải rộng trong cung, trang thư tình có thể tưởng tượng được chỉ cố lấy kinh thế như thế nào tiến vào chặn giết người, tiến vào không xa trang thư tình liền thấy được tam cứu đồng minh húc vừa lúc quay đầu liền thấy được nàng hắn tuy cũng biết một chút công phu nhưng dù sao cũng xuất thân từ công tử thế gia luyện võ không quá ra sức công phu tuy không thể nói là mèo ba chân nhưng cũng coi như vững chắc trên đường tiến vào trên người có không ít vết thương cũng may là không nguy đến tính mạng nhìn thấy thư tình hắn liền biết thế trận đã định hắn không làm đồng ra thất vọng chuyện của thư tình cũng đã giải quyết hắn không ngốc đến lúc này mà hoàn quang thượng lại không hề truyền ra bất kỳ mệnh lệnh nào hoặc là hoàng thượng bỏ qua bạch công tử thật sự muốn lấy mệnh ni tử này hoặc là hoàng thượng thân bất do kỳ chuyện như vậy ở hoàng cung trước giờ không thiếu trang thư tình dẫn đầu mãnh thú tiến đến trước mặt tam cữu chỉ là nàng không xuống khỏi lưng sói nếu xuống lần nữa thì nàng quả thật là đi không nổi tam cữu cữu mau đi nghỉ đi nơi này có con đồng minh húc liếc mắt nhìn phía sau nàng nuốt nước miếng một cái gật đầu con cẩn thận chút những bằng hữu này của ta đều là người bản lãnh còn dẫn bọn họ theo vâng lại đi vào bên trong người theo bạch chiêm đến hội nguyên phủ đều ở đây có tam tử ở trong đó Điền chân cũng có, bọn họ chém giết đã có chút chùn tay, nhìn thấy người vây quanh bọn họ lần lượt bị mãnh thú quật ngã mới chống đầu gối thờ dốc. Tam từ cảm khái nói, ta thà đánh một trận lớn với người người mạnh hơn ta, mọi người đều hiểu trong lòng, trang thư tình biết cảm thụ của hắn hiện tại như thế nào, cho tới bây giờ bọn họ cũng không phải người lạnh lùng, không thể giết người như ngoé còn làm như không có việc gì càng là giết người yếu hơn bọn họ gấp nhiều lần vuốt cầu ngân sói trang thư tình gương giọng nói làm bọn họ không động đây nổi là được nhanh đi lên trước người nào cản đường các người liền quật ngã hắn tam từ theo bản năng muốn trả lời chợt phản ứng kịp trang tiểu thư hẳn là đang nói chuyện với mãnh thú có người đang định nhắc chân đi về phía trước tam từ và hướng tả vội kêu hắn lại bạch chiêm chỉ nhìn nắm tay thư tình không bùng lòng nửa phần không biết tình huống của hoàng thượng hiện tại như thế nào trang thư tình không dám tiếp tục trì hoãn nghe thấy phía trước không ngừng truyền đến tiếng kêu liền dẫn người đi đến đi thôi hôm nay là một ngày không hề bình thường, sẽ có người nhớ kỹ nhiều năm, thậm chí là cả đời, những mảnh thú ngày thường khó gặp hôm nay không những nhìn thấy được còn không chỉ thấy một hai con mảnh thú, mãng xà quấn lấy eo người trườn qua, sư tử há mồm to như bồn máu cắn bả vai người, khiến bọn họ đau đến chết đi sống lại nhưng không hề hại đến mệnh người, liếc mắt nhìn hổ và sư tử, sói không giống chúng, sói là loài vật thiên về tốc độ nhất là sói trắng, hơn nữa còn đánh sâu vào lực đạo, con sói cõng trang thư tình sông lên trước mở một con đường, người ngã xuống rất ít có thể tiếp tục đứng lên chiến đấu, không phải bọn họ thương quá nặng, không dứng lên nổi, mà bởi vì đây là cái cớ không thể tốt hơn tránh thoát khỏi cuộc chiến, bọn họ muốn vinh hoa phú quý, nhưng khi thật sự đối mặt với cái chết cũng không còn mấy người nguyện ý mang mệnh đi đổi, tình huống trước mắt bọn họ đứng lên cũng chỉ một chữ chết áp lực của dám người hướng tà lập tức liền nhỏ đi rất nhiều, đặc biệt tìm mấy người công phu mạnh ra tay, binh lính thường toàn bộ giao cho trang tiểu thư và đội ngũ mãnh thú kia, chúng mãnh thú khó khó khi có cơ hội phát uy trước mặt con người, lúc này bọn chúng ai cũng hưng phấn không thôi, đại chua luôn là nơi lấy uy nghiêm làm trọng, lúc này lại náo nhiệt như sở thú, biết trang thư tình là người nào, ánh mắt mọi người nhìn nàng liền không giống bình thường, phù thủy, quả nhiên là phù thủy, trang thư tình như hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ, cười lạnh nói, gắn cho ta cái tên phù thủy ta liền trở thành phù thủy cho cái ngươi thấy, nhưng nhìn thử coi, người lúc này muốn tạo phản không phải là ta mà chính là các ngươi hoặc là tiến lên chiến đấu, hoặc là lập tức rời khỏi trận chiến, bây giờ rời đi, vinh hoa phú quý khẳng định không còn, nhưng có thể khiến các ngươi lưu lại một tánh mạng, lời này vừa nói ra, dám người tam tử liền cảm giác được động tác của bọn họ trở nên trần chờ rất nhiều, lực đạo cũng hơi buông lỏng, hiển nhiên là tâm đang rối loạn, nhìn nhau tất cả bọn họ liền thối lui đến bên người trang tiểu thư, không cần biết các ngươi vì cái gì chỉ cần cản đường ta liền giết không cần chờ lâu, cấm vệ quân từng người từng người lui ra, giống như nhận được tín hiệu, những người vốn đang dao động ảo ảo lui về phía sau, trong nháy mắt, phần lớn người đã rút khỏi chiến tranh, những người kiên trì còn lại bị đẩy ra sau không thể tiến lên, tam từ nhẹ nhàng thở ra vẫn là trang tiểu thư làm việc đáng tin, nhiều người như vậy, nếu muốn giết hết cũng không biết khi nào, chương 154, phù thủy thì như thế nào nếu chỉ là một con mãnh thú thì không ai nói làm gì khả năng còn có người hùng hùng anh dũng đi làm dũng sĩ, nếu là mấy con, chắc chắn sẽ gọi bằng hữu đến cùng nhau săn bắn, nếu là 10 con, tất nhiên sẽ kinh động quân đội trong thành, đem bọn chúng vây bắt, nhưng nếu số lượng mấy trăm, thậm chí còn lên đến ngàn thì sao, tất nhiên phản ứng đầu tiên của mọi người là tránh né, ít nhất trước mắt là thế, mà trang thư tình thành thơi ngồi trên lưng sói kia, ở trong mắt đám người chính xác là phù thủy, trang thư tình tư thế thẳng đứng không chớp mắt mình về phía trước làm ra chuyện như vậy nàng đã sớm nghĩ tới tất cả hậu quả có thể xảy đến, dù sao sinh hoạt của nàng không ở kinh đô, nàng không sợ người khác e ngại nàng, nàng cũng không muốn lui tới với nhiều người, nàng thật sự không sợ, nàng là đại phu trong lúc sinh từ cấp bách chắc chắn sẽ có người cần nàng, bàn tay đang nắm nàng đột nhiên siết lại, chặt đến nỗi nàng cảm thấy có chút đau, quay đầu lại nhìn chỉ cố, làm sao vậy? bạch chiêm nhìn nàng một hồi lắc đầu trang thư tình cũng không nghĩ nhiều thân thể nàng đã sắp không chống đỡ được chút tỉnh táo này phải giữ lại nếu không đến lúc cần ra mặt lại không thể lúc này động tĩnh bên trong đột nhiên lớn lên tam tự thả người nhảy lên trước rất nhanh liền dẫn theo một người đến là ôn đức hắn một thân dũng khí hùng hùng không chút nào giống một hoạn quan, nhìn thấy Bạch Chiêm hắn liền quỳ xuống dập đầu, thanh âm nghẹn ngào, công tử tìm không thấy hoàng thượng, mắt Bạch Chiêm trở nên sắc lạnh, Chu Chi đức đâu, được trừ ra che chở trốn mất rồi, lão nô đã đuổi theo, xác định hoàng thượng không ở đó, lập tức liền quay lại Hà Phi điện, nhưng vẫn không thấy hoàng thượng, tìm kỹ chưa, có, đã tìm đi tìm lại rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy, bạch chiêm đang muốn nói chuyện, trang thư tình đã mở miệng trước, phiền ôn công công tìm một đồ vật mà hoàng thượng thường hay dùng lại đây, quần áo hay bất cứ thứ gì cũng có thể, tiểu gia hòa này không chừng có thể giúp được, ân, rất nhanh ôn đức liền hiểu được, lập tức chạy vội đi lấy đừng nói vội người không bị mang đi tức là vẫn ở trong cung trang thư tình vỗ vỗ đầu sói đi lên trước xem thử đại khái cũng biết rằng chủ tử bọn họ đã chạy nhưng người đang đối kháng cũng nản chí bỏ cuộc nằm gục trên đất không động đậy mưu phản là tội gì ngay từ đầu bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng trong lòng vẫn tồn tại một phần nhỏ may mắn kém chút nữa bọn họ cho rằng chuyện đã thành nhưng rốt cuộc vẫn thua một bước bọn họ lôi bạch công tử vào nhưng lại không ngờ tới trang tiểu thư thật sự là phù thủy hơn nữa còn có thể điều khiển vạn thú, một bước sai lầm, thua, là kết cục đã định, không cam lòng, đương nhiên là không cam lòng, nhưng quy luật trước giờ, thắng là vua, thua làm giặc, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, rất nhanh ôn đức liền trở lại, trên tay cầm long bào của hoàng thượng, ôn đức sợ những vật khác không sót lại đủ hơi thở của hoàng thượng nên đã cầm long bào hôm nay hoàng thượng lâm triều đã mặc trang thư tình nhận lấy đưa qua nói, các ngươi đến đây đi nhớ kỹ mùi này người đang ở trong cung chỉ được tìm người không được đã thương bất kỳ ai tất cả âm thanh truyền đến đều đồng ý với nàng nhìn thấy bạch chiêm ôn đức tựa như tìm được tâm phúc cho đến lúc này hắn cũng không tính lộ ra phần chiếu thư hoàng thượng đã đưa cho hắn lúc ngài viết hắn ở bên mài mực nội dung đã nhìn thấy rõ ràng hoàng thượng đã hạ quyết tâm để công tử kế vị cho dù lúc này hoàng thượng thật không thể chống đỡ qua những thứ khác liền nghe theo thánh chỉ ôn công công hậu phi có tham dự không ôn đức hoàn hồn gật đầu nói Mẫu phi của Ngũ hoàng tử, Lương Quý phi Thoát không khỏi liên quan, chạy luôn rồi. Vâng, Trang Tư Tình suy nghĩ, những hoàng tử công chúa khác đâu? Là bàng quan hay muốn bảo mệnh Ôn Đức Trầm mặc tranh đấu trong cung, hắn theo hoàng thượng bao lâu cũng chứng, khiến được bấy lâu, nhưng chưa thời khắc nào khiến tim hắn băng giá như lúc này. Trang thư Tình cũng không tiếp tục nói chuyện, nàng nói ra câu này trong lòng cũng thấy khó chịu, người đều vì chính mình, cho Do dù là hoàng đế chỉ cố vì nàng đến kinh đô, lại bởi vì hoàng thượng gặp nguy mà lo lắng, hắn khác với những hoàng tử công chúa khác, hắn không có bất kỳ tâm tư dư thừa nào không quan tâm đến ngôi vị cữu ngũ trí tôn đơn giản chỉ xuất phát từ lo lắng vì lo lắng nên bệnh tình của hắn mới trở nên nghiêm trọng như vậy nàng lo lắng nếu tiếp tục như vậy tóc của hắn sợ rằng sẽ bạc hết nhưng nếu tóc của hắn thực sự bạc đi nàng dũng không ghét bỏ nhưng nàng đau lòng càng lo lắng sẽ có thể mang đến hậu quả không biết trước lúc này đã tới hà phi điện của lương quý phi trang thư tình mang niệm niệm và kim hổ đến đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hai người tìm giúp ta tìm cẩn thận một chút rốt cục cũng được chia việc để làm hai tiểu gia hòa đều vô cùng cao hứng nhanh chóng chạy đi tìm nhưng mỗi một khe hở bọn chúng đều đã tìm kỹ quả thật không có ở đây giống đi qua theo tiếng hổ gầm tất cả mọi người đều đi đến một góc trong cung điện đường đi làng lúc càng hẹp thậm chí có chút hoang vắng thân là đại tổng quản trong cung ôn đức liền biết nơi này là chỗ của vị chủ tử nào lão nô khấu kiến Lục hoàng tử, cửa đã sớm bị hổ đẩy ra, bên trong có hai người đi ra, tuổi nhìn cũng không lớn, ăn mặc cũng không quá bần cùng, sạch sẽ chỉnh tề, nhưng cũng không nên là cuộc sống một vị hoàng tử nên có, người đi trước hai tay vẫn chắp ở sau lưng, thắt lưng rất thẳng, Ôn Công công, phụ hoàng ở nơi này của ta, nhưng ta nghĩ hết biện pháp cũng không thể khiến phụ hoàng tỉnh lại, mong Ôn Công công lập tức cho truyền ngự y, lời vừa nói ra liền thể hiện được cỗ uy phong của một vị hoàng tử ôn đức đối với vị lục hoàng tử rất hiếm khi nhìn thấy này lập tức liền sinh ra hào cảm đang định đi mời ngự y liền chợt nhớ ra bên cạnh hắn đã có một vị thần tiên sống vội xoay người khom lưng trang đại phu thỉnh ngài xem trước tình huống của hoàng thượng trang thư tình khẽ gật đầu nhìn về phía bạch chiêm chàng ôm ta vào đi ta đứng không nổi bạch chiêm không nói hai lời liền bết người xuống lưng sói động tác vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu, thấy Lục hoàng tử nhìn hai người, Ôn Đức giới thiệu với hắn, đây là Bạch công tử và Trang đại phu ta biết, tuy rằng hắn không thường ra ngoài, nhưng bên cạnh có một mật thám, những điều cần biết hắn cũng biết được không ít. Hoàng thượng được an trí trên giường của Lục hoàng tử, vẻ mặt an tường, không có vẻ thống khổ, liếc mắt nhìn tựa như người đang ngủ, nhưng nhìn thấy như vậy, tuy chưa xem mạch nhưng trong lòng Trang thư tình liền sinh ra một cảm giác bất an, vừa. Đụng đến mạch tượng, mày liền nhăn lại, nàng không tinh thông phương diện này, hơn một năm nay tuy đã học được không ít nhưng so với sự đồ sộ của y học nàng vẫn còn kém xa lắm trình độ của nàng chỉ coi như gà mời chỉ cảm thấy mạch tượng này có chút giống như từ công mậu và ngột đê chỉ là càng nghiêm trọng hơn so với hai người kia bệnh trạng của hoàng thượng có chút giống với hai người ta từng bắt mạch trước kia ôn công công người cũng biết thứ ta am hiểu là gì mau nhanh chóng an bày hai ngự y đến đây hướng tả thanh dương tử có cùng đến không hướng tả lắc đầu nhưng hắn hẳn là sẽ sớm đến đây với trần nguyên trang thư tình nhíu mày nghĩ một chút liền nói chỉ cố chàng phái người đi nói với bọn họ bằng mọi cách phải mang thanh dương tử đến đây nhanh nhất có thể ta lo rằng hoàng thượng không chống đỡ được bao lâu bạch chiêm liếc mắt nhìn hướng tả hướng tả hiểu ý lập tức đi an bày ngự y được người cõng tới chính là một cộng sự cùng trang thư tình hợp tác ở Nam Đài Phủ, nhận được người, trang thư tình vội nhường vị trí, chu ngự y, ngài mau đến xem, chu tề vộ vàng cúi chào nàng, không kịp nói lời nào liền nhanh chóng đi xem mạch như thế nào, là chúng độc, trang đại phu đã xem mạch trước, ngài thấy như thế nào, ta cũng cảm thấy như vậy, chu ngự y có khả năng giải không, trước tiên phải biết được căn nguyên, biết là loại độc nào mới có khả năng giải được, trang thư tình ngẩn ra, không phải chỉ cần phân tích máu liền biết là loại độc gì sao chu tề cười khổ ta không có bản lĩnh kia cho nên là nàng xem nhẹ thanh dương tử sao sư phụ thanh dương tử là hiểu vọng chân nhân hiểu vọng chân nhân chu tề thất thố kinh hô một yếng chàng thư tình không biết hiểu võng chân nhân là ai nhưng cũng biết rất ít người có thể mang được hai chữ chân nhân không biết bao nhiêu người muốn bái hắn là thầy nhưng suốt đời hắn chỉ lấy một vị đệ tử cho nên thanh Dương Tử chính là, nếu có thể được đệ tử hữu vọng chân nhân trợ giúp, độc này nói không chừng có thể giải. Hai người đang nói chuyện này dường như quên mất người đang nằm trên giường là vua một nước, nhưng may mắn Ôn Đức vẫn không quên, vội vàng chen vào lời của hai người, vậy hiện tại phải làm thế nào? Khố phòng không hề thiếu dược liệu chân quý, có nên mang tới cho hoàng thượng dùng? Hiện tại không được dùng bất cứ thứ gì, chưa biết độc này là gì, không thể dùng loạn. Trang thư tình chuyển mắt qua trong lúc vô ý thấy được bàn tay sau lưng của lục hoàng tử, tay của hắn có sáu ngón, chu ngự y, người cẩn thận xem mạch có biến hóa gì lập tức nói với ta, vâng, chu tề đối với trang thư tình vô cùng tin phục, không chỉ hắn, nhưng người từng trở thành cộng sự với nàng không ai mà không tin phục, cho dù đã trở về cung nhiều tháng, mọi người vẫn thường hay nói tới nàng, trang thư tình cẩn thận xoa hai chân của bản thân, vẫy vẫy tay với lục hoàng tử lại đây lục hoàng tử có chút ngây người chưa từng có người nào tự nhiên đối diện với hắn như vậy giống như hắn không phải là hoàng tử mặc kệ hắn có được sủng ái hay không nàng vẫn sẽ đối đãi với hắn như một người bình thường thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc hắn đi tới trang thư tình ôn nhu nhưng kiên định kéo tay phải của hắn hắn phản ứng kịp sắc mặt nhất thời liền thay đổi hơi dùng sức không muốn đem tay của mình hiện ra trước mặt người khác ấn tượng của hắn đối với trang thư tình liền biến mất chỉ cảm thấy sao người này lại đáng giận như vậy ta có thể chị được chống lại ánh mắt không thể tin của hắn trang thư tình cười gật đầu chỉ nhiều ra một ngón thôi cắt đi là được cho dù nội tạng trong cơ thể bị thương tổn ta cũng có thể mổ bụng khâu lại chỉ một ngón này không tính là chuyện lớn không tự giác lục hoàng tử liền thả lỏng lực đạo chu tề lập tức rời tầm mắt chuyện trong hoàng cung rất nhiều hắn không thể biết hết nhưng từ lời của trang đại phu hắn cũng biết vì sao lục hoàng tử là hoàng tử ít tuổi nhất nhưng lại ẩn mình trong cung không ra ngoài, ôn đức cũng biết, ngay từ đầu hoàng thượng đã thất vọng, sau này cũng quên mất hắn còn một nhi tử không có mẫu phi che chở, chính hắn cũng giấu giếm, khiến ngài không nhớ nổi vị hoàng nhi này, chương 155, bị tật trang thư tình thả tay hắn ra, sau đó mở lòng bàn tay mình chia ra trước mặt hắn, lục hoàng tử có chút trần chờ một lát mới chậm chạm đem bàn tay mình đưa vào lòng bàn tay nàng, trang thư tình nở nụ cười rất tốt chuyện này không phải lỗi của đệ để phải nhìn thẳng vào nó không được để nó trở thành gánh nặng tâm lý của đệ, nếu đệ trở thành cường giả, cho dù bàn tay đệ có 10 ngón cũng không một ai dám chỉ trích khi nhục đệ, nếu đệ là kẻ yếu, cho dù đệ có tài năng đi chăng nữa cũng chẳng có gì hơn người, vuốt đầu ngói tay mọc dài ra bên cạnh ngón cái, trang thư tình ôn nhu nói xong lời này, đương nhiên, nàng cũng chỉ coi hắn là một bệnh nhân, thói quen nói ra lời an ủi, đại khái đã đo được hình dạng của xương, cha tàng thư tình gật đầu có thể cắt bỏ lục hoàng tử là người tính tình nội liễm cho dù kích động nhưng hắn vẫn nhận được còn tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh hắn nhiều năm ngược lại kém chút nữa nhảy cẫng lên trang trang đại phu thật sự có thể cắt sao cắt rồi điện hạ sẽ giống như những người khác sao đương nhiên nàng nhìn ra được tiểu thái giám này thật tâm bảo vệ lục hoàng tử vừa nghe nàng trả lời mắt liền đỏ bừng lên điện hạ ngài nghe thấy không ngài có thể tốt lên ngài xem nhiều sách như vậy

về sau nhất định có thể được hoàng thượng yêu thích lục hoàng tử ho nhẹ một tiếng chừng mắt liếc nhìn hắn một cái tiểu nhân biết sai tiểu thái giám cười nhận sau nhưng ý cười trong mắt hắn lại khiến lục hoàng tử cảm thấy ấm áp trong lòng tuy rằng không nói gì nhưng tình cảm chủ tớ lại khiến người nhìn cảm nhận được chân thực trong lòng ôn đức tuy cảm thấy sốt ruột nhưng trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười nhìn về phía tiểu thái giám hỏi người tên là gì a à, tiểu thái giám nhất thời không phản ứng kịp lục hoàng tử phản ứng nhanh hơn địa vị của ôn công công ở trong cung cho dù là phi tử được sủng ái nhất cũng phải nhượng hắn ba phần vội nhắc nhở một câu ôn công công hỏi ngươi tên gì a à, tiểu nhân được lục hoàng tử ban tên an cùng an cùng đặt tên cho người bên cạnh hắn như vậy cũng có thể thấy được lục hoàng tử là một người nhân hậu ôn đức nhớ lấy tên của hắn chỉ cần hoàng thượng có thể qua được ải này lục hoàng tử về sau nhất định sẽ được coi trọng lại được trang đại phu cắt bỏ ngón tay dư thừa kia về sau cũng không xê ẩn tránh né mọi người cho dù hoàng thượng không thể qua khỏi bạch công tử hắn không dám nói nhưng trang đại phu chắc chắn sẽ đối đãi tốt một phần với Lục hoàng tử, như vậy cũng tốt so với các hoàng tử khác, Lục hoàng tử có nhân tâm hơn rất nhiều. Đang suy nghĩ, bên ngoài liền có người truyền đến, Ôn Công công, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử cùng nhau muốn cầu kiến hoàng thượng, lòng Ôn Đức liền trầm xuống, chuyện hắn lo rốt cục cũng đến. Nhìn hoàng thượng đang bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, Ôn Đức hơi dùng sức cắn đầu lưỡi mùi máu lan tỏa trong miệng khiến hắn càng có thể ỉnh táo, đi ra cửa ôn đức chống lại bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm hắn, hoàng thượng có lệnh, hiện ngài không muốn gặp ai, thỉnh tứ vị hoàng tử hồi phủ chờ lệnh, đại hoàng tử cười lạnh, ôn đức hiện tại phụ hoàng còn có thể truyền lời được hao sao, ngươi đừng giả truyền thánh ý, lão nô ngược lại muốn hỏi đại hoàng tử ngài từ đâu biết được tin tức này, ngươi, ngũ hoàng tử mưu nghịch, nếu tin đại hoàng tử nhận được là được đến từ ngũ hoàng tử vậy lão lô đành phải mạo phạm đem ngài bắt lại làm càn một hoạn quan như ngươi sao dám ngỗ nghịch phạm thượng đừng tưởng rằng người là người bên người phụ hoàng thì có thể không để ta vào mắt ôn đức nhìn về phía tứ hoàng tử đang nói chuyện cười lão nô chỉ là một hoạn quan chỉ cần hoàng thượng muốn lão nô đi chết lão nô cũng sẽ không chút do dự lão nô chỉ muốn hỏi tứ hoàng tử hoàng thượng đã chấp thuận cho ngài và đại hoàng hoàng tử xuất phủ hay chưa, nghe thấy lời này, khí thế nhất thời biến mất hơn phân nửa, bản cung, bản cung và đại hoàng huynh cũng chỉ vì lo lắng phụ hoàng, ôn đức, bản cung hoài nghi ngươi thông đồng với lão ngũ mưu hại phụ hoàng, nếu ngươi không tránh ra, bọn ta lập tức liền xông vào, ôn đức vẫn trầm mặc nhưng tư thế của hắn càng thêm kiên định, nếu bọn họ xông vào, cho dù lưng mang tội danh giết hoàng tử hắn cũng sẽ không cho bọn họ bước vào cửa điện một bước, Chu Chi Hi nổi giận nhưng hắn cũng không ngốc, cho dù tức giận cũng không tự mình xung phong đi trước, ôn đức, người đừng khinh người quá đáng, ba vị hoàng huynh, các huynh không lo lắng cho phụ hoàng sao, tiểu đệ nhịn không nổi nửa, nhịn không nổi thì lên đi, tam hoàng tử Chu Chi xâm hai tay ôn ngực, căn bản là không có ý muốn ra tay giúp hắn, khi hắn là người ngu sao, cũng không nghĩ lại người bên trong là ai, toàn thân hắn đến hiện tại vẫn còn đau đau muốn chết, nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão nhị đang hấp hối bị người mang đến, bạch chiêm đối với hắn đã là thủ hạ lưu tình, chật đã như vậy rồi còn muốn đến chia một bát canh, không có tiền đồ, chu chi hi bị hắn nói mặt đều đỏ, nhưng quả thật nếu chỉ có một mình hắn không dám tiến vào, đang còn muốn châm chọc một chút, lại thấy người từ trong phòng đi ra, ôn đức cung kính người qua một bên, thấy thái độ này của hắn, hoàn toàn đối lập với bọn họ, cho dù là tam hoàng tử cũng không khỏi hừ lạnh, bạch chiêm mắt lạnh đảo qua bốn người, biến, lúc này, người phản ứng nhanh nhất là nhị hoàng tử, nhìn thầy bạch chiêm liền nhanh chóng bảo người đỡ lui về phía sau, nghe thấy hắn nói như vậy không nói hai lời lập tức liền quay về, hắn tuyệt đối tin tưởng, nếu còn ở đây nhất định sẽ không toàn thây trở về, chu chi xâm thầm mắng một tiếng nhát gan, nhưng thần sắc vẫn như thường nói, ta chỉ muốn hỏi một câu, tình huống của phụ hoàng như thế nào, hôn mê, ôn đức ngẩng đầu nhìn thoáng qua bạch. Chiêm, lại cúi đầu, hắn không ngời tới, bạch công tử không chút giấu giếm nói rõ tình hình thực tế cho bọn họ, chu chi sâm cũng không nghĩ tới lại nhận được một câu như vậy giật mình một chút lại hỏi, có thể cứu không, nếu như người của ta không tới kịp, chuẩn bị hậu sự là vượt, chu chi sâm cười khổ, đây coi như là cuộc đối đáp hoàn chính nhất của hắn và Bạch Chiêm, đương nhiên lần trước không tính, lần đó hắn không được tỉnh táo, Bạch Chiêm bỏ lại mấy câu liền trở về phòng, ôn đức hành lễ với ba vị hoàng tử cũng theo hắn vào phòng trong, liếc mắt nhìn hai vị còn lại, chu chi sâm chắp tay rời đi, hắn vẫn không nên học theo lão ngủ cũ đi tìm chết, về phần ngôi vị hoàng đế, lúc trước hắn quả thật từng muốn, nhưng hiện tại tong lòng đã biết, vị trí kia, phụ hoàng chắc chắn sẽ truyền cho Bạch Chiêm, trong lúc vô ý, ôn đức đã thể hiện rõ thái độ này, cho hắn cũng tốt, ít nhất hắn thua tâm phục khẩu phục Chu Quốc A, nhìn bên ngoài thì có vẻ huy hoàng, nhưng thực sự đã sớm hư thối từ bên trong, Đại Chu, chỉ có Bạch Chiêm mới có thể ổn định lại, những người khác, nếu là mấy huynh đệ bọn họ thì không ai có thể tùy ý liếc mắt nhìn đám mãnh thú thấy được hai con mãng xã lớn đang lè lưỡi trong lòng hắn có chút sợ hãi vị phù thủy này không hề có ý mưu phản ngược lại hắn còn phải cảm ơn nàng ít nhất ngôi vị kia không vào tay lão ngũ bô dạng của hắn cũng không kém a à. sao lại không vào được mắt nàng một chút chực hắn hâm mộ bạch chiêm muốn chết ngồi trở lại bên người trang thư tình bạch chiêm cũng không muốn nói chuyện nhưng trang thư tình thấy ôn công công đã gấp đến độ mồ hôi đổ đầy trán trong lòng cũng không nhẫn tâm thấy hắn như vậy đành thay hắn hỏi bạch chiêm một câu, chàng cứ bỏ mặc như vậy, vấn đề gì cũng phải đặt trước mắt mới có thể giải quyết, không đầu không đuôi nói một câu, nhưng những người khác đều có thể hiểu, ôn đức cười khổ, bạch công tử người đang biểu đạt sự bất mãn với hoàng thượng đi, kỳ thực hoàng thượng sao có thể không biết hiện tại vấn đề của Chu Quốc đang ngày càng trồng chất, nhưng cục diện đã như thế, người chỉ có thể tiếp tục duy trì nó ở thế cân bằng. Không để cục diện trở nên tệ hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ giống như hoàng thượng nói không phải người muốn để công tử kế vị mà đại chu không thể không có công tử đổi lại là bất kỳ hoàng tử nào cũng không được bọn họ chỉ có thể dùng người trong triều nhưng bạch công tử không giống người của công tử mới chính là nhân tài kiệt xuất có bọn họ trợ giúp đại chu mới có thể tốt lên ngay cả hoàng thượng cũng từng mở miệng mượn người không ít lần trong tay ngươi có bao nhiêu người có thể sử dụng trang thư tình cũng không nghĩ nhiều nàng cũng có chút không chống đỡ được, dự vào người hắn nhắm mắt nghỉ tạm, ôn đức thấy nàng như vậy cũng biết trang tiểu thư trên đường đến đây có nhiều cực khổ, cho dù trong bụng gấp gáp nhưng cũng không nhịn được mềm lòng nói, trang đại phu, ngài đến phòng bên cạnh nghỉ tạm một lát đi, trang thư tình gật đầu hắt xì một cái, nếu ngủ sợ là sẽ không dậy được, hiện tại chưa thể ngủ, vì sao không thể ngủ ôn đức biết, nhìn hoàng thượng vẫn đang hôn mê, trong lòng không nhịn được bi thương, ngài luôn không thể hạ thủ được với các hoàng tử, nhưng không ngờ được bọn họ lại đối xử với ngài như vậy. Bạch Chiêm lại trầm mặc trang thư tình biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ nắm lấy mạch tượng của hắn quan sát, không đi quấy giày. Một hồi sau, Bạch Chiêm nắm ngược lấy tay nàng, phái tất cả bọn họ đi, hoàng cung cần những người này hộ vệ. Vâng, trang thư tình không chút do dự, ngay cả cân nhắc cũng không có, điều này khiến hắn vô cùng cao hứng. Hắn lại nghĩ mình nên giải thích cho nàng một chút, kinh đô hiện đang vô cùng rối loạn, nước láng giềng chắc chắn sẽ không An phận, ta biết người nàng quan tâm đều ở hội Nguyên phủ, y quán cũng ở đó, đại chu ổn định, hội Nguyên phủ mới có thể còn, ta biết, nói xong trang thư tình lại cảm thấy mình trả lời không đủ chân thành, lại tăng thêm ngữ khí trả lời một lần, ta biết, nam nhân vì nữ nhân khuynh tận giang sơn, có mỹ nhân không cần giang sơn, nhưng nàng càng thích chỉ cố như vậy, bởi vì hắn yêu nàng, quan tâm nàng, nên mới cho nàng cùng những người nàng quan tâm có một cuộc sống yên bình, đây là người nàng thích, cũng là nam nhân nàng đồng ý bỏ đi hết thảy chỉ nguyện yêu hắn. Lục hoàng tử Chu Chi Tiếu nhìn hai người không rời tầm mắt, trong lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ, hắn biết, cho dù bản thân không trọn vẹn, cho dù nàng không giúp được hắn thì sớm hay muộn hắn cũng sẽ phải tứ hôn, lúc trước hắn cảm thấy, cho dù tứ hôn với ai cũng không sao, hiện tại lại không muốn cứ như vậy bị người khác sắp xếp số phận của bản thân, trên đời này chỉ có một trang đại phu, hắn không dám nghĩ xa như vậy, nhưng ít nhất phải chi thư đạt lễ, chứ không phải thị sủng sinh kiêu, vô lễ náo loạn, chỉ biết tranh giành tình cảm, trang thư tình ra ngoài an bầy một hồi, tuy rằng lúc này miễn cưỡng có thể đi, nhưng bạch chiêm vẫn ôm lấy nàng, ẩn vệ. Được phái đi khắp nơi trong kinh để ổn định, hơn nữa còn có người cầm lệnh bài của hoàng thượng đến những thủ phủ gần nhất điều binh, thời gian chờ đợi khiến con người có cảm giác trôi qua thật lâu, tin tức tốt nhất hiện tại đó là tình huống của hoàng thượng vẫn ổn định, không tốt hơn cũng không xấu đi, Bạch Chiêm không nhịn được phiền, liếc mắt nhìn người trên giường một cái liền đi ra ngoài, chương 156, ngươi còn hỏi vì sao, trong lúc nửa tỉnh nửa mê Hình như nghe được tiếng Ôn Đức gọi công tử, Trang Thư Tình theo bản năng ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng mở to mắt, hàm hàm hồ hồ hỏi: "Ưm, trở lại rồi, vừa đi đâu vậy?" Bạch Chiêm dịch lại chiếc áo đang đắp trên người Trang Thư Tình vì hành động của nàng mà bị trượt xuống, không phải nàng muốn biết nguồn độc sao? Bọn họ tìm được rồi, đầu óc trì độn lúc này của Trang Thư Tình phải mất một thời gian mới hiểu được lời của hắn, sau đó nhìn về phía hai người bị ném xuống đất đã không còn nhúc nhích được. Đây là lương quý phi và Ngũ hoàng tử, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, bộ dáng chật vật này khiến người nhìn vào càng có cảm giác thương tiếc. Ngũ hoàng tử, diện mạo của hắn nhìn là thấy xuất chúng nhất trong số các hoàng tử, không thể, độc dược này rất khó giải. Ngũ hoàng tử cười vô cùng sán lạn, không có nửa phần khẩn trương sợ hãi ngược lại rất tự tin hắn cậy vào cái gì trang thư tình nỗ lực khiến đầu óc của mình suy nghĩ khó giải chu chi đức nhìn về phía trang thư tình cười cười không tin ngươi có thể dùng hết bản lĩnh của mình thử xem ta thật không dành về độc trang thư tình đứng dậy đi một vòng xung quanh lương quý phi đánh giá nàng ta tin rằng ngươi có chỗ để dựa vào nhưng ngươi tính nhầm một điểm rồi người của ngươi không hề hữu dụng như ngươi nghĩ nếu chỉ cố chạm ngươi tại đây, ngươi có thể làm gì, ai có thể tới cứu ngươi, ai có thể là đối thủ của chỉ cố, không tin, muốn thử một chút hay không, trang thư tình nói lời vô cùng tuyệt tình, ý cười trên mặt chu chi đức lập tức liền thu liễm, nhớ tới vừa rồi bạch chiêm như đi vào chỗ không người vượt qua hàng hàng phòng thủ ép hắn và mẫu phi đi ra, nếu thực sự như lời trang thư tình nói, ngươi nói rằng ngươi muốn ngồi vào giang sơn này, nghĩ thử coi bọn họ để ngươi nắm quyền tốt hơn hay để chính bọn họ nắm quyền tốt hơn không cần nói chính ngươi cũng biết đáp án nếu mẫu tộc của ngươi không có dã tâm vậy bọn họ dám cùng ngươi tạo phản sao nói không chừng mục đích của bọn họ là mượn tay ngươi để trừ bỏ chỉ cố hoặc là thứ ngay từ đầu bọn họ muốn chính là Giang Sơn này, không có khả năng Lương Quý phi túm chặt lấy nhi tử, Đức nhi, con không thể bị dao động, trừ ra sẽ không làm như vậy lương quý phi ngài lấy gì để cam đoan trang thư tình cười mỉm nhìn nàng lương quý phi ngài tín nhiệm trừ ra vậy sao tin tưởng bọn hắn sẽ không thật sự vứt bỏ các ngươi để chiếm quyền riêng ta lại nghĩ khác a à, nếu mẫu tử lương quý phi đều mất mạng vậy trừ ra sao có thể không lợi dụng chuyện này để gây chuyện a à, bạch chiêm hận hoàng thượng vô tình với mẫu thân của hắn không cho hắn mang quốc họ trong cơn tức giận lỡ tay giết người trong kinh giết hoàng thượng hoàng phi hoàng tử đúng rồi còn phải đem ta đến nơi này nữa Mãnh thú tụ tập nhiều như vậy, mọi người đều thấy được, chỉ cần thả chút tin đồn, chắc chắn sẽ có người tin tưởng, trừ gia thân có di chiếu, được hoàng thượng ủy thác, dẫn binh vây thành, im miệng, lương quý phi lúc này không còn thứ gọi là phong phạm quý phi, không dám nhìn thẳng nhi tử, nàng là nữ nhi trừ gia, tâm tính người trừ gia như thế nào nàng biết rõ, lời của trang thư tình, rất có khả năng, nếu hy sinh mẫu tử bọn họ để có được giang sơn, trừ ra nhất định sẽ không chút do dự, nhưng lúc này, nàng không dám để nhi tử nghĩ như vậy, trang thư tình, nàng ta sao có thể đoán được nhân tâm tỉ mỉ đến như vậy, người muốn cái gì, rất đơn giản, nói ra tình huống cụ thể làm cách nào các ngươi có được loại độc dược này, thấy hắn thả lỏng khẩu khí, trang thư tình biết lời nói của mình đã có tác dụng, còn không ta hỏi, người trả lời, chu chi đức nhìn mẫu phi, tay nắm thành quyền lúc này đang phát run, trong mắt tràn đầy không cam lòng và oan hận không trả lời trang thư tình hắn nhìn bạch chiêm nói trước khi ngươi còn chưa xuất hiện người phụ hoàng sủng ái nhất là ta nếu không có ngươi hiện tại ta không cần động thủ chỉ cần chờ mấy năm nữa ta không cần phải dựa vào trừ gia cũng có thể tự hành động nhưng tất cả đều bởi vì ngươi ta không chờ được chu chi đức oán hận tăng thêm ngữ khí quyết định của phụ hoàng là muốn ngươi làm thái tử hắn muốn đem đại chu cho một kẻ khác họ, rõ ràng ngươi chỉ là một người nhảy ra giữa đường, dựa vào cái gì lại đưa cho ngươi? Ta không phục. Ánh mắt Bạch Chiêm không hề phân cho hắn một chút, nhặt lấy áo choàng lại bị trượt xuống lần nữa, đắp lên cho thư tình, nhẹ nhàng trả lời một câu, "Mắc mớ gì tới ta? Chu Chi Đức nghe thấy hắn nói tức đến hộc máu, "Đúng vậy, chúng ta tranh tới tranh lui, tất cả bẫy dập đều đã thiết kế tỉ mỉ, nhưng ngay cả ánh mắt ngươi cũng không thèm liếc một cái tài năng chúng ta không bằng ngươi, đã như vậy, ngươi trở về làm gì, vì sao phải để phụ hoàng biết hắn có người con trai như ngươi, ngươi hỏi mấy vị hoàng huynh khác từ khi ngươi trở về, phụ hoàng có bao giờ liếc mắt coi trọng chúng ta lần nào chưa, chỉ cần ngươi cho phụ hoàng chút gì đó ngài cũng có thể cao hứng rất nhiều ngày, luyến tiếc dùng như bảo bối, có có thứ tốt gì cũng chia cho ngươi một phần, còn dư lại mới phân cho chúng ta, những thứ ngươi cần không cần ngươi mở miệng, ngài đều tự mình chuẩn bị tốt nhất, phái người mang đến đưa cho ngươi, không chỉ thế ngài còn lo lắng ngươi có thích hay không, một bộ dáng thấp thỏm lo lắng cho nhi tử, nhưng đưa cho chúng ta lại là ban thưởng, chúng ta phải dập đầu tạ ơn, cùng là nhi tử, dựa vào cái gì đối với ngươi lại bất đồng như vậy? dựa vào cái gì chúng ta phải dùng đồ thừa của ngươi bạch chiêm ngươi vì sao lại trở về ngươi muốn biết vì sao vậy ta liền trả lời cho ngươi trang thư tình lạnh mặt cảm xúc muốn bảo vệ hắn dâng lên trong lòng nàng bởi vì bạch chiêm chỉ đem vị lão nhân cao cao tại thượng kia coi là phụ thân chàng ấy không muốn vị trí kia chàng vốn không muốn bấu víu không hề muốn bất cứ thứ gì từ hoàng thượng cũng không cần ngài ấy phải cho mình bất cứ thứ gì bởi vì bản lĩnh của bạch chiêm có thể khiến chàng ấy có được thứ tốt hơn người hâm mộ người ghen tỉ là bởi vì ngươi không tài giỏi bằng chàng ấy nếu ngươi có bản lĩnh biết suy nghĩ thì nên coi chàng ấy là mục tiêu để vượt qua chứ không phải giết cha giết vua yếu hầu chu chi đức chan chát nhìn nàng hắn muốn phản bác hắn tức giận muốn mắng nàng không hiểu cái gì thì đừng chen miệng vảy hắn thậm chí muốn xông lên đánh nàng, nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt đỏ bừng chăm chăm nhìn nàng, mong rằng có thể đâm nàng ta một nhát, nhưng ngay cả một cử động nhỏ hắn cũng không dám, chỉ cần hắn vừa động tin rằng nam nhân kia nhất định sẽ giết chết hắn, đã ở trong tình cảnh như vậy, cho dù chết cũng phải chết quang minh chính đại, nhưng hắn không muốn chết, đường tranh công có rất nhiều, người lại chọn con đường tệ nhất còn trách được ai, nói xong, cha trang thư tình đột nhiên nhìn về phía lục hoàng tử để không thể học theo hắn nhưng thứ dùng thủ đoạn để cướp sẽ không có được lâu dài chu chi thiếu không nghĩ rằng nàng sẽ nói chuyện với hắn giật mình một chút sau đó trịnh trọng gật đầu hắn không ngu kẻ ngu dốt không có khả năng sinh hoạt tốt trong cung trong khi bản thân không trọn vẹn lại mất đi sự che chở của mẫu tộc hắn chỉ có chút không ngờ nữ từ lúc nãy còn ôn nhu với hắn như vậy cũng có khi trở nên nên sắc bén, nói đi, loại độc này ngươi có được từ đâu, dược liệu như thế nào, làm thế nào để hạ độc lương quý phi lo lắng nhìn nhi tử gần như sắp không chịu đựng được những lời này đều như dao nhọn đâm vào tim nhi tử, nhi tử của nàng thuận buồm xuôi gió từ nhỏ đến lớn, sao có thể chịu được đà kích như vậy, chu chi đức cũng không nhìn nàng, thở hồn hển chào phúng nói, không phải ngươi rất lợi hại sao, còn cần hỏi ta, ngươi có thể không trả lời, nếu đám người các ngươi có có chút tác dụng vậy còn cần các ngươi làm gì, hướng tả mang theo hai người phối hợp tiến lên một bước, bộ dáng tùy thời đều có thể bắt người, tình thế hiện tại không mạnh bằng người, chu chi đức không thể không cúi đầu, độc lấy từ khúc quốc dùng ít sẽ không người bất tỉnh, thuốc dẫn ở trong trà của phụ hoàng, phải rồi, sao ta có thể quên, người như ngươi có thể vì đạt được mục đích không tiếc dẫn sói vào nhà chết nhiều tướng sĩ như vậy, cũng chỉ vì dục vọng trong lòng ngươi, nghĩ đến trường tử từ ra chết thảm tầm tình trang thư tình liền không tốt lên được bao nhiêu người chết, nàng không dám biết, độc dược này ngươi còn không, còn nữa, ngươi có biết độc này hại người như thế nào không, ví dụ như đầu, hay lục phủ ngũ tạng, tất cả độc dược đều ở trong lư hương kia các ngươi có thể đi xem xét, chu chi đức cười có chút ác ý, về phần tổn thương ở chỗ nào ta cũng không phải đại phu, không nhìn ra được ôn đức tự tay cầm lư hương đến, chu tề nhận lấy mở nắp ta nhìn, người một lát liền thất vọng lắc đầu, chỉ còn lại bụi, chu chi đức cười càng thêm ác ý, trang thư tình tự cảm thấy bản thân không phải thành phần bạo lực như nhìn bộ dáng này của hắn nàng chỉ muốn lên nên đánh cho hắn một cái nhưng mà hiện tại nàng cũng không còn sức chỉ hừ hừ nói người tốt nhất nên mong rằng hoàng thượng có thể tỉnh lại hoàng thượng vẫn nhớ kỹ tình phụ tử không nỡ xuống tay với hoàng tử nhưng người khác thì chưa hẳn ý cười chưa kịp thu liễm lại nghe thấy lời này mặt chu chi đức lập tức liền vặn vẻo há mồm lập tức muốn chào phúng lại nàng một câu nhưng lương quý phi lại dùng sức giữa chặt tay hắn hắn vừa nhìn qua liền liên tục lắc đầu không nên chọc giận nàng ta không nên chọc giận người này chu chi đức hiểu được ý trong mắt mẫu phi lập tức đem lời nói nuốt về câu này của trang thư tình nói không sai nếu phụ hoàng còn sống trừ ra nhất định là tội chu di cửu tộc nhưng hắn là hoàng tử phụ hoàng sẽ bắt hắn nhốt lại trong phủ giống như đại huynh và tứ huynh sẽ không lấy tánh mạng của hắn nếu đổi lại là người khác không có ai sẽ thủ hạ lưu tình với người đã từng hại mình mà lưu lại mối họa bên người nhìn lão nhân đang ngủ trên giường chu chi đức đột nhiên nhớ tới mới sáng nay hắn còn cùng phụ hoàng đi thăm mẫu phi thời khắc kia bọn họ giống như một đôi phụ tử chân chính khi đó trong lòng hắn đều tràn đầy ý nghĩ làm sao có thể hành động thiên y vô trùng căn bản không cảm nhận được thứ này cho tới bây giờ thứ hắn có thể dựa vào cũng là sự nhân từ của phụ hoàng chu chi đức mím môi rời tầm mắt mang theo sự chật vật cùng trột dạ chính hắn cũng không biết ôn đức đưa lư hương đến trước mặt trang thư tình trang thư tình khẩy khẩy bên trong một chút hỏi chu tề không được, chu tề lắc đầu, ta học nghệ không tinh, không nhìn ra được, mạch tượng có biến hóa gì không, không có, vẫn rất chậm, giống như đã dứt nhưng không đứt, trang thư tình nhìn ra bên ngoài, đã gần đến hoàng hôn, thời gian nàng đến kinh đô đã khoảng ba canh giờ, đám trần nguyên mang theo ít người hắn là sẽ không quá chậm, huống chi có người đến thông báo, nhận được tin hẳn là sẽ tới sớm hơn, chỉ mong hoàng thượng có thể chịu thêm một chút, nàng bị người đồn rằng nàng có thể khởi tử hồi sinh, nhưng trước mắt nàng chỉ có thể bó tay thúc thủ, từ phù thủy này gán trên người nàng cũng khiến nàng có chút trột giả, phù thủy hẳn là có thể rời núi lấp biến, không thứ gì mà không làm được chứ không phải vô dụng giống như nàng, chương 157, trong cung kinh đô vẫn chìm trong lo sợ, người người nhà nhà đều đóng chặt cửa phòng, trên đường phố vắng lặng, ngay đến một người cũng không có, không người nào biết tình huống trong cung như thế nào nào, cũng không dám đi hỏi thăm, cho đến khi có người cầm lệnh bài đến điều binh, quân đội chỉnh tề từng hành chạy trên đường, dân chúng mới có chút an tâm, bọn họ không quan tâm người ngồi trên vị trí kia là ai, chỉ mong cuộc sống của bọn họ có thể yên ổn là tốt rồi, nhận được lệnh, đám đại thần kia mới biết, người hiện tại đang tiếp quản hoàng cung là Bạch Công Tử, không còn tâm tư để lựa chọn nên nghiêng về bên nào, đương nhiên là phải nhận mệnh làm việc xuất lực ổn định kinh đô, về phần một số người khác, sắc trời đã tối, ẩn vệ đã lộ mặt lúc này càng thêm cẩn thận, phòng có gì sơ xuất phía sau lúc này, đội mã của đại hoàng tử nhị hoàng tử, tứ hoàng tử đột nhiên xuất hiện ở cổng thành và tám cửa cung, bọn họ muốn tạo phản, lúc này đang phát tín hiệu tập kích, sắc mặt ôn đức đột nhiên thay đổi, công tử có biến, trên gương mặt lạnh lùng của bạch chiêm tràn đầy sát khí ngay từ đầu hắn nên đánh cho bọn họ không đứng dậy được trang thư tình nghĩ đến tình huống thân thể của hắn hiện tại theo bản năng túm chặt lấy hắn nhưng lại không nói nổi một lời khuyên can tình huống hiện tại không thể thành toàn cho lo lắng trong lòng nàng nếu những người đó đến chỉ cố sẽ không cho phép có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cuối cùng nàng chỉ có thể nói cẩn thận một chút bạch chiêm sờ sờ mặt nàng đem lo lắng của nàng thu vào trong mắt ghi ở trong lòng ôn đức bảo vệ tốt nơi này, vâng, cầm lấy thanh kiếm tùy ý để bên cạnh, bạch chiêm liếc mắt nhìn hai người trong phòng, hiện tại người duy nhất hắn để ý chính là hai người này, ai dám động vào, giết không tha, kiếm vừa đến tay, bạch chiêm liền hóa thân thành ma, huyết khí tản ra khắp nơi, trang thư tình đưa người đến cửa, không có lưu luyến không tha, hắn đi rất dứt khoát, một khắc kia nàng ở phía sau nhìn bóng lưng hắn đi xa khuất tầm mắt, sau đó liền trở về phòng, công công, người cho người nói một tiếng với các vị chủ tử trong cung, nói các nàng tốt nhất nên an phận trong phòng, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu ra ngoài, không cẩn thận sẽ bị mãnh thú gây thương tích, vâng, chàng thư tình nỗ lực suy nghĩ xem lúc này nàng có còn có thể làm gì nữa, những nghĩ tới nghĩ lui, mặc kệ nàng muốn làm cái gì cũng phải có người nguyện ý cho nàng dùng mới được trang đại phu ngài ăn một chút trước đi dùng bàn tay không bình thường của hắn đưa một cái chén đến trước mặt nàng ngẩng đầu nhìn vị an cùng kia cũng đang bưng một cái chén khác đưa cho chu ngự y trang thư tình nhận lấy mỉm cười với chu chi tiếu để ăn chưa bên trong vẫn còn bây giờ để đi ăn ăn nhiều một chút chuẩn bị tinh thần đêm nay sợ là không được nghỉ chu chi tiếu đáp một tiếng thấy nàng ăn rồi hắn mới rời đi ăn xong chàng thư tình đi ra ngoài một chuyến trên đường đến đây những mãnh thú đi theo nàng cũng không ăn được bao nhiêu chống đỡ đến bây giờ sợ là bụng bọn chúng đã đói vang cho dù muốn chúng ta chiến đấu vì nàng nhưng nàng cũng không thể hạn chế chúng nó sờ sờ đầu niệm niệm và kim hồ nói với các bạn của ngươi mệnh lệnh không thể giết người đã xóa bỏ nếu có người dám tiến vào cùng nói bọn chúng tùy ý xử lý, ngào ô, đúng, ăn cũng không sao. Ngào ô niệm niệm thét dài một tiếng, Dương Chân chạy đi kim hồ cọ cọ nàng hai cái sau đó cũng chạy theo niệm niệm, Trang Thư Tình đứng lên, trên mặt vô bi vô hỷ, trong lòng nàng nghĩ, người quả nhiên vẫn ích kỷ, nàng không ngoại lệ, vì bản thân có thể sống sót, chỉ có thể loại bỏ người khác. Mơ hồ truyền đến thanh âm nói cho nàng biết hai phe đang giao chiến, nàng không thể nhân từ khiến bọn họ có cơ hội tìm được chỗ để đột phá trang đại phu bọn họ không phải người vô tội ngài không cần cảm thấy áy náy trang thư tình quay đầu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ôn đức không khỏi bật cười đại khái trong sự lo lắng của hắn cũng đồng thời vì sự không đành lòng của nàng đi ta biết ôn công công bọn họ đều đã biết hoàng thượng ở trong này chúng ta nên chuyển người trở về tầm cung đi ôn công công lập tức liền đồng ý không cần gọi người đến đỡ, chỉ cần nhờ chu tề hơi nâng hoàng thường ngồi dậy hắn liền tiến lên cõng người đi. Trang thư tình nhìn hai chủ tớ có chút thất lạc, hai người cũng theo bọn họ qua đi, lúc này không thể tin được những người khác lục hoàng tử, để đến hỗ trợ chăm sóc hoàng thượng, hai mắt chu chi đức lập tức liền sáng lên, không nói hai lời liền đuổi kịp an cùng nghiêng đầu lặng lẽ lau nước mắt sau đó cũng nhanh chóng thu thập vài thứ đuổi theo bọn họ trong cung trừ mãnh thú cũng chỉ còn lại mấy người bọn họ cung nữ nội thị một người cũng không thấy không biết là trốn hay thừa dịp hoảng loạn ly khai hoàng cung cũng không chừng đại nạn ập đến mỗi người chạy một hướng chỗ nào cũng như vậy tầm cung của hoàng thượng không gần nơi này đai mấy vòng vẫn chưa tới, khi tới tầm điện của Hoàng hậu Hoài Đức cửa điện liền mở ra, Hoàng hậu một thân đạm mạc trang dung, đỡ tay một vị trung niên ma ma từ bên trong đi ra ôn công công, bản cung muốn phụng bồi Hoàng thượng ôn đức hầu như không hề suy nghĩ liền huyền truyền cự tuyệt nương nương, tình huống hiện tại trong cung vô cùng rối loạn, mong nương nương quản tốt các vị chủ tử trong cung, hoàng thượng lão nô sẽ chiếu cố thỏa đáng các chủ tử trong cung bàn cung đều đã dặn dò hết những người an phận đều nghe lời về những người còn lại, lại phải nhờ ôn công công coi chừng ánh mắt hoàng hậu rừng trên người hoàng thượng, trong mắt tràn đầy bi thương, bản cung và hoàng thượng là phu thê kết tóc tuy rằng vẫn một mực tương kinh như tân nhưng vào thời điểm này bản cung cũng muốn chăm sóc cho hoàng thượng, thỉnh ôn công công thành toàn, người này chính là nữ nhân tôn quý nhất đại chu nhưng lúc này lại ăn nói vô cùng khép nép, trang thư tình nghe nàng nói cũng có chút không đành lòng nhưng nàng cũng chỉ có thể rời tầm mắt đi chuyện này không tới phiên nàng quyết định ôn công công thời dài một hơi cẩn thận đưa hoàng thượng vào bên trong vây đành nhờ hoàng hậu rồi hốc mắt hoàng hậu nhất thời liền đỏ bừng liên tục gật đầu qua điện hoài đức chính là điện nghi thiên nơi hoàng thượng ở trang thư tình không cùng đi vào gọi một mãnh hổ gần nàng nhất đến các ngươi phân công nhau bảo vệ các cung người nào đến gần liền tùy ý xử lý giống tiến vào điện trang thư tình liền nhìn thấy hoàng hậu đang tự tay cầm khăn lau mặt cho hoàng thượng động tác rất dịu dàng ánh mắt vô cùng ôn nhu động tác thi thoảng dừng một chút lau đi lệ nơi nơi khóe mắt tình cảm như vậy, không giống giả bộ chu chi thiếu tiến lên nói gì đó, hoàng hậu lắc đầu tiếp tục tự tay lau cho hoàng thượng chu chi thiếu thức thời ly khai đến trước giường nhìn thấy trang thư tình liền nhu thuận đi đến trước mặt nàng trang thư tình hỏi tin được hoàng hậu không có con nối dòng vị này vẫn luôn không được phụ hoàng yêu thích hậu phi không có con nói dòng sẽ không ngu ngốc tạo phản hơn nữa nhà mẹ đẻ hoàng hậu vốn biết an phận thù thường thấy trang đại phu cười cười nhìn hắn chu chi thiếu lập tức liền im lặng sắc mặt có chút xanh anh, giải thích nói an cùng thích hỏi thăm những chuyện này sau đó nói cho đệ, đệ có thể nhớ được một ít người như vậy không sai, hắn một lòng một giả đều lo cho đệ, biết những chuyện này có thể tránh xa tai vạ, bọn họ là người bị vây trong thế nhược nếu trong lúc vô ý chọc phải người không nên dây vào tình cảnh bọn họ sẽ vô cùng khó khăn, chu chi thiếu gật đầu, hắn là người nương lưu lại cho đệ, nếu không có hắn, đệ sẽ không sống được tốt như vậy, chương 158, cách phòng thủ tốt nhất là tấn công đang nói chuyện liền thấy an cùng không biết từ đâu chạy ra vẻ mặt hốt hoảng điện hạ trang đại phu tiểu nhân nhìn thấy có mấy con mãnh thú ngã trên đất máu chảy rất nhiều vết máu chưa khô hẳn là đã chết chưa bao lâu trang thư tình sớm đã biết chắc chắn sẽ có động vật chết binh lính không phải chỉ biết vài chiến lược là có thể lên làm tướng quân nhưng khi nghe thấy tâm vẫn trầm xuống thất sâu đây là tội của nàng là nàng dựng lên tất cả chỉ có thể tính lên người nàng ôn công công ở đâu an cùng đến bẫm báo khiến nàng hiểu được sự tình đã không đơn giản, sợ là đã có người trà trộn vào đây, giờ chắc đang vội đi tìm người ôn đức tời rất nhanh hiển nhiên là đã nghe thấy An cùng nói, lập tức tiến đến trước mặt Trang thư tình, Trang đại phu liệu có kế sách gì không, trong hoàng cung có mật đạo không, sắc mặt ôn đức liền trở nên ảm đạm, mật đạo thì có nhưng cũng chỉ có mỗi hoàng thượng biết người cũng không biết không biết không phải là hoàng thượng không muốn cho lão nô biết mà cho tới bây giờ vẫn chưa từng sử dụng qua, chuyện này đúng là hỏng bét, lòng Trang Thư Tình có chút gấp gáp, lại hỏi Ôn công công còn bao nhiêu người có thể sử dụng, hơn 20 người, Ôn Đức cười khổ hoàng cung lớn như vậy bây giờ có thể sử dụng được cũng chỉ có hơn hai mươi người nói ra quả đúng là chuyện cười nhưng thật sự là như thế ẩn vệ cơ hồ đã phái toàn bộ ra ngoài lưu lại cũng chỉ còn tần ấy bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ để bảo vệ hoàng thượng vào thời điểm mấu chốt người trà trộn vào nhất định phải tìm ra trang thư tình cũng không dám dùng những người này an cùng dẫn ta vào trong an cùng liếc mắt nhìn điện hạ chu chi thiếu cũng bước theo nàng, ta cũng đi, đệ lưu lại bảo vệ tốt hoàng thượng, trang thư tình tin tưởng buông xuống một câu, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài, an cùng vội vàng đuổi theo sau, điện hạ, ngài nghe lời trang tiểu thư đi, sau khi hành lễ, ôn đức cũng bước nhanh rời đi, giống như trang tiểu thư nói, người trà trộn vào nhất định phải tìm cho ra trang thư tình dẫn theo 12 mảnh thú đi theo an cùng đến nơi xảy ra chuyện, mảnh thú bị chết là một con hồ một cự xà và một sư tử một đám động vật lập tức trở nên nôn nóng trang thư tình ngồi xổm xuống sờ sờ thân thể vẫn còn mang theo hơi ấm của chúng nó nhẹ giọng nỉ non thật xin lỗi an cùng kinh ngạc nhìn trang đại phu đột nhiên sợ hãi của hắn liền tán đi cảm giác với những mãnh thú này cũng trở nên bình thường các ngươi người ngửi kỹ mùi ở đây thử xem có tìm được bọn họ hay không giống được tìm thấy đều tùy các người xử lý chúng mãnh những thú nhận biết kỹ mùi hương sau liền kêu lên vài tiếng, như là đang trao đổi ý kiến, chia ra mấy hướng chạy đi. Trang thư tình cuối cùng nhìn lại thoáng qua ba thi thể động vật nằm trên đất yên lặng nói, ta sẽ đưa các ngươi trở về núi rừng, trở lại đại điện. Ôn đức rõ ràng cảm giác được cảm xúc của trang thư tình xa suốt rất nhiều, để một vị đại phu đi giết người quả thật có chút tàn nhẫn hắn cũng không tiện đến quấy giày nàng, nhưng rất nhanh, hắn chợt nghe thấy thanh âm bén nhọn của Trang Thư Tình vang lên gọi hắn, ôn đức, hắn chưa bao giờ thấy Trang Đại Phu biểu hiện thất thố như vậy, ôn đức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bên người nàng, không thấy được nàng có gì khả nghi tâm hắn mới thoáng hạ xuống ôn đức ngọc tỷ mục đích của bọn họ là ngọc tỷ lời vẫn chưa nói xong ôn đức liền chạy như bay ra ngoài ngọc tỷ ở nơi nào hắn biết rõ nhất nhưng bây giờ mới đi lấy sợ là trang thư tình gắt gao giữ chặt lấy hai vai chu chi tiếu bảo vệ tốt nơi này chu chi tiếu nhìn vào mắt nàng chỉ có thể gật gật đầu sau đó trang thư tình liền chạy đi mất người kia là trang thư tình hòa hoàng hậu bị biến cố trước mắt cả kinh hồi lâu mới tìm được giọng nói của mình lúc trước lòng nàng chỉ đặt lên người hoàng thượng không có tâm tư để ý những người khác hiện tại mới chợt nhận ra nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng khổ ở trong lòng chỉ có mình mình biết khi nghe nói đến vị trang đại phu này nàng cũng từng đã cực kỳ hâm mộ hâm mộ nàng ấy có thể tự làm chủ nhân sinh của mình sống được tự do tự tại nhưng sau này nàng lại hâm mộ trang thư tình bởi nàng có thể được một người nam nhân như vậy ái mộ nàng gương mặt của nàng rất tốt nhưng so với người trong hậu cung với thiên kim quý tộc gương mặt kia thật khó có thể được chú ý nhưng hôm nay khi được tận mắt nhìn thấy người thật nàng lại nhìn không được suy nghĩ nếu như trang thư tình ngồi lên vị trí này của nàng thì sẽ như thế nào now sợ là người trong cung đều trở thành trợ thủ của nàng ấy chứ không phải như nàng chỉ biết trơ mắt nhìn cây đổ bầy khi tan chu chi thiếu thu hồi ánh mắt nhẹ giọng đáp lại hoàng hậu một tiếng trước kia hắn chưa từng cùng vị đứng đầu hậu cung này có bất kỳ tiếp xúc nào nhất thời cũng không biết nói gì cho phải cũng may hoàng hậu là người tính tình nhu hòa hoặc là trước mắt nàng cũng cố không hơn được nữa thở dài nói chỉ mong bọn họ có thể tới kịp nếu ngọc tỳ bị mất phản cũng sẽ biến thành chính chỉ cần phụ hoàng còn sống phản cũng chỉ có thể là phản ánh mắt chu chi tiếu trong trẻo thân ảnh phản chiếu trong đó cũng vô cùng rõ ràng mẫu hậu đừng lo hoàng hậu ngẩn ra chợt nở nụ cười hải tử ngoan trang thư tình suy nghĩ cũng giống như hoàng hậu nếu ngọc tỷ vào tay đối phương cho dù chỉ cố không có tâm tư gì khác nhưng cũng sẽ bị vây vào thế hạ phong càng có khả năng trở thành phản tặc tuyệt không thế như thế nếu nói lúc Trước nàng sẽ còn có chút cố kỵ, còn có tâm tư thủ hạ lưu tình, nhưng bây giờ cái gì cũng không thể cố hơn được nữa, chuyện chỉ cố không để tâm, nàng thay hắn làm, nàng không nên phòng thủ, như vậy chỉ có thể lãng phí sức chiến đấu, cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, ở trong cung này không ai quen thuộc hơn ôn đức, nàng mù quáng tìm người, như vậy phải đem hết sức chiến đấu của mình phát huy ra, huyết một tiếng sáo, trang thư tình đứng trên bậc thềm cao cao trước cửa đại điện chờ rất nhanh toàn bộ mãnh thú đều tập trung về phía nàng trang thư tình ra hiệu cho con sói bầy đàn tiến lên trang thư tình ngồi ổn trên lưng nó khẽ vút bộ long mềm mại của nó, lần đầu tiên không chút nào cố kỵ dương giọng nói, đi theo ta, con sói nghe được chỉ thị, lập tức chạy lên phía trước, đám động vật cũng phấn khích xít gào đuổi theo, giống như một cơn lũ, thổi quét qua hoàng cung, những mãnh thú đến sau thấy vậy cũng gia nhập vào đàn, đội ngũ không ngừng lớn mạnh, đến gần, nàng liền nhìn thấy một thanh kiếm bay về phía chỉ cố, hai tay chống lại bốn bề là địch chỉ cố không phải không địch được mà là đối phương quá nhiều, người trước nói người sau muốn đi tìm chết, cho dù một người một kiếm cũng chỉ có thể đánh không ngừng nghỉ, chiến thuật này vô lại giống như lúc bọn họ tiến vào cung, không, không chỉ vô lại, mà nói được dành riêng đối phó với chỉ cố và người của Bạch Phủ, nàng sớm nên nghĩ đến mới đúng, thấy được những người đó không, cắn chết bọn họ đi, Bạch Thú tụ tập không nghi ngờ là đã khiến cho người người kinh ngạc, hơn một ngàn mãnh thú vây đánh lại, cơ hồ trong nháy mắt liền tách được đối phương ra, cho dù muốn vậy lại cũng không thể, mãnh thú hung hãn, thú tính của bọn chúng bây giờ đã sớm dược phát huy nhuần nhuyễn, thiên tính của muông thú là luôn bà xích con người, lúc trước chúng bị bao nhiêu trói buộc, đến bây giờ chính là cơ hội để phát huy ra hết, bạch chiêm đứng ở chỗ cao, nhìn thấy hiu phong mặc dù chưa đến gần nhưng chân đã sớm không chịu không chế, trang thư tình nhìn trên người hắn, xác định không có nơi nào bị thương mới thoáng thở ra một hơi, bắt đầu cân nhắc hành động lúc này, chỉ cho rằng bọn chúng đang châm ngòi chiến cuộc tam tử, hướng tả, hai người bọn họ đều là người tai tính, lập tức chạy qua, lúc này hai người đều có chút hồn hền, còn đánh được không, tam tử cười, tay có chút nhuyễn, tìm ra kẻ đứng sau chưa, đã thử tìm, nhưng không thấy, Hướng Tả liếc mắt nhìn công tử, công tử ngài từ đầu chính là muốn làm như vậy nhưng bọn họ giống như đã sớm có đề phòng công tử người được giấu vô cùng kỹ thì ra là thế nói như vậy nàng cũng có nghĩ đến nhưng những người này không có khả năng tự hành động những binh lính này phải có người chỉ huy hai người hiểu ý khom người rời đi nói đến cũng không phải bọn họ không mạnh nhưng có dù mạnh cũng vô dụng đối phương dùng số lượng áp chế bọn họ người ít cho dù mạnh thì cũng thấy mệt trang thư tình vỗ vỗ đầu ngân lại huýt sáo trong âm thanh mang theo bén nhọn tấn công đây là khẩu hiệu trên giường nàng vì ứng phó với trường hợp khẩn nghĩ ra ở trên đường đã dùng thử hiệu quả rất tốt cục diện vừa mới được cân bằng lại bắt đầu lâm vào hỗn loạn bốn phương tám hướng truyền tới tiếng kêu thảm thiết tay trái của nàng ôm lấy tay phải tận lực bảo trì sắc mặt bình thường khó chịu sao rốt cuộc thoát khỏi đám người bạch chiêm liền đi về phía nàng hắn nhíu mày, bị ánh mắt này của hắn nhìn chăm chú khiến nàng có chút nhụt chí, cũng không gạt hắn, có chút không thể thích ứng, bình thường cho dù ta có mổ bụng thì cũng là vì cứu người, hiện tại lại nhìn thấy người mất đi tính mạng ngay trước mắt mình, tương phản thật quá lớn, bạch chiêm cũng không có nói mấy lời linh tinh như, vậy thì nàng dừng nhìn, gì đó đại loại, chỉ đứng bên cạnh nắm lấy tay nàng, phụng bồi cùng nàng, người ngã xuống càng ngày càng nhiều, đối phương rốt cuộc không ra sức mà lên như lúc ban đầu không tìm thấy mấy vị hoàng tử kia, vâng, nghĩ biện pháp cho người mang quần áo bọn họ thường mặc đến đây, bạch chiêm hiểu ý nàng, lập tức cho người đi lấy, trang thư tình cười, bây giờ ta có cảm giác bản thân thật giống một đao phủ, tiên sinh dạy y thuật cho ta nếu biết được có ngày hôm nay, nhất định sẽ đánh ta chết, không cho hắn biết, ừm, không cho hắn biết, trang thư tình cười phụ hỏa, hắn cũng không thể biết, hắn đang ở một thế giới khác, không phải chết, hắn còn sống chỉ là đang sống trong một thế giới khác nơi đó nhân tính của con người cũng u ám như vậy nhưng so với nơi này ở đó hòa bình hơn rất nhiều bạch chiêm không nói gì cả chỉ cầm lấy tay nàng thật chặt nếu không phải áp lực trong lòng quá lớn hữu phong sẽ không nói những lời này một chút cũng sẽ không mở miệng nói đến trang thư tình tiếp tục lẩm bẩm có đôi khi ta cũng sẽ lo lắng chính mình sẽ quên đi những thứ này ta rất sợ ta sẽ quên mất người sống trên đời mà không biết bản thân từ đâu đến đó là cỡ nào bi ai a nhưng mà có đôi khi ta lại không muốn nhớ quá rõ, nếu nhớ đến, ta sẽ không thể dung nhập vào thế giới này, trở thành một phần tử của thế giới này, thật mâu thuẫn có phải hay không? Thực xin lỗi, nói mấy lời lung tung này với chàng làm gì chứ, chỉ là trong lòng ta có chút khó chịu. Chàng thư tình vẫn cười, chỉ là trong tươi cười lại mang theo chút khổ sở, là ta bắt nàng thừa nhận những thứ này, sao nàng phải cảm thấy có lỗi với ta? Nhưng cho dù làm như Vậy ta cũng sẽ không xin lỗi. Hết thấy của ta, nàng đều phải tiếp thu thế giới của ta, con người của ta, nàng phải dung nhập vào toàn bộ quy luật của nơi này. Chính là cường giả vi tôn, chương 159, người nào hạ vũ khí, không giết, đúng vậy, nơi này cường giả vi tôn, so sánh với xã hội văn minh, nơi này không cần tiền bạc, chỉ cần ngươi mạnh, ngươi có bản lĩnh, ngươi sẽ có thể muốn gì làm nấy, vì vậy có người vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn nên muốn tạo phản. Trang thư tình chỉ huy ngân sói đi trước, bởi vì có Bạch Chiêm hộ vệ nàng mạnh mẽ đi vào phạm vi công kích của địch nhân, người nào hạ vũ khí, không giết, động tác một số người rõ ràng đã trì hoãn rất nhiều, mãnh thú trước mắt, bên miệng bọn chúng còn mang theo vết máu, thi thể đồng đội cách đó không xa đã không còn trọn vẹn, nhẹ buông tay, vũ khí liền rơi xuống, thanh âm vũ khí chạm đất giống như một tín hiệu, trong chớp mắt, bính khí rơi xuống đầy đất, trang thư tình lên tiếng huyết sáo, những người ngã xuống đất đều nhặt về lại một mạng đứng ở vị trí này chung quanh huyết tinh đầy đất cảnh tượng như tu la địa phủ trang thư tình dùng sức nuốt mấy ngụm khí mới cố gắng chặn lại cơn buồn nôn trong dạ dày nỗ lực bảo trì trạng thái nhưng sắc mặt lại trắng bệch không giống bình thường lúc này bạch chiêm đột nhiên nhìn về phía bến trái sát khí dần dần tích tụ dày đặc là tam hoàng tử chỉ thấy hắn đối với hai người xa xa thi lễ sau đó liền mang theo người đi về về phía những phản tặc vẫn đang tranh đấu với mãnh thú, ít nhất giờ khắc này, bọn họ là bạn mà không phải địch, Trang thư tình nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc vẫn còn một người tốt thức thời thôi. Bạch Chiêm híp mắt nhìn về phía Chu Chi Sâm, nếu không có hắn, nếu không có một đội mãnh thú hữu phong mang đến, Chu Chi Sâm chưa chắc đã ra quyết định này, trong mấy vị hoàng tử, cũng chỉ hắn mới có chút tâm kế, công tử, Trang tiểu thư, đồ đã cầm đến, vì không để mùi lẫn vào với nhau, người phụ trách mang đến đều rất cẩn thận tách từng bộ quần áo ra, vì tìm mất người kia, trang thư tình phân ra 100 con mãnh thú để chúng nó ngửi kỹ mùi sau đó để chúng đi tìm, nhìn những phản tặc vẫn còn chống cự đã không nhiều, lại chịu thêm một trăm mãnh thú nữa đi tìm, nàng không tin, khứu giác nhạy cảm của hai trăm mãnh thú mà vẫn không thể tìm thấy người, chỉ cố, chàng cho người đi hỏi ôn công công một chút, người trà trộn vào đã tìm được chưa, có người vào được, ừm, mục đích hẳn là ngọc tỷ, lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, bạch chiêm ngẩng đầu, đến, trang thư tình hai mắt sáng người thanh dương từ bọn họ đến ừm quả thật là bọn hắn trần nguyên xa xa đã trông thấy công tử nhà hắn cùng với trang tiểu thư đang ngồi trên lưng sói trang tiểu thư không phải đang bị bắt cóc sao làm sao có thể đến kinh đô trước cả bọn họ người trên đường tiếp ứng với bọn họ cũng không nói trang tiểu thư đã được giải cứu nhưng mà chuyện này không quan trọng hai người nhanh chóng xuống ngựa tiến đến trước mặt công tử công tử thứ tội thuộc hạ tới chậm thanh dương tử ở đâu tạ hạ ở đây thanh dương tử lập tức tiến đến trên người hắn kệ nệ bao nhiêu là hộp lớn hộp nhỏ trong tay còn ôm máy ly tâm nhìn thấy hộp phẫu thuật của mình cũng được mang đến trên mặt trang thư tình liền lộ ra tươi cười trong lòng cũng cảm thấy an tâm cứu không được người nhưng cứu những động vật bị thượng cũng có thể nhung khi nhìn thấy hắn sống chết ôm không buông máy ly tâm chàng thư tình không biết nàng nên có biểu tình gì thứ này đối với hắn giống như một món đồ chơi yêu thích cầm trong tay liền không chịu buông chỉ cố ta dẫn hắn hồi cung trước được niệm niệm ở lại chỗ này nếu tìm được mấy người kia ngươi liền mang chỉ cố qua ngao ô không được không thể khiến bọn họ chết ngoan ngao ô niệm niệm nhất thời uể oải nhưng vẫn nghe lời nằm bên chân bạch chiêm không nhúc nhích sờ sờ đầu niệm niệm để trấn an trang thư tình nói với thanh dương tử người cưỡi ngựa đi hiện tại không có người còn thời gian chê tật xấu của ngươi thanh dương tử cao hứng lập tức xoay người lên ngựa đuổi kịp vừa đi thanh dương tử vừa nhìn thi thể và vết máu khắp nơi líu lưỡi công tử lâu rồi chưa có phát hỏa lớn như vậy hắn sắp không không chế nổi, không ở bên chỉ cố, trang thư tình không thể che giấu được sầu lo, vừa rồi nàng giả bộ như vô tình dò xét mạch tượng của hắn, tình huống càng hỏng bét hơn cả đoán trước cu à nàng, thanh dương tử thu lại tươi cười, mặt lộ vẻ nghi hoặc giết người sẽ bị tiêu hao chân khí chẳng lẽ chân khí công tử còn tăng lên, chân khí có tăng hay không thì ta không biết ta chỉ biết nguyên khí của hắn càng lúc càng đầy, nhiều quá mức ta lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ tự bảo, thanh dương từ dục ngựa đi về phía trước, trang thư tình cũng không hồi đầu tiếp tục đi về phía trước, nếu ngươi không có cách nào giúp hắn, vậy nhanh chóng chữa khỏi cho hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng tỉnh lại, thế cục hiện tại sẽ kết thúc, sau đó chúng ta mới có thể an tâm tìm cách chữa bệnh cho chỉ cổ, Thanh Dương từ suy nghĩ yên lặng đuổi kịp, không khí giữa hai người lại trầm mặc xuống, không nói thêm bất kỳ câu nói vô nghĩa nào nữa. Ôn Đức nhìn thấy người đến lập tức trên mặt liền hiện lên vui vẻ, nhanh chóng chạy đến tiếp đón. Thanh Dương từ đạo trưởng đến, hoàng thượng ở bên trong mời theo lão nô tiến vào. Hoàng hậu nhìn thấy người đến là một thanh niên trẻ tuổi, cũng không có quá hy vọng hắn có thể cứu được hoàng thượng, nhưng vẫn thức thời đứng qua một bên an tĩnh chờ đợi trang thư tình thấp giọng hỏi ôn đức người tìm được chưa tìm được tìm được ở ngự thư phòng ôn đức cười lạnh ban đầu phát hiện hoàng thượng có điều khác thường lão nô đã sớm nghĩ tới có người đánh chủ ý lên ngọc tỷ nên đã sớm giấu đi nhưng mà lúc đó quá vội không giấu kỹ lắm nếu cho bọn hắn thời gian chắc chắn sẽ tìm ra được may mắn trang đại phu nhắc nhở một tiếng trước khi tìm thấy đã bắt được bọn họ trang thư tình chỉ gật gật đầu, cũng không nhiều lời, Thanh Dương Tử khó có khi nhăn chặt lông mày lại, khiến lòng nàng có dự cảm không tốt, sau đó nàng thấy Thanh Dương Tử lấy hai giọt máu từ đầu ngón tay của hoàng thượng, một lúc sau lông mày vẫn chưa giãn ra, tâm càng thêm trầm xuống, loại độc này ta đã thấy, Thanh Dương Tử nẩng đầu nói đúng hơn là đã từng thấy qua với sư phụ cũng là loại độc duy nhất ta và sư phụ không thể giải được ôn đức chỉ cảm thấy bầu trời đều như sụp đổ thanh âm khàn khàn hỏi không có biện pháp khác sao thanh dương tử thong thả lắc đầu vì muốn giải loại độc này ta và sư phụ đã tìm tất cả loại dược liệu để nghiên cứu nghiên cứu đã hơn hai năm nhưng vẫn chưa giải được trong phòng một mảnh tĩnh mịch người trước hết đánh vỡ trầm mặc này là hoàng hậu cũng tốt, như vậy cũng tốt, nếu ngài đi, ta liền đi theo ngài, lúc sống phải cùng nhiều người tranh đoạt ngài như vậy, chết rồi, ngài cũng chỉ có thể thuộc về ta, trong lòng ôn đức triệt để rối loạn, hắn không biết hiện tại có nên lấy gì chiếu ra, mời các vị đại thần đến, người còn sống thì không nên buông tha, trước kia không giải dược nhưng hiện tại chưa hắn, thanh dương tử, người đã trưởng thành, trang thư tình tiến lên bắt mạch, ở hiện đại, nhất định phải dùng tất cả các phương pháp nếu như vẫn chưa kết luận được người đã chết thì vẫn không thể buông tha giống như mạch tượng nhìn giống đoạn nhưng lại chưa đoạn nếu như không thể thay đổi nàng cũng không biết sẽ liên tục như thế trong bao lâu thanh dương tử loại độc này sau khi đi vào cơ thể được chứa đựng sẽ lưu lại ở chỗ nào lục phủ ngũ tạng hay trong đầu không phải là ở máu thanh dương tử nỗ lực khiến bản thân trở nên không quá thất bại như vậy tiến lên lại lấy một giọt mái cho nàng nhìn, nhìn ra được chỗ bất đồng không? Trong phòng không đủ sáng, chàng thư tình phải nhìn kỹ mới mơ hồ cảm thấy được màu sắc của máu giống như tương đối nhạt, nếu dưới mặt trời có thể nhìn thấy bên trong máu có một dịch thể màu nhũ không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận biết được kết luận cuối cùng của hai sư đồ các người là gì thay máu chỉ có thể thay hết toàn bộ máu trong người hoàng thượng nhưng người sao có thể đổi được tất cả máu thanh dương tử lập tức thu lời lại người khác không được trước kia không được trước kia hắn không làm được nhưng lúc này chưa hẳn a à. Không phải Trang tiểu thư có biện pháp đưa máu vào cơ thể người sao, vậy có thể vừa lấy máu ra vừa truyền vào không? Hai người nhìn nhau, đều lộ ra vui vẻ, nói không chừng, thật sự có thể làm được, thử xem. Hai người cũng không giải thích cho những người khác, lập tức đứng lên, Thanh Dương từ trước lấy máu của hoàng thượng để thử xem nhóm máu. Trang thư tình nhìn mấy người trong phòng, ta cần máu của các ngươi. Hoàng hậu lập tức muốn đi tìm dao nhỏ, dùng của ta, đợi một chút, không vội, trước hết phải xác định trong số các người ai có máu phù hợp với hoàng thượng mới có thể lấy được ta đặc biệt lấy công cụ phân biết máu đến, trong khoảng thời gian này các ngươi có ai sinh bệnh hay không, có di chứng của bệnh nào không, dừng trả lời vội, cẩn thận suy nghĩ rồi hãy trả lời, mồi hồi sau mấy người đều lắc đầu, thanh dương từ tốt lắm đều không có, thanh dương tử ôm máy ly tâm lắc đầu, chờ một chút, hai người đều cảm thấy vô cùng may mắn vì thanh dương tử mang máy ly tâm đến nơi này nếu không có máy ly tâm cho dù biết có biện pháp nhưng vẫn không thể vận dụng hoàng thượng không chừng không thể chờ được bọn họ trở về hội nguyên phủ một chuyến lấy máy ly tâm, chàng thư tình trước lấy máu của mấy người ra, bên kia cũng sắp có kết quả, chờ trong giây lát, thanh dương tử chỉ về phía chu chi tiếu, máu của hắn có thể sử dụng, hoàng hậu gấp giọng hỏi, ta không được sao, thân thể của ta rất tốt, chừng từng sinh bệnh, nhóm máu của các người không giống, chàng thư tình giải thích cho nàng một câu, dắt chu chi tiếu đi đến, vén ống tay áo của hắn lên cắm ông tiêm vào nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, lấy một chút máu máu sẽ không gây trở ngại gì cho thân thể về mặt y học lấy ra một số lượng máu thích hợp còn có lợi cho cơ thể chu chi tiếu không nói hắn không sợ hắn thật có chút sợ hãi nhưng hắn cũng rất hưởng thụ được Trang Đại Phu quan tâm như vậy, lấy ước chừng 400 dặm ly lít máu, Trang Thư Tình liền phân phó thanh dương tử, lấy máu của Hoàng Thượng ra, một tay lấy, một tay đưa vào, Trang Thư Tình vẫn một mực chế trụ cổ tay không buông, nếu phương pháp này cô dụng nàng cũng không biết có thể còn phương pháp nào nữa không, đây không giống như một bộ phận cơ thể bị bệnh, cắt đi khâu lại là có thể tốt, thanh dương tử khẩn trương hỏi, như thế nào? chờ một chút không nhanh được như vậy trang thư tình không biết là đang an ủi chính nàng hay nhưng người đều sắp hỏng mất trong phòng nàng cảm thấy nguyên ngày hôm nay việc nàng làm chỉ có thể là chờ đợi cảm giác hoàn toàn thoát khỏi khống chế khiến nàng sắp bước điên hoàng hậu càng cảm thấy nàng sống một ngày như một năm không quá bao lâu lại nhịn không được hỏi như thế nào hoàng thượng có tốt lên hay không ngài an tâm một chút có trang thư tình ngưng thần cẩn thận phân biệt một hồi, tránh ra nhường vị trí cho thanh dương tử và chu tề xem xét mạch tượng, biến hóa rất nhỏ, nhưng bọn họ đều có thể cảm giác được điều này nói lên cái gì, nói nên rằng phương pháp này hữu dụng, chương 160, một kiếm giết ba hoàng tử, ôn đức muốn hỏi biện pháp này có hữu dụng hay không, nhưng hắn lại không dám hỏi, hắn chỉ sợ chút xíu hy vọng vừa nhen nhóm sẽ bị hóa thành cho, hoàng hậu mở miệng rồi lại ngậm miệng một chữ cũng không thốt ra ngược lại chu chi tiếu không đợi được sốt ruột tiến len hỏi phụ hoàng chuyển biến tốt sao chỉ có thể nói là biện pháp hữu dụng nhưng cuối cùng thế nào vẫn không thể cam đoan, nhìn vẻ mặt thất vọng của mấy người, trang thư tình la ị bổ sung thêm một chút, nhưng mà hoàng thượng quả thật có chút chuyển biến tốt, dù sao so với lúc trước thất thủ vô sách vãn tốt hơn rất nhiều là lão nô tham lam, ôn đức trà sát mặt, trang tiểu thư, có phải còn muốn lấy thêm rất nhiều máu hay không, đúng là phải cần thêm máu nhưng hiện tại không gấp, chẳng những không gấp mà còn không được để lộ ra, không thể để cho những người đó đoán ra được, Ôn Đức nghe liền hiểu, Trang tiểu thư nói đúng, không thể khiến những người kia động tay động chân, tuyệt đối không thể để bọn họ chặt đứt đường sinh cuối cùng của hoàng thượng cũng không biết tình huống hiện tại bên ngoài thế nào ba người kia đã được tìm thấy bạch chiêm nhanh chóng tiến đến chỗ của bọn họ tiến vào trong phòng không chớp mắt nhìn qua một vòng trong phòng không có chỗ nào không xa xỉ tiến đến một chỗ không xa đá ra một góc thảm là vàng nguyên chất đã dám làm sao còn dám trốn bạch chiêm đảo kiếm qua chiếc thảm liền biến thành vài vụn nháy mắt nơi này liền sáng sủa lên không ít không có người trả lời, trong nhà trống rỗng, ngay cả bóng một hạ nhân cũng không có. Lực nhẫn nại của ta có hạn, nếu không đi ra ta sẽ phá hủy tòa nhà này, chôn sống tất cả các ngươi, hay là các ngươi nghĩ ta không dám? Trên đời này không có chuyện gì Bạch Chiêm hắn không dám làm, đây không phải là hắn tự nhận, mà là những người đã từng gặp qua hắn đều nói như vậy không cần hắn chờ quá lâu ba người liền nối đuôi nhau ra khỏi phòng lão đại lão tứ một trước một sau lão nhị được hạ nhân dùng cáng trúc nâng ở giữa hơn 200 mãnh thú nhất tề gầm rú, khiến bọn họ hoàng sợ liên tiếp lui về phía sau, cho dù là phạm vào đại sai, kỳ thật bọn họ cũng không có quá nhiều sợ hãi, phụ hoàng đối với bọn họ vẫn luôn mềm lòng, cùng lắm thì cũng chỉ cấm túc trong phủ, sẽ không lấy tánh mạng của bọn họ, cái này gọi là không biết sợ, bọn hắn biết, Bạch Chiêm cũng rõ ràng, vì vậy Bạch Chiêm không chút nào che giấu trào phúng của mình cho rằng làm ra chuyện như vậy liền không có chuyện gì sao, tứ hoàng tử Chu Chi Hi hừ lạnh, hỗ dữ không ăn thịt con, phụ hoàng sẽ không muốn tánh mạng của chúng ta, về sau không còn cơ hội rồi, bạch chiêm rút kiếm chỉ thẳng bọn họ, nếu như lần này phụ thân không thể qua được, các ngươi cũng nên cùng đi với người cho vui, phụ hoàng sẽ không để ngươi làm như vậy nhị hoàng từ lúc trước vẫn là bộ dáng giống như sắp chết lúc này lại tựa như phát điên vỗ vào cáng trúc muốn hạ nhân nhanh chóng khiêng hắn đi hắn vừa đối đầu với bạch chiêm không lâu biết lời này của hắn hoàn toàn là thật hắn thật muốn mạng của bọn họ bạch chiêm liếc mắt nhìn hắn một cái giống như đang nhìn một con mèo con chó gắng sức vùng vẫy trước khi chết ta làm cái gì cũng không cần sự cho phép của hắn từ lần đầu ta vốn không nên lưu lại tánh mạng của các ngươi để các ngươi còn cơ hội làm loạn phạm lỗi lớn một lần là đủ rồi ngươi dám hắn thật dám hai người đứng trước cùng với một người nằm sau sơ hồ là đồng thời bỏ cắt đứt yết hầu trước khi lâm vào bóng tối trong đầu ba người bọn họ đều suy nghĩ như vậy giải quyết xong ba người bạch chiêm sạch sẽ vung sạch vết máu xoay người rời đi hoàn toàn không biết giết ba hoàng tử có gì không đúng trần nguyên nghĩ nghĩ lập tức liền an bày nhân thủ trông chừng tòa nhà này trần nguyên có thuộc hạ chuyện phía sau ngươi tới xử lý vâng sớm bị ép buộc trở thành vạn năng trần đại tổng quản lập tức đáp ứng người chết cùng chết rồi huyết tinh trên người công tử khiến hắn người cũng không thoải mái không biết giết nhiều người như vậy có thể đạt được hiệu quả mong muốn hay không, việc này hắn nên đi thăm dò một chút, ẩn về ở đâu hai người trong chỗ tối lập tức bước ra trầm mặc quỳ xuống đến hỏi ôn đức hiện tại người nào có thể sử dụng lập tức thông chi cho bọn họ vâng tuy rằng bạch chiêm hồi cung nhưng không có lập tức xuất hiện trước mặt trang thư tình mà chọn một cung điện cách nơi của nàng gần nhất ngồi xuống đại khái sau khi đã qua một canh giờ hắn mới mở mắt phun một búng máu ra sau khi nhổ ra xong bạch chiêm ngược lại cảm thấy thoải mái không ít đêm lạnh như nước mùi máu tươi bên ngoài giống như cũng được gió đêm thổi bớt đi không ít, lau sạch sẽ vết máu khóe miệng, ném khăn ở một bên, bạch chiêm đè nén suy nghĩ muốn đi gặp Hữu phong, bình ổn một chút mới thả người nhảy xuống, sau khi hắn đi không bao lâu, tam tử mới xuất hiện trên nóc nhà, vết máu dưới ánh trăng có thể thấy được rõ ràng, nhặt khăn lên nhìn nhìn một chút, trong mắt tràn đầy mịt mù, tình huống của công tử nghiêm trọng hơn so với đoán trước của bọn họ, sau khi bước vào nghi thiên điện, bạch chiêm liếc thấy hữu phong khoác một kiện áo choàng gục trên bàn ngủ, không tiếng động tiến đến gần, ngồi xuống bên người nàng, nương theo bóng đèn không quá sáng nhìn kỹ sườn mặt của hữu phong, cạnh mắt của nàng đã trở nên đen hơn, bởi vì không ngủ đủ mà sắc mặt có vẻ ủ rũ, mày nhíu lại, ngủ rất không an ổn, mang nhuyễn sạp kia đến đây đi, vừa mới nhìn thấy hắn đến, ôn đức định tiến lên hỏi thăm, nghe thấy hắn nói liền lập tức đi làm việc, nhẹ nhàng ôm người đặt lên giường nệm, thoát giày cho nàng, đắp chăn che kín, một bàn tay bỏ vào trong chăn, một bàn tay nắm lấy bàn tay của nàng, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay nàng truyền vào lòng bàn tay hắn truyền đến khiến cho hắn đau lòng không thôi, chàng thư tình quả thật vô cùng mệt mỏi, một loạt hành động như vậy vẫn không làm cho thư tình tỉnh lại, thanh dương tử nằm ở một bên nghe được động tĩnh liền mở mắt nhìn thấy công tử lập tức trong đầu liền hiện lên câu nói của trang tiểu thư, đầu óc hắn triệt để bừng tỉnh, lập tức đứng dậy tiến lên bắt mạch cho công tử, quả thật là như thế, tình huống nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lúc ở hội nguyên phủ, công tử, nếu tiếp tục kéo dài sợ là, bạch chiêm miễn cưỡng lườm hắn một cáu, cẩn thận chuyển đầu trang thư tình lên đùi mình, người có biện pháp, hắn không có cách nào, nhưng phải tìm cách nghĩ ra biện pháp mới được, thanh dương tử có chút nôn nóng, độc hoàng thượng chúng hai năm trước vẫn chưa có cách giải, hiện tại rốt cuộc thấy được hy vọng, nhưng vấn đề của công tử hắn lại không có biện pháp nào, đây không phải là bệnh, chỉ cần tìm được nguyên nhân sẽ có khả năng tìm ra được cách điều trị, tình huống của công tử hắn cũng không biết nguyên nhân ở đâu, tạm thời không chết được, đi nghỉ đi, đừng đánh thức nàng, thanh dương tử không cam lòng ngồi về vị trí cũ, những sau đó vẫn không cách nào ngủ được, dứt khoát đi thay ca cho chu tề ôn đức đứng ở đó muốn nói lại thôi nếu hắn không hiểu sai thì thân thể công tử xuất hiện vấn đề đi chu chi lãng chu chu trương và chu chi hy ba người kia đều bị ta giết rồi chu chi đức còn trong tay ngươi người thao túng ở phía sau là ai ngày mai liền để mọi thứ khôi phục bình thường ẩn vệ lúc trước đã về báo cáo cho hắn chuyện công tử muốn là tính thời gian sáng ngày mau quân đội tiếp viện sẽ tiến vào thành công tử hạ thủ ngoan độc căn nguyên mối họa đã trừ bỏ nguyên cơ trong kinh đô không bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất chỉ cần qua đêm nay chỉ là hiện tại hắn càng lo lắng vì chuyện vừa rồi hắn nghe được công tử thân thể ngài luyện công xuất hiện chút vấn đề bạch chiêm nhắm mắt lại không muốn tiếp tục đề tài này ôn đứa chỉ đành lui ra những người khác trong phòng tất nhiên đều làm như không nghe thấy gì cả nhưng thời khắc an tĩnh này chỉ duy trì đến giờ mẹ khí đó sắc trời vẫn vẫn còn chữa rõ kêu gọi cần vương bạch chiêm cười lạnh bọn họ muốn cần vương của ai ai cho bọn họ lá gan này toàn thân trang thư tình đều vô cùng đau ngủ lại không đủ giấc tinh thần vô cùng không tốt, che miệng hắt xì một cái, mặc kệ là ai cho bọn họ gan, nhưng chắc chắn là có người muốn đục nước bèo cò, muốn nhường ngôi vị hoàng đế này ra, đổi một người khác ngồi cũng là thật ôn công công, những ẩn vệ phái đi đã có tin tức truyền lại chưa? Ôn Đức lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi, sợ là đã đối phương có bao nhiêu nhân mã, chủ tướng là ai, ở kinh đô có người nhà không, bọn họ bị mê hoặc bị lợi dụng hay là bị dã tâm của mình che mờ mắt trước mắt ôn đức lập tức liền trở nên sáng ngời, lập tức khom người lui ra, cùng kính nói, lão nô lập tức đi cha đợi một chút trang thư tình hơi hơi có chút thanh tình tướng quân thường đóng quân bên ngoài người nhà bọn họ ở kinh đô không đủ nhận thức nếu bọn họ không biết chuyện thì không nên đụng bọn họ nhất định không thể làm ra chuyện lấy người nhà uy hiếp như vậy sẽ làm xôn xao dư luận người dân vâng coi chừng là quan trọng nhất tìm ra mấy người hiểu chuyện trong gia tộc hộ tống bọn ra ngoài thành gặp vị tướng quân kia để họ nói rõ chuyện gì xảy ra xảy ra nếu thực sự tạo phản lúc đó động thủ không muộn ôn đức hiểu được ý của trang tiểu thư là có người ở giữa thừa nước đục thả câu nếu thành công hiệu quả sẽ rất tốt không quả sao trang thư tỉnh lại hắt xì một cái người đổ vào trong ngực bạch chiêm chỉ cần không phải là người phát rồi ta không tin hắn có thể bỏ qua gia tộc của mình mưu nghịch cho dù là triều đại nào mưu nghịch tạo phản là tội lớn chu đi cửu tộc thân là tướng quân hắn rõ hơn ai hết vâng lão nô biết được mơ mơ màng màng trang thư tình liền ngủ mất bạch chiêm cúi đầu nhìn nàng trong mắt tràn đầy tình ý lưu luyến hoàng hậu kinh ngạc nhìn trang thư tình lúc này nàng không hề có một chút công kích một thư tình như vậy nàng chưa từng nghĩ đến lại nghe thấy có người nói muốn lấy danh nghĩ cần vương bao vây kinh đô lòng nàng liền hoàng trong đầu trống rỗng nhưng khi trang thư tình nghe được tin tức này trong chớp mắt nàng lại nghĩ ra được rất nhiều, người với người, quả nhiên là bất đồng, cho nên, nàng đều được mọi người dốc lòng che chở, ngay cả ôn đức vẫn luôn chỉ hướng đến hoàng thượng là mệnh lệnh duy nhất cũng cam nguyện cho nàng sai bảo, ngủ tiếp một canh giờ, trang thư tình rốt cục tỉnh lại, tuy rằng vẫn cảm thấy buồn ngủ, nhưng tốt xấu vẫn biết tình hình lúc này vẫn còn rối loạn, rửa nước lạnh sau đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, ôn đức vẫn chưa trở về, đừng suy nghĩ nhiều, bạch chiêm đen đem chén cháo An Cùng mang đến để xuống trước mặt nàng, An Cùng có chút không yên, nếu Trang Đại Phu muốn ăn thứ khác tiểu nhân lập tức đi làm, cháo rất tốt, những thứ khác sợ là ăn không vô, tối hôm qua nàng vụng trộm ói một hồi, bây giờ cũng chỉ có cháo chẳng là hợp khẩu vị, An Cùng rất sợ bạch chiêm, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, ôm cái khay đứng đó, mặt gấp đỏ bừng, bộ dáng cực kỳ đáng thương, Trang Thư Tình bật cười, ăn cháo không sẽ đói người đi làm cho hắn một bát mì đi hắn thích ăn hơi chua giống như cháo dưa này là được ngươi bỏ một phần vào nếu có trứng thì luộc một cuột cho thêm chút ớt vâng tiểu nhân lập tức đi làm bạch chiêm mặt mày cong cong dứt khoát không tiếp tục đút cháo chỉ ngồi một bên kẹp dưa chua cho nàng rõ ràng vẫn còn hoàng hậu và chu chi tiếu ngồi bên nhưng bầu không khí giữa hai người lại ngọt như mật hoàng hậu nhìn hai người bọn họ không ngừng hâm mộ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chương 161, giao phong thanh dương tử và chu tề thay phiên nhau bắt mạch cho hoàng thượng, cả hai đều trầm mặc không nói gì, trang thư tình mang trà lên định uống, thấy bọn họ vội vàng như vậy liền buông chén trà đi qua bắt mạch, chu tề cười khổ, tối hôm qua rõ ràng vẫn còn tốt, hiện tại sao lại, bởi vì độc tố đang có chuyển biến, không thể kéo dài lưu ao, phải nhanh chóng thay máu cho hoàng thượng, tình huống phát triển nhanh hơn so với dự đoán của nàng, như vậy thân thể của hoàng thượng hiện tại không quá ổn định, mà đang yếu dần đi, ít nhất hiện tại vẫn đang trong trạng thái tốt, bạch chiêm không đến gần, ngồi một chỗ nhắc nhở một câu, có rất nhiều tù binh, trang thu tinh hai mắt sáng ngời, thanh dương tử, mau đi lấy, trong dương có nước chanh, biết cách dùng rồi chứ, làm như vậy máu sẽ không đông lại Thanh Dương Tử không nói hai lời lập tức ôm hộp giải phẫu và máy ly tâm một đường chạy mất an cùng người đi theo giúp hắn Vâng An cùng rất cao hứng vì hắn có thể giúp một tay lập tức liền bám theo sau Thanh Dương Tử vì đi quá nhanh nên không kịp chú ý lúc ra cửa liền phải người ôn công công tiểu nhân đáng chết ôn Đức kéo hắn lại trong lòng tuy gấp nhưng sợ lúc này xảy ra biến cố gì vội hỏi sao gấp như vậy đi đâu Trang đại phu nói thanh đạo trưởng đi lấy máu cho hoàng thượng, để tiểu nhân đi hỗ trợ tảng đá trong long ôn đứu lập tức buông xuống, tay cũng thoáng buông lòng, mau đi đi, vâng, công tử, trang tiểu thư, lão nô đã điều tra xong, người sắp xếp thế cục là trừ ra, bọn học đi trước ẩn vệ một bước tiến đến doanh địa, tìm được vệ hàm tướng quân, nói công tử mưu nghịch, đài sơn doanh gần kinh đô nhất, vì phòng doanh trại sẽ sinh biến nên đã khống chế toàn bộ vệ gia, vệ tướng quân, lúc đầu không tin, lập tức cho thủ hạ hồi kinh, nhưng lúc đó kinh đô đang loạn thành một đoàn, cửa thành không có cách nào vào dược, người trừ ra lại cho truyền ra một chút tin tức hư hư thực thực, vệ tướng quân liền tin, sau đó mới hành động như vậy hiện tại như thế nào một đêm không nghỉ nhưng tinh thần ôn đức vẫn rất tốt sống lưng thẳng tắp lão nô tự mình đi xử lý việc của vệ gia cũng đã liên hệ với vệ tướng quân vệ tướng quân đã đáp ứng với lão nô sẽ phối hợp làm việc tin được không được người khác lão nô không chắc nhưng vệ tướng quân lão nô nhìn ra dược hắn vô cùng trung thành với hoàng thượng nếu không hoàng thượng cũng sẽ không giao trọng trách quan trọng này cho hắn bạch chiêm ngẩng đầu nhìn về phía Trang thư tình, thấy nàng mệt mỏi ngáp một cái, mở cửa thành ra cho quân đội vào thành, bây giờ binh quyền giao cho hắn quản, phong bế toàn thành, vâng, ôn đức cao giọng đáp ứng, người trừ ra, giết, chỉ cố. Trang thư tình giữ chặt tay hắn, chàng đã giết ba hoàng tử, vẫn nên lưu lại vài người để hoàng thượng xử lý, còn nữa giết gà dọa thì cũng phải làm ngoài sáng trước mặt công chúng bạch chiêm không có lo lắng gì nhiều nhìn ôn đức nói nghe nàng vâng ôn đức liếc mắt nhìn trang thư tình trực tiếp hỏi nàng có nên chịu các thần nghị sự hay không trang thư tình không hiểu nhìn hắn hỏi nàng vấn đề này làm cái gì nhìn chỉ cố hắn hoàn toàn là một thái độ không liên quan gì đến bản thân nếu muốn hắn tham dự vào chuyện này đúng là nằm mơ nghĩ nghĩ cha trang thư tình liền gọi chu chi tiếu tiến đế loại tình huống này phải làm thế nào chu chi tiếu cũng hoàn toàn không biết làm sao chuyện như vậy sao hắn có thể làm chủ nhưng hoàng hậu lại nghe hiểu ý tứ của trang thu tình nàng liền giải thích trong lòng nghĩ thế nào thì nói như vậy nói sai cũng không ai dám trách ngươi trang thư tình nhìn hoàng hậu cười cười với nàng nàng vẫn luôn cảm thấy nữ tử có thể chịu được tịch mịch trốn thâm cung đều là những người vô cùng giỏi nhất là một người dưới gối không con nhưng vẫn có thể bảo vệ được địa vị của mình thật sự rất lợi hại nếu đổi lại là nàng sợ là đã sớm chạy mất chu chi tiếu từ khi hắn hiểu chuyện tới nay vẫn cực kỳ ít xuất hiện trước mắt mọi người thân là hoàng tử tuy lại không dược hoàng thượng yêu thích nhưng trong cung cũng không có người nào dám cắt xén hay đối với hắn không tốt, vì vậy tâm tính cũng không quá u ám, ngày ngày lại thường đọc sách mở rộng tri thức, biết được rất nhiều, tuy rằng trong lòng vẫn chờ mong phụ hoàng sủng ái, nhưng trong lòng cũng lo được lo mất, trước mắt là cơ hội của hắn, hắn biết, hắn luôn chờ đợi, chờ đợi cơ hội đến với hắn, ổn định lại suy nghĩ rối loạn trong đầu, chu chi tiếu suy nghĩ một lát liền nói, hẳn là chỉ nên cho những người có thể tin được biết tình huống hiện tại của phụ hoàng để thương nghị các phương pháp có thể xảy ra, trừ vào chiều, các vị đại thần nên làm cái gì không nên làm cái gì trước mắt phải mau chóng để kinh đô ổn định lại không thể để chuyện ở kinh đô truyền sang các huyện khác càng không thể để các quốc gia khác biết được bằng không sẽ rất khó xử lý ôn đức không khỏi nhìn kỹ lại vị thập tứ hoàng tử mới gặp này một lần nếu có thể bồi dưỡng thêm mấy năm chắc chắn sẽ trở thành châu báu không sai, Bạch Chiêm khó có khi tán thưởng một câu, hắn chỉ là không muốn quản chứ không phải không hiểu, Chu Chi Tiếu đưa tay vòng trước miệng khụ khụ mấy tiếng nhằm khiến bản thân không vì vui mừng mà thất thố, lời của hắn vừa rồi đều học được từ trong sách một người mấy năm tự học nhiều như vậy, rốt cục cũng có thể dược tán thành, người này lại là Bạch Công Tử vô cùng khó lấy long, hắn muốn nhảy lên, muốn hét thật lớn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn thận trọng đứng thẳng kìm nén xúc động của mình không người nào chê cười hắn ngược lại mọi người đê đơ phu cảm thấy đứa nhỏ này thật tài năng ôn đức đi làm đi vâng khi thái dương đã leo cao trên đỉnh nghi thiên điện an cùng mới vô cùng cẩn thận mang một cái chai tiến vào trần nguyên đi theo bên người hắn trang thư tình nhìn thấy hắn đến lập tức tiến lên nhận lấy bình máu treo lên cầm ống truyền và kim tiêm vào sau đó truyền máu vào cơ thể sau đó nhanh chóng truyền qua Ba tay kia rút máu ra, máu lấy được khoảng 4 dặm ly lít, sau khi cảm thấy lượng máu đã rút ra vừa đủ, trang thư tình liền chuyển qua xem, chu tề thấy hành động của nàng rất muốn nói một câu, trang đại phu, ngài dạy ta đi, ta giúp ngài, nhưng hắn không nên nói lời này, trừ phi hắn phản bội sư môn, đầu nhập môn hạ của trang đại phu, có đôi khi, hắn thực sự có xúc động này, nhất là khoảng thời gian từ ngày hôm qua đến lúc này, chu ngự y, bắt mạch chu tề lập tức hồi thần lại, vội chú ý mạch đập, sau một lúc lâu mới có thể cảm nhận dược chút biến hóa nhỏ nhỏ, trang đại phu, biện pháp này của ngài hữu dụng rồi, chỉ là thay đổi quá nhỏ, chờ kinh đô ổn định mới có thể lấy nhiều một chút, thấy máu đã truyền vào xong, trang thư tình rút kim tiêm ra, nhân thủ không đủ, chu ngự y, chờ tình thế tốt lên liền đi tìm mấy vị ngự y có thể tin được đến hỗ trợ, vâng, ngao ô, giống, tê, các loại thành âm của động vật truyền đến, cách nơi này rất gần, nhưng hiện tại trang thư tình không thể rời nơi này đi được vội hỏi Trang Nguyên người giúp ta đi nhìn xem một chút là chuyện gì xảy ra Trần Nguyên rất nhanh liền quay lại Tam Hoàng tử đến nói là muốn trông thấy Hoàng thượng một mình hắn Hoàng phi và Thế tử cũng đi theo Trang thư tình nghĩ một lát liền hiểu Tam Hoàng tử mang Thê Nhi theo chỉ sợ cũng biết bọn họ không hoàn toàn tin tưởng hắn chủ động để lộ uy hiếp của mình hơn nữa còn mang người thả trước mi mắt bọn họ trong đám Hoàng tử cũng không phải chỉ toàn bao cỏ, Bạch Chiêm nhìn thấy Hữu Phong gật đầu hắn mới tỏ thái độ, mang đến đây, Trang Thư Tình nhìn bình máu, chạy đến cạnh cửa huyết sáo xong liền vội vàng quay trở lại, bộ dáng kia kỳ thực có chút buồn cười, sau khi cười xong lại cảm thấy mũi có chút chua xót, Chu Chi xâm một tay ôm nhi tử khoảng 4 năm tuổi, một tay nắm lấy tay của Tam Hoàng phi, lúc này mặt nàng đã sớm có chút tái nhợt, một nhà ba người cùng tiến vào, lúc vào gật đầu với bạch chiêm một cái tỏ ý chào hỏi sau đó tiến tới long sàng trang đại phu có thể cứu phụ hoàng sao không dễ dàng như vậy Hiện tại chỉ có thể tận lực khiến cho tình huống không trở nên xấu đi, không thể chữa khỏi sao? Chờ khi tình hình kinh đô ổn định, ta sẽ thử thay toàn bộ máu trên người hoàng thượng thử xem, nếu như không được cũng chỉ có thể mời cao minh khác, đổi hết máu trên người rồi vẫn còn có thể sống được hay sao? Đổi thế nào, giống như bây giờ sao? Chu Chi Sâm không dám hỏi tiếp, trong lòng hắn tất nhiên mong ngóng phụ hoàng có thể không có nguy hiểm đến tính mạng. Với hắn mà nói Vị trí này, phụ hoàng ngồi so với ai cũng tốt hơn rất nhiều, buông nhi tử sống, mặc cho nhi tử chạy ra bên ngoài nhìn đám mãnh thú, chu chi sâm ngồi sống đối diện bạch chiêm, nhìn thấy hắn một đêm trải qua chuyện như vậy nhưng vẫn long tóc vô thương, thản nhiên ngồi uống trà, ba tên kia là tàn hay chết, chết, không ngoài ý muốn, chu chi sâm đổ chén trà một hơi can sạch, lão ngũ cũng chết, chưa ta vẫn cho rằng hắn mới là người đang chết nhất, ta muốn muốn nhiên xem thử phụ thân có mềm lòng với hắn hay không, nếu như phụ thân, phụ hoàng hoàng lại chỉ cấm tục hắn trong phủ thì sao, giết phụ hoàng sẽ không vui, thì sao, một hỏi một đáp, đều rất lạnh nhạt, ánh mát trời chiếu vào trong điện, rừng trên mặt bạch chiêm, gương mặt lạnh lung khi nhất thời như không giống người phàm, bạch chiêm nâng mí mắt, mặt trời chiếu vào khiến hắn hơi híp mắt lại, khó có khi nhiều lời vài câu, trước 16 tuổi, trong cuộc sống của ta không có người gọi là phụ thân, nhưng cuộc sống lúc có so với không có cũng chả khác gì nhiều, hắn có thích ta hay không thì liên quan gì tới ta, không thích thì về sau không cần gặp mặt là được, cứu hẳn một lần, cứu giang sơn hắn một lần, an sinh thành có thể trả xong, người làm như vậy không khỏi quá mức, nếu hắn biết phân biệt thiện ác thì sao lại không đồng ý hành động của ta, đại chu đã sớm thối nát, hắn không quả quyết, không giải quyết được việc cũng là do hắn Chu Chi Sâm cảm thấy hứng thú, người có biết phụ hoàng muốn người kế vị hay không, hắn không sợ mất nước thì cứ việc Chu Chi Sâm cũng đoán được ngôi vị hoàng đế sợ là không có lực hấp dẫn với Bạch Chiêm, nhưng lại không ngờ hắn lại nói một câu như vậy không hiểu hỏi lại bạch chiêm ngôi vị hoàng đế có gì không tốt thiên hạ đều là của ngươi đồ tốt nhất nữ nhân xinh đẹp nhất nói vậy chỉ cố không cần kế vị vẫn tốt nhất trang thư tình sau khi rút kim ra liền lập tức bắt mạch xác định tình huống xong mới chậm rãi đi tới chu chi xâm nhìn trời nhìn đất cũng không dám nhìn thẳng nàng nữ nhân khác hắn không thèm liếc mắt nhưng vị trang đại phu nữ phù thủy này hắn không dám khinh mạn, hiện tại nghĩ lại quả thật đắc tội người ta, người ta tình cảm tốt như vậy, hắn nói đến nữ nhân xinh đẹp không phải là muốn khiến người ta không thoải mái sao, uống một ngụm trà, bạch chiêm cảm thấy trà này đột nhiên ngon hơn rất nhiều, thiên hạ lớn vô cùng, một đại chu sao có thể xưng là thiên hạ, xa không nhắc tới, nhưng cúc quốc, võ quốc, người đặt bọn họ chỗ nào, chu chi xâm bị chặn không mở lời được, nhưng mà tam hoàng phi lại cúi đầu cười, phu quân này của nàng có đôi khi rất tốt, nhưng có đôi khi quả thật tức giận khiến người đau gan, nhưng lại rất ít người dám đi giáo huấn hắn. Chương 162, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, khụ, phụ hoàng đỡ hơn chưa, tạm thời chỉ có thể kéo dài thời gian, cách chữ tốt còn rất xa, trang thư tình cùng không phát giận với hắn, thuận theo lời hắn chuyển đề tài tình huống bên ngoài như thế nào vệ hàm đã vào thành có hắn ở đây không thể lật trời được phụ hoàng làm người luôn nhân hậu nhưng mắt nhìn người quả thật không sai chờ hoàng thượng tỉnh dậy người lại đi vuốt mông ngựa vẫn kịp chu chi xâm rời tầm mắt được rồi đúng là thù dai cũng may không lâu thanh dương tử liền ôm cai trai tiến đến an cùng đi phía sau ôm hộp thuốc thanh dương tử ra hiệu cho hắn ôm máy ly tâm bảo bối của hắn đến mười bình trước dùng cái này trước trang thư tỉnh đứng dậy vừa nhận lấy chai vừa hỏi, máu đã từng qua tay người nào hay chưa, không có, tất cả ta đều lưu tâm, tam tử còn mang theo bốn người đặc biệt đến trông chừng, cẩn thận đặt bình xuống, thanh dương tử liền đi ra bắt mạch, mạch tượng có chút biến hóa, khiến hắn vui mừng lộ rõ trên mặt, với hắn mà nói, thứ duy nhất đáng giá vui vẻ chính là đã có thể tìm được hướng giải loại độc này, cũng bù đắp tiếc nuối trong lòng hắn, chu chi sâm cũng đến gần, không nói chuyện, chỉ nhìn bọn họ làm, thay trang thư tình thuần thục chuẩn bị, cầm một thứ mỏng manh sắc bén đâm vào trong cơ thể phụ hoàng, nhìn Thanh Dương Tử treo bình máu lên, đem máu của người khác thông qua ống dẫn truyền vào trong cơ thể phụ hoàng, cho dù chỉ nhìn nhưng hắn vẫn thấy lạnh cả sống lưng, không biết phụ hoàng có thấy đau hay không, tốc độ chậm lại một chút, lông mày Trang Thu Tình nhăn lại một chút, chậm thêm chút nữa có vấn đề gì sao, Trang Thư Tình không nói gì, sau khi rút ra 400 dặm ly lít máu vẫn không cầm máu lại như lúc trước mà mặc cho máu chảy thêm một lúc mới đè tay lại, không cần nói nhiều mọi người cũng biết xuất hiện vấn đề, máu người bình thường không nhạt như vậy máu lúc trước truyền vào không xuất hiện tình huống này, sao chỉ một lát lại, thanh dương tử, người đến xem thử trong máu có gì bất đồng hay không, chu ngự y, người nhìn bình máu, tránh cho chúng ta quên, được, đây hoàn toàn là một loại y thuật mới, chu tề mang theo tâm lý kinh sợ đi làm việc, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm bình máu lỗ tai dựng thẳng lên nghe từng chữ một thanh dương tử lấy vài giọt máu đi thẳng đến nơi có nhiều ánh sáng chu chi xâm nhịn không được hỏi hắn không sợ sẽ bị chúng độc sao không loại độc này rất đặc biệt cụ thể là đặc biệt ở chỗ nào trang thư tinh không nói nàng không thể nói đầy đủ được thanh dương tử mới là người rõ ràng nhất thanh dương tử rất nhanh liền quay trở lại sau đó ôm máy ly tâm chạy đi ta đi lấy máu phải đổi lại hết máu, độc khuếch tán quá nhanh, toàn bộ máu lúc nãy đưa vào đều trở thành vô ích, không thể cảm được tốc độc khuếch tán của độc trang thư tình vội gọi với theo thanh dương tử, có đủ người hay không, đủ, không đủ cũng có thể nghĩ cách bổ sung đủ, trang thư tình không dám tiếp tục trì hoãn, đem áo choàng vẫn đang khoác trên người ném qua một bên, lộ ra xiêm y vẫn chưa kịp đổi, xiêm y lúc này có thể nói là không chỗ nào hoàn chỉnh, vạt áo bị xé rách nhiều chỗ vải đã không còn hình dạng ba đầu chỉ còn một đám chỗ hổng tam hoàng phi nhìn miệng cũng không khép lại được trang thư tình lúc này một thân quần áo không chỉnh tề sao nàng còn có thể thản nhiên như vậy trang thư tình căn bản là đã quên lúc này bộ dạng của nàng có bao nhiêu thất lễ chỉ tiện tay vén tay áo lên hoạt động một chút những ngón tay đã dần đông cứng liên tục thay đổi bình máu nhưng người trên giường vẫn không có nửa điểm phản ứng ôn đức từ bên ngoài tiến vào Hìn thấy tình huống trong phòng lòng liền căng thẳng, chính sự thứ gì cũng đều quên hết, hãy tới bên giường khó nén khẩn trương hỏi, làm sao vậy, hoàng thượng làm sao vậy, độc khuếch tán quá nhanh, hiện tại phải bắt đầu thay máu lại, ôn công công, những người không thể tin thì không được mang theo vào, vâng, lão nô đã biết, ôn đức lại liếc mắt nhìn người nằm trên giường, xoay người đi đến trước mặt bạch chiêm, nhìn công tử vẫn như trước vững vàng ngồi yên một chỗ, lo lắng trong lòng Ôn Đức cũng thoáng hạ xuống một chút, công tử, các vị đại thần đến, Bạch Chiêm uống cạn chén trà, đứng dậy đi ra ngoài, Ôn Đức đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu được công tử nghe được lời nói của Trang tiểu thư nên mới có thể đi gặp chúng đại thần, hành vi săn sóc dành cho Trang tiểu thư cũng là đồng thời dành cho hoàng thượng, nhiều hoàng tử công chúa phi tần như vậy sợ là cũng chỉ có một mình công tử không có tâm tư đối tốt với hoàng thượng trong lòng vọt lên một cỗ nhiệt huyết ôn đức lau khóe mắt trong lòng âm thầm cầu nguyện hoàng thượng ngài coi như là thành toàn cho một mảnh hiếu tâm của công tử nên phải chống đỡ qua lần này văn thần võ tướng đừng chờ trên điện trong lòng bọn họ vô cùng bồn chồn không biết tình huống trước mắt sẽ xảy đến kết quả gì cho đến khi nhìn thấy người bước vài điện trong lòng bọn họ càng thêm không yên Công tử, Bạch Chiêm cũng không nhiều lời vô nghĩa với bọn họ, chuyện loạn thành như vậy, các ngươi tự mình phải biết nên làm cái gì, không nên làm cái. Gì, nhanh chóng khiến kinh đô lập tức yên lặng xuống, bất kỳ ai làm việc dưới trướng có ý đồ nhân dịp làm loạn, toàn bộ giết không tha, Chu Di cửu tộc còn nữa đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, mưu phản tội lớn, đều đã chết, cho người coi chừng phủ đệ của bọn họ, không cho bất luận kẻ nào ra vào, ôn đức, người đưa cho bọn hắn một tờ danh sách, phàm là những người khả nghi, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, thà giết làm còn hơn bỏ sót, các căn thần võ tướng trên điện nghe thấy lời này tất cả đều dùng mình, bao nhiêu năm làm quan bọn họ vẫn chưa từng nghe thấy mệnh lệnh nào cường ngạnh như vậy, một mặt vừa cảm thấy thấy sảng khoái một mặt lại tâm sinh bất an công tử nếu làm như vậy người bị giết có phải là quá rộng hay ta không phải phụ thân bạch chiêm lạnh lùng nhìn bọn họ ngài đối với bất cứ ai đều nhân từ chính vì vậy mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay tốn công tốn sức nuôi một đám người đến lúc quan trọng không giúp được gì đã vậy lại còn bị bọn họ bày mưu tạo phản các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện cho phụ thân nhanh chóng tỉnh lại nếu không mọi chuyện đều là làm theo quy củ của ta nếu vẫn còn bộ dạng cà lơ phất phơ làm việc không chút hiệu suất như trước toàn bộ cáo lão hết đi ta đây không sợ thiếu người dùng ôn đức có lão nô triệu hồi tất cả ẩn về để bọn họ đi làm việc, nghe nói ẩn vệ yêu tú nhất ngay cả mất vị đại thần ăn cái gì vào nhà vệ sinh mấy lần sùng ái ai cũng đều biết hết. để ta nhìn xem ẩn vệ của đại chu có bản lĩnh này hay không. vâng, lão nô quyết không nhục mệnh ôn đức cảm thấy vào thay công tử tài năng của ẩn vệ mới có thể chân chính phát huy đến mức tận cùng bạch chiêm đứng dậy nghe nói làm quan đại chu là tốt nhất các ngươi hưởng thụ cũng đủ rồi không nên làm nhục quan phục đang mặc trên người các người tận lực làm việc đi sau khi hai người bọn họ đi được hồi lâu trên điện vẫn không có lấy một người mở miệng tất cả đều thầm cân nhắc trong lòng cho đến khi người người lục tục rời đi mới có người không tin tưởng buông xuống một một câu ngay giữa điện ta thật muốn nhìn hắn có lợi hai như lời hắn nói hay không sau khi trở về chủ điện ôn đức nhẹ giọng hỏi công tử ngài thực muốn làm vậy sao lão nô lo lắng hoàng thượng sẽ trách tội lão nô sợ rằng về sau hoàng thượng không chấn được bọn họ một đời như vậy sao có thể nói sửa là sửa được không đổi giang sơn thì đổi người ngồi bạch chiêm thấy hữu phong đang bận bịu làm việc nên không tiến đến gần chỉ đứng từ xa nhìn chỉ như vậy thôi hắn cũng cảm thấy hạnh phúc ôn đức không dám nói gì nữa khom người thối lui bạch chiêm nhìn về phía chu chi đức liền thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn muốn nói cái gì chu chi tiếu lập tức tiến đến gần trong mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ sùng bái bạch ca ca thật lợi hại bạch chiêm cũng không cự tuyệt một tiếng ca ca này của hắn liếc mắt nhìn tay phải của hắn chu chi tiếu theo bản năng muốn giấu nhưng nhớ đến lời nói của trang đại phu hắn lại thả tay về chỗ cũ thấy động tác của hắn bạch chiêm đối với hắn liền xem trọng thêm hai phần, cũng không phải liên quan gì đến hắn. Bạch Chiêm chỉ vui mừng khi hắn nghe lọt lời của Hữu Phong, nghe lời của nàng sẽ không chịu thiệt. Chu Chi Tiếu còn cho rằng mình nghe nhầm, vị ca ca không cùng họ này có phải vừa rồi đã dùng ngữ khí đắc ý nói chuyện với hắn, màu của máu có vẻ đỏ hơn một chút. Chu Chi Sâm luôn chú ý quan sát tình hình của Hoàng thượng, lúc này hắn dương giọng nói lớn lên, nhìn có vẻ rất cao hứng, trang thư tình dùng tay áo lau sơ mồ hôi trên trán cũng không nói chuyện, lấy một bình nước muối trong dương da treo lên, chuẩn bị truyền vào cơ thể, lúc này cần phải bổ sung chất điện phân, không hề xuất hiện chút ngoài ý muốn nào, trang đại phu, máu đã hết, trang thư tình nhanh chóng chạy qua đổi một bình máu khác, thuận tay bắt mạch lại trở về bên kia, trên tay hoàng thượng ra có vài lỗ kim, nam nhân cả đời tôn quý chưa từng sống trong đau khổ như vậy, cánh tay xanh một mảng lớn người tới vén ống quần của hoàng thượng lên để lộ đầu gối chu chi sâm bị sai bảo cũng không chậm chạp một giây trong miệng thắc mắc hỏi không thể truyền trên tay sao đã xanh lên không dễ tìm mạch máu nơi này có một đường tĩnh mạch ai nói cái này với ngươi ngươi cũng không hiểu sau khi ống quần đã được vén lên trang thư tình liền đẩy hắn ra sau khi tìm được tĩnh mạch liền bắt đầu rút máu ra huyết đã trở thành màu đỏ, Chu Chi Sâm bị triệt để không quan tâm, hắn sờ sờ cái mũi, cũng không ly khai, đi tới bên người Bạch Chiêm thấp giọng nói, vị trang đại phu này tỳ khí có vẻ không tốt, rất tốt, Bạch Chiêm lườm hắn một cái, tấy chán hiểu phong đang đổ mồ hôi, theo bản năng lấy khăn ra, sờ tới mới nhớ là bản thân đã làm mất, dứt khoát cuộn tay áo lên lau, mệt thì nghĩ một lát, trang thư tình quả thật rất mệt, nguyên bản là phải có mấy người cùng nhau phối hợp phẫu thuật hiện tại chỉ có một mình nàng ra sức nàng không sợ gì chỉ sợ trong lúc sơ sẩy sẽ gây ra lỗi lầm vì Vậy vẫn luôn tập trung tinh thần, mỗi một lần động thủ đều suy tính trước trong đầu, mệt, thật rất mệt, nhưng mà, không thể nghĩ, độc này quá bá đạo, không thể trừ hết thì chỉ có thể chuẩn bị hậu sự, cho ta miếng nước, bạch chiêm cũng không sai người khác đi, tự mình rót chén trà lạnh đưa tới bên miệng nàng, trang thư tình uống một hơi, bạch chiêm lại rót cho nàng một chén, đủ rồi, tam tử đưa tới một chai máu, nếu không phải trừ thanh dương từ không người nào biết lấy máu Nàng thật muốn đổi người khác đi lấy để hắn quay về giúp nàng một tay, như vậy nàng cũng không cần mệt như vậy, thanh dương tử để ta hỏi trang tiểu thư một chút tình huống ở đây như thế nào, tốc độ đồng hóa máu quá nhanh, có chuyện tốt nhưng kém hơn so với đoán trước, người nói với hắn, phải không ngừng lấy máu. Đã biết tam tử lại nói, thanh dương tử còn nói để ta mang một ít chai máu qua, chỗ của hắn không còn nhiều, trang thư tình thấp giọng than một tiếng, nàng quên mất an cùng, chu chi tiếu với tiến đến gần trả lời, hắn không ở đây, đã đi giúp thanh dương tử, tìm người tin được đến đây, ôm đống chai trên đất đi tráng nước nóng, tráng trong một khắc, hiện tại mau đi, chu chi tiếu tiến đến ôm hết mấy chai máu lên, để đi, hắn lộ ra tay phải khiến chu chi xâm kinh ngạc, cùng là huynh đệ, nhưng hắn lại không biết lão lục bị như vậy. Hoàng phi, nàng cũng đi hỗ trợ, chương 163, lời khó nghe vệ hàm cầu kiến, Ôn Đức vốn tưởng rằng công tử nhà hắn sẽ lạnh lùng quả quyết giống như lúc trên điện, không nghĩ tới công tử chỉ nhìn liếc qua hoàng thượng một cái liền nói mời vào đi, không phải là không thấy được nghi hoặc của hắn, nhưng Bạch Chiêm lại không nói chuyện, nếu vị tướng quân được giao trọng trách bảo vệ kinh đô do chính phụ thân tuyên, không có lý do ngay cả cho hắn vào cũng không được, vệ hà một thân áo giáp, đường giường một nam nhi bảy thước, hắn tử như núi, vừa tiến vào phòng liền thẳng tắp quỳ hướng về phía long sàng, một tiếng vang lên, người nghe cũng cảm thấy đau thay hắn, chàng thư tình chỉ ngẩng đầu lên một cái, sau đó liền tiếp tục động tác trên tay, nhưng Chu Chi xâm lại tức giận, người còn chưa chết, người không tình lộ ra biểu tình như đưa đám như vậy. Vệ hàm kỳ thực cũng không xem như là người có nhiều mưu lược, bạch chiêm chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết phụ hoàng coi trọng điểm gì ở hắn, trên người nam nhân này lộ ra bản chất thuần lương mới là nguyên nhân phụ thân đem sơn doanh gần kinh thành nhất giao cho hắn, cũng không trách được trừ ra đánh ý đổ lên người hắn, mắt vệ hàm hơi hơi phiếm hồng hướng về long sàng dập đầu ba cái sau đó quay về phía bạch chiêm công tử kinh đô đã được khống chế mời ngài phân phó Người nên bắt thì bắt, người nên nhốt thì nhốt. Vâng, trong thành đã toàn bộ phong bế trừ những người trông coi cửa thành, tội thần cũng đã phái những thủ hạ thân tín đi trông coi kỹ lưỡng, dù có mọc thêm cánh bọn họ cũng khó thoát. Trừ ra thế nào? Nhắc tới trừ ra, vệ hàm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi trả lời, đều nhốt toàn bộ vào thiên lao. Bạch Chiêm khẽ gật đầu tán thành, canh giữ nghiêm ngặt, canh phòng kỹ, Thanh Dương Tử còn muốn lấy máu bọn họ để cứu phụ thân người giúp hắn một chút vâng thấy công tử không còn phân phó gì khác vệ hàm liền muốn cáo lui trang thư tình bên kia lập tức gấp gáp bổ sung một câu có những người không chịu làm theo mệnh nếu hai phương xảy ra tranh chấp nói người của ngươi thoái nhượng một chút không nên tạo thành thương vong không cần thiết vệ hàm dù khờ nhưng hắn cũng không ngốc nhìn hoàng tử hoàng hậu trong phòng ngay cả thái độ của ôn đức đối với nàng cũng thân thiết thậm chí còn có thể nói là hết mực nghe theo hắn chỉ hơi sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền lập tức đồng ý trận náo động này khiến hoàng thượng sinh từ không biết hơn nữa còn khiến trang thư tình ngồi vững cái danh phù thủy lại có mấy gia tộc biến mất khỏi kinh đô người chết vô số nhưng chỉ cần dùng một ngày ngắn ngủi liền bình định lại tất cả lúc trước dân chúng không dám xuất môn chỉ có thể cùng mấy người quen biết mắt đi mày lại hưng phấn nhỏ giọng trao đổi những tin tức bản thân nghe được một chuyến lên kinh lần này đồng gia từ một gia tộc rớt đài lại trở thành tiêu điểm đồng minh dương không dám ngủ sợ sẽ xảy ra biến cố gì đó Lưu Thị luôn thức cùng hắn, mắt đều chu sót đến đỏ bừng, cho đến khi trong cung đã ổn định lại, tâm đồng minh dương mới trở lại chỗ cũ, cuối cùng cũng qua, phu nhân, nàng đi nghỉ đi, không có việc gì, Lưu Thị lắc đầu cười khổ, lão gia ta có chút lo lắng Lưu ra, đồng minh dương lập tức liền hiểu, tâm tư nhạc phụ rất sâu, bình thường sẽ không làm những chuyện không có chủ đích, nhưng hai vị em vợ thì lại chưa hẳn, nàng có biết gì sao, chỉ là trong lòng có chút không yên, lần này liên lụy không biết rộng đến bao nhiêu, nếu đại ca và tiểu đệ đế nói đến đây miệng của nàng liền có cảm giác khô đắng, đồng khí liên chi, nếu bọn họ thực làm ra chuyện gì, ta sợ đến lúc đó Lưu Gia không thể chống đỡ nổi, đồng gia kết thân với Lưu Gia, chàng vất vả mới có được chút công lao, không chừng đến lúc đó sẽ bị, nàng không cần nghĩ nghiêm trọng như vậy, bọn họ chưa hẳn có lá gan kia, nghĩ đến tính tình của hai vị kia, đồng minh dương không khỏi bổ sung một câu, liên lụy thì thật sẽ có khả năng, nàng hiện tại lo lắng cũng vô dụng, phu nhân, nàng cũng đã nói đồng khí liên chi, nàng nếu không để ý thì không để ý. Ý. nếu nàng muốn quản bọn họ ta cũng sẽ không mặc kệ chỉ là ta không tán thành nàng đi quản không phải sợ đồng gia ta sẽ bị dính líu vào đồng gia chỉ cần có thư tình thì sẽ không suy sụp chuyện của bọn họ nếu ta đề nhắc bọn họ với trang nha đầu chưa hẳn không giúp chỉ là phu nhân nàng có thể quản được bọn họ cả đời sao hiển thực đang lớn lên, nàng nghĩ đến con đi, gia nghiệp hiện tại ta tích góp được sau này đều là của con, chúng ta chỉ có một đứa con trai là nó, không có thứ tử tranh đoạt, ta cũng muốn tận hết khả năng lưu lại một chút cho con, lưu thị nhắm mắt lại, ý của lão gia không phải nàng không rõ, thân là con rể lưu gia, những chuyện chàng ấy làm được đã vô cùng tốt, thấy hai vị huynh đệ của nàng giòn dẹp tàn cục của bọn họ cũng không phải một hai lần, mấy vị con rể khác nào có dụng tâm với nhạc gia như vậy Lão ra, vậy chàng cảm thấy phải làm như thế nào mới tốt đây, để bọn họ chịu khổ một chút, chút khổ vô dụng với bọn họ, vậy chịu khổ lớn mới có thể kéo người về kịp, đồng minh dương nắm lấy đôi tay đã giúp đỡ hắn hơn 20 năm qua, chỗ của nhạc phụ ta sẽ đi nói, người sẽ đồng ý, cha mẹ ai chẳng mong nhi tử mình tiến bộ, ta sẽ không hại bọn họ, nếu vẫn không được ta sẽ đi cầu thư tình, để bạch công tử ném bọn họ cho thuộc hạ của ngài ấy thao luyện mấy năm ta cũng ngóng trông có một ngày kia bọn họ có thể trưởng thành hiểu được thế nào mới có thể dụng tâm làm việc ta nghe chàng Lưu Thị lau nước mắt tất cả đều nghe chàng bên chỗ nương ta sẽ đi nói. Vợ chồng hai người trò chuyện một hồi, bên ngoài liền chuyển đến tiếng bước chân, cửa mở ra, hai huynh muội mặt trầm ngâm một trước một sau tiến vào, cha, nương, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì, bên ngoài có rất nhiều người nói xấu biểu tỷ, đồng hiểu linh quyệt miệng, vô cùng mất hứng, biểu tỷ rõ ràng lợi hại như vậy, nhờ tỷ ấy mà cục diện mới trở nên tốt hơn, bây giờ còn đang cứu hoàng thượng, bọn họ dựa vào cái gì vừa mở miệng liền nói toàn lời khó nghe lưu thị nhất thời đau đầu không thôi con đi ra ngoài sao không phải nói bây giờ còn đang rất loạn, không cho phép ra cửa sao, đồng hiểu thực lập tức che chở muội muội, muội muội không đi ra ngoài, là nhi tử ra ngoài với mới vị cùng trường nên mới nghe được một chút, nhưng mà cũng không nghiêm trọng như muội muội nói, mặc dù có người nói lời khó nghe, nhưng cũng có người giống như biểu muội đứng ra bệnh vực tình huống lúc đó nếu không có biểu muội, đại chu lúc này sớm đã rối loạn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được liếc mắt nhìn phụ thân, đồng hiểu thực do dự một chút lại nói, còn có người nói đồng gia muốn mượn biểu muội để trở thành tân sủng, đồng gia ở kinh thành đã hơn trăm năm, nhưng lại bị người nói thành tân sủng, đồng minh dương nghe thấy không quá tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười, con thì sao, con cảm thấy thế nào, cảm thấy đồng gia dính ánh sáng của thư tình nên mất mặt, làm sao có thể, đồng hiểu thực vội vàng biện bạch biểu muội lợi hại như vậy không phải tùy tiện tìm một người là có con được mấy vị cùng trường hâm mộ vô cùng, còn nói muốn gặp biểu muội đáp ứng rồi, không có không có, bạch đại ca sẽ tức giận, con còn biết như vậy là tốt rồi. Đồng minh đương là một vị phu thân không quá nghiêm khắc, quan hệ của hai phụ tử cũng rất tốt, đồng ra là bởi vì biểu muội ngươi mới còn như ngày hôm nay, bằng không đồng ra đã sớm bị buộc phải rời khỏi kinh đô, mặc kệ là bây giờ nay mai sau, con đều phải nhớ nhớ rõ phần ân tình này của biểu muội con, về những chuyện khác, đã là người trong nhà thì không cần so đo rõ ràng như vậy, có thể dùng tình cảm gắn bó, đây với là trụ cột của tình thân, biểu muội con đáng giá để mọi người đối tốt với nàng ấy đồng hiểu thực nghĩ nghĩ gật đầu con đã biết cha biểu muội có thể dùng tình thân gắn bó nói những chuyện khác sẽ làm tổn thương cảm tình chính là như vậy đồng hiểu linh nghe cũng rất cao hứng cha biểu tỷ khi nào mới xong việc a à, con muốn gặp tỷ ấy biểu tỷ con không nhất định có thể tới được trước khi nàng xong chuyện thì các con phải an phận chút cho ta đừng chọc thêm phiền toái cho nàng đồng ra tiếp tục đóng cửa từ chối tiếp khách ai cũng không gặp vâng cha chàng thư tình bị nhắc tới lúc này đang vui mừng muốn nhảy dựng chỉ là không có sức vừa bật dậy liền lập tức ngã ngồi xuống dưới chu chi xâm giật mình đang định đi đỡ nhưng hiển nhiên có người không cho hắn cơ hội này bạch chiêm vốn cách rất xa lúc này lại đột nhiên lướt qua hắn ôn nhu đỡ người dựa vào cánh tay mình chỉ cố chàng mau nhìn theo chỗ nào chỉ chu chi xâm thiếu chút nữa nhảy dựng lên phụ hoàng chu tề nhanh chóng chạy tới bắt mạch ngẩng đầu lên trên mặt lộ rõ ý mừng mạnh đã rõ ràng hơn rất nhiều trang thư tình như nghĩ tới cái gì cầm lượng máu vừa rút ra hướng về nơi có ánh sáng quan sát kỹ màu sắc của máu đã đậm hơn rất nhiều phải quan sát kỹ mới phát hiện được dịch thể trắng màu nhũ nhưng cho dù là thế nào thì sao với trước đã tốt hơn rất nhiều nàng vừa suy nghĩ hoàng thượng cũng chầm chậm ngồi dậy trong lòng nàng cũng không còn lo lắng hoàng thượng cứ thế vô tri vô giác ngủ đi không tỉnh lại nữa chu tề đuổi tới liên tục hỏi như thế nào có phải đã tốt hơn nhiều rồi hay không còn phải tiếp tục truyền máu sao tiếp tục nhất định không thể dừng lại độc này quá lợi hại một khi dừng lại sợ là sẽ xảy ra chuyện cưỡng chế lại tâm tình hưng phấn trang thư tình nói nhưng hiện tại lúc này không đủ người đi lấy máu người xem trong thái y viện người nào tin tưởng được thì mau gọi đến chỉ cần có chút tâm tư bất định cũng nhất quyết không cho vào có một số việc không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn chu tề hiểu khom người vái chào, sau đó liền lui ra ngoài, trang phòng, hoàng đế nhìn thấy ba người con trai, hắn tin tưởng chiêm nhi biết hắn gặp nạn nhất định sẽ vội vàng chạy đến, sâm nhi mặc dù có chút tư tâm, nhưng làm người không phải tính tình không từ thủ đoạn, chỉ là hắn không ngờ tới, lục nhi quanh năm suốt tháng hiếm khi gặp mặt lúc này cũng ở đây, nhưng mà hiện tại không phải thời điểm nhắc đến những chuyện này, há miệng thở dốc, hoàng đế mới phát hiện hắn không không thể nói được ra lời bạch chiêm chỉ đứng nhìn bên giường không nói chuyện chu chi sâm là người biết suy nghĩ thấy bạch chiêm như vậy hắn cũng thu liễm tâm tư không tiến lên trước chiếm công lao hắn không có bản lĩnh kia chu chi tiếu đối với bạch chiêm có một loại tín nhiệm mù quáng thấy bạch chiêm trầm mặc hắn càng ngậm chặt miệng cũng may còn có ôn đức ôn đức tiến lên muốn đút cho hoàng thượng miếng nước nhưng hiện tại sợ là uống không được đành phải thấm chút khăn ẩm lên môi của hoàng thượng trong miệng liên miên lại nhái kể lại những chuyện sau khi hoàng đế mất kinh đô đã ổn định lại ngũ không có thành công, người trừ ra toàn bộ đã bị bắt vào thiên lao, vệ tướng quân dẫn 20 vạn binh đóng quân ngoài thành, công tử đã triệu các vân thần võ tướng đến bàn giao mọi việc, hết thảy đều đang dần khôi phục, hoàng thượng, hiện tại chỉ cần ngài tốt lên thôi, chương 164, lại giết người mắt hoàng đế đảo qua những thứ treo xung quanh giường, ôn đức hiểu ý, giải thích nói, ngài bị trúng độc vô cùng khó giải, ngay cả đệ tử chân truyền của hữu vọng chân nhân cũng không giải được trang tiểu thư và thanh đạo trưởng tìm cách thay máu cho ngài cũng may có tác dụng lão nô biết ngài rất khó chịu trong lòng khó chịu cơ thể cũng khó chịu nhưng ngài phải chịu đựng qua vì ngài công tử và trang tiểu thư đã dốc mọi sức công tử còn đủ bạch chiêm không muốn đem khuyết điểm của mình nói ra ngoài liền đánh gãy lời của ôn đức nhìn người trên giường nói ngài chỉ cần tốt lên, những cái khác không cần xen vào, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, đúng là phong cách của chiêm nhi, trong mắt hoàng đế hiện lên ý cười, rất nhanh, ý cười trong mắt liền biến mất không còn, hắn nhớ tới một nhi tử, trong các con trai, trừ chiêm nhi ra, hắn thích nhất là ngũ nhi, luôn tự hỏi ngày thường hắn đối với ngũ nhi không kém, nhưng không thể ngờ được ngũ nhi là nhẫn tâm muốn lấy tính mạng hắn, trong Lòng tâm tư ngoan độc nhưng lại biểu hiện ra không có gì khác thường ngày Quý phi cũng cười nói rôm giả với hắn Thật đáng buồn cười Vì sao lại trở nên như vậy nữ nhân ôn nhu hiểu ý năm đó đâu rồi ngũ nhi năm đó còn bi bô tập nói nhưng gan lớn dám kéo long bảo đòi hắn ôm đâu rồi sao lại trở nên ngoan độc như vậy nói đến cùng cũng là do ngôi vị hoàng đế đi hoàng đế nhịn không được thở dài trên người truyền đến đau đớn chân thật như vậy nhắc nhở chính hắn hiện tại có bao nhiêu bất lực hắn không muốn hỏi kết quả của lão ngũ hiện tại như thế nào cũng không muốn đi quản những chuyện hắn đã đã quản suốt mấy thập niên qua nếu hắn cứng rắn hơn dù thất bại cũng không thất bại đến như lúc này trang thư tình quan sát bình máu và bình nước muối thấy còn lại một chút lập tức liền tiến lên nói mọi người nên tránh mặt một chút ôn công công hoàng hậu nương nương nhị vị hầu hạ hoàng thượng giải quyết chuyện gấp phải cẩn thận một chút không nên đụng vào mấy thứ này nhất là kim nàng nói rất tự nhiên những người khác trong phòng ngược lại có chút không được tự nhiên trang thư tình dẫn đầu đi ra ngoài cũng dắt theo bạch chiêm mặt trời rất dịu khiến nàng cảm thấy rất ấm áp thoải mái trang thư tình không nhịn được ách xì một cái chỉ hận không thể biến ra một cái giường nằm lên ngủ một giấc, Chu Chi xâm đến bên người nàng hỏi, chỉ cần thay máu phụ hoàng sẽ tốt lên sao? Trang thư tình cũng không cho hắn một đáp án chắc chắn, ta kỳ thực cũng không biết rõ loại độc này, theo lý giải của ta hoàng thượng không cần ăn giải dược mà đang dùng một lối tắt để giải độc tạm thời sợ là không thể khôi phục lại như ban đầu chu tề mang ngự y đến xem thử rồi mới quyết định được thử xem có thể kê được phương thuốc hữu dụng nào không lại ách xì một cái mắt có chút cay cay hơi nước vờn quanh hốc mắt xiêm y trên người lại rách nát khiến nàng thoạt nhìn có chút đáng thương chu chi sâm không nhịn được nói ta đến chỗ cung phi mượn một kiện xiêm y đến cho ngự Người đi, trong cung không thiếu nhất chính là thứ này, trang thư tình cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân mới giật mình, nhưng mà nàng vẫn cự tuyệt, không cần, ta không quen mặc xiêm y của người khác, chỉ cố cũng không thích mùi lạ, vế sau mới là nguyên nhân chính đi, chu chi xâm biết điều cũng không nói thêm nữa. Hai người này ràng buộc có bao nhiêu sau, hắn mỗi khắc đều có nhận thức mới, Bạch Chiêm nắm chặt lấy tay Trang Thư Tình, như là không nghe thấy lời của Chu Chi Sâm, không bao lâu liền nghe thấy tiếng ôn đức truyền đến, đã tốt lắm, Trang Thư Tình giống như không có việc gì đi đến bên giường, nhìn lên hai bình truyền, còn lại không nhiều, nàng đang đợi một bình máu mới tới mới tiếp tục rút máu của hoàng thượng, nhưng mà người đã tỉnh lại, trước khi động thủ, nàng ngẩng đầu nói hoàng thượng sẽ có chút đau ngài kiên nhẫn một chút hoàng đế miễn cưỡng cửa động thân thể nàng hiểu ý xuống tay không hề do dự nhưng mà hoàng thượng cơ bắp buộc chặt trước khi hạ kim xuống tĩnh mạch nàng xoa nhẹ nơi đó một chút cảm giác được người đã thả lỏng mới đam kim vào tay kia đè lại phía trước bạch chiêm thấy thế lập tức tiến lên hỗ trợ hoàng thượng thả lỏng nói xong trang thư tình bắt đầu lấy máu hoàng hậu từ nãy đến giờ vẫn như người ẩn hình, lúc này mới kìm lòng không đậu tiến lên lau mồ hôi cho hoàng thượng, lại xoa bóp chỗ cánh tay bị xanh tím của hoàng thượng, hoàng đế nhìn nàng, nhất thời thất thần, không không biết là đang có một cây kim đang đâm trong người hắn, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, người đến hẳn là không ít, trang thư tình nghĩ là người thái y viện tới, cũng không để ý. Hiện tại nhân thủ không đủ, người truyền lời không có một cái, vẫn là chu chi tiếu chạy tới nhìn thoáng qua sau đó trở về nói nương nương các cung đến, hoàng hậu trầm mặt thay một cái khăn khác cho hoàng đế sau đó nói, ta đi, việc này trang thư tình cũng chỉ mang tâm xem náo nhiệt nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới, hoàng hậu ôn nhu lại đối với các phi tần cường thế như vậy, quả nhiên, người vẫn không chỉ có một mặt thanh âm càng lúc càng ồn ào, chi chi xâm chán ghét nhăn mày lại, hắn ra phủ nhiều năm, mẫu phi mấy năm trước cũng đã qua đời, đối với người trong cung trước giờ tranh thủ tình cảm cũng không nhìn trong mắt ôn đức tiếp được ánh mắt của hoàng thượng lập tức sửa sang lại quần áo đi ra ngoài hoàng thượng có lệnh hiện tại không gặp bất kỳ ai các vị nương nương mời trở về hoàng hậu nương nương Hoàng thượng mời ngài vào, hoàng hậu là người trưởng quản phượng ấn, cũng không vì dựa vào cái này mà địa vị có gì cải biến, nhưng lần này, hoàng thượng ở trước mặt các vị phi tần cho nàng chỗ dựa, điều này nói lên cái gì, không cần nghĩ cũng biết, ma ma đỡ tay đột nhiên cảm thấy hoàng hậu dùng sức, tuy rằng đau, nhưng khóe miệng ma ma lại hiện lên ý cười, nương nương cười cùng cũng kết thành chính quả, ôn công công chậm đã, một nửa từ trang phục lộng lẫy. The cat sat nhan sắc không thắng được hoàng hậu đoan trang nhưng tuổi trẻ nên càng có vẻ diễm lệ nhưng ở trong mắt ôn đức từ tối hôm qua hoàng hậu cùng mọi người trông nom hoàng thượng mới càng chân quý hiện tại đến khoe mẽ làm cái gì vì vậy hắn chỉ chầm chậm quay đầu dùng ánh mắt cực nhạt nhìn nàng bởi vì trong lòng nữ tử vốn có tư tâm mà không cẩn thận che giấu trong mắt một mặt quan tâm tiến lên hai bước ôn công công thiếp thân không có ý gì khác chỉ là muốn nhìn hoàng thượng một chút, cho dù xa xa quan sát cũng được, mong ôn công công thành toàn, nương nương thứ tội, hoàng thượng không có ý muốn gặp chúng nương nương, mong các vị nương nương trở về đi, ôn công công, tả chỉ xác định hoàng thượng không có việc gì xong lập tức liền đi, sao ngươi không thể thành toàn cho chúng ta, ôn đức khom người, thái độ thể hiện rõ ràng, xoay người đỡ hoàng hậu trở về phòng, khiến cho nữ tử kia tức đến hộc máu, đầu như bị rút hết lý trí thế nhưng cắn răng đi theo ôn đức và hoàng hậu không ngờ tới nàng thế như lớn gan như vậy nhất thời không chút ý chờ đến khi phản ứng thì đã muộn a à, trang thư tình hoảng sợ tay run lên bình máu phanh một tiếng rơi xuống đất chai nát bấy máu tươi văng ra không biết là tức hay gấp sắc mặt đều đen hoàn toàn đây là bình máu cuối cùng thanh dương tử vẫn còn chưa đưa tới bạch chiêm đỡ nàng ngồi xuống tay phải vung lên một cái nữ nhân kia ôm ngực đổ máu không thể tin ngã xuống muốn hét lên nhưng yết hầu cũng đồng thời bị cắt đứt nhưng một người chết còn chưa đủ mấy vị nương nương ở bên ngoài nghe thấy tiếng la phảng phất như có được chỉ thị đồng loại chạy vào chu chi sâm biết tình huống hiện tại không tốt đang định đuổi người đi để chay ra lấy bình máu mới chợt nghe thấy bạch chiêm dùng giọng nói âm lãnh nhất nghiến ra một câu cút đi sát ý trong lời nói quá nồng các nữ nhân đầu bị dọa chu chi sâm cũng chất chấp nhân cơ hội chạy ra ngoài vừa chạy vừa nói không muốn sống thì đừng vào bên trong trang thư tình đẩy tay bạch chiêm chạy đến bên giường lượng máu đã ở mức thấp nhất nhìn bạch chiêm lắc đầu không kịp làm sao bây giờ không thể ngừng, ngừng rồi sẽ không thể biết trước hậu quả, Cổ Họng Trang Thư Tình khô đắng, nuốt mấy ngụm nước miếng nói, độc này rất tà tình, càng về sau càng phát tán rất lợi hại, dùng của ta, Chu Chi Tiếu cuộn ống tay áo đưa đến trước mặt nàng, hôm qua đã lấy của ngươi rồi, hiện tại không thể tiếp tục lấy, sẽ chết sao? Trang Thư Tình dừng lại một chút, hiểu ý, giống như nhìn một tiểu hài tử dũng cảm vỗ vỗ mặt hắn, hài tử ngoan, chỉ suy yếu một đoạn thời gian bồi bổ lại là có thể chu chi tiếu đỏ mặt chuyển đầu đi vừa chuyển đầu lại nhìn thấy tầm mắt nhu hòa của phụ hoàng lại chuyển đầu về phản ứng đơn thuần như vậy vào thời điểm này lại khiến người cảm thấy ấm lòng, hộp giải phẫu bị thanh dương tử cầm đi, trang thư tình mở hộp của hắn ra, không chút ngoài ý muốn phát hiện một nửa hộp đều chứa đầu dụng cụ giải phẫu, công cụ lấy máu không chỉ một bộ, thì ra hộp thuốc của hắn lớn như vậy cũng rất tiện dụng, trang thư tình lúc này cảm thấy thật may mắn, may mắn có một thanh dương tử yêu y thành si, nếu không có hắn, chỉ bằng nàng, có lòng như không có dụng cụ cũng chỉ có có thể bó tay, biết chi chi sâm đã đi lấy máu, trang thư tình chỉ lấy khoảng 200 dặm ly li lít, số lượng như vậy cũng đủ để chống đỡ đến khi hắn trở lại, sau khi chu chi tiếu đã chuẩn bị xong tâm lý, trang thư tình bắt đầu rút máu, sau đó lại nhanh chóng chuyển hướng về phía giường, mọi người đều bận rộn làm việc của mình, mắt ta có chút hoa, chỉ cố, chàng cầm máu này đối chiếu với máu trước xem có gì khác nhau hay không, bạch chiêm cầm ống máu, mang ra chỗ sáng quan sát một chút, khác biết không lớn, nhưng quả thật đã nhạt hơn, trang thư tình cười khổ, đặt mông ngồi trên dương rồng, cho nên mới nói độc này vô cùng bá đạo, một khi dừng lại, máu sẽ hoàn toàn bị chuyển hóa, ta cũng không dám tưởng tượng hậu quả, chu tề đúng lúc này trở về, người của thái y viện đều được tuyển rất chặt chẽ, trước khi cho người vào đã sớm cánh cáo không được truyền ra một tiếng, thấy được vết máu ngoài cửa, hắn nhìn thoáng qua liền truyền tầm mắt nhìn thấy bộ dáng hiện tại của trang đại phu hắn sững sờ một chút chu ngự y người đến rồi vâng đúng vậy mọi người đều đến các ngươi chờ một lát vừa rồi có chút ngoài ý muốn tam tử mau bình máu nói được một nửa trang thư tình liền nhìn thấy tam tử vội vàng chạy đến cầm lấy bình máu tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều tam tử lau mồ hôi giải thích có chút vấn đề rất nhiều người không có nhóm máu phù hợp, Thanh Dương tử sợ chỗ này của ngài không thể tiếp tục chờ, gấp đến độ kéo đám người vừa mới rút máu lại rút một lần mang đến, ta cũng làm vậy, Lục hoàng tử hôm qua mới bị ta rút máu, vừa rồi lại rút một lần, Trang Thư Tình cười khổ, phương diện này nàng thật không có tư cách trách cứ Thanh Dương tử cái gì, chương 165, kế vị đi, nguy cơ giải trừ, Trang Thư Tình mới ra hiệu cho Chu Tề mang ngự y tiến vào, người đến đều là những gương mặt quen thuộc viện sử vinh chính, tả hữu viện phán, sau đó cũng có vài vị nàng từng cùng hợp tác ở Nam Đài Phủ, chu tề coi như có tâm, chàng thư tình dựa nhờ chỉ cố đứng lên, những chuyện trước không nói, các người mau tới bắt mạch cho hoàng thượng, mắt vinh chính dán lên mấy cái chai trong phòng không dứt ra, nghe thấy lời này liền buông mắt tiến lên phía trước, trên đường đến chu tề đã nói sơ qua cho bọn họ tình huống đại khái, đổi máu, đem máu máu từ cơ thể người này truyền vào cơ thể người khác vòng đi vòng lại cho đến khi máu đổi mới hoàn toàn cách này thế nhưng có thể làm được viện sử chu tề thấp giọng nhắc nhở một câu vinh chính mới thu thần đi xem mạch không vội nghe chu tề nói trang đại phu không phải người hẹp hòi nói không chừng sau này có thể hỏi kỹ một hai ngự y luân phiên tiến vào xem mạch vinh chính trước lui ra bên người trang thư tình mày nhíu lại trang đại phu mạch tượng lúc này sao lại kỳ quái như vậy, hoàng thượng rõ ràng rất suy yếu, nhưng mạch tượng lại rất hữu lực, không nên là trạng thái hoàng thượng nên có lúc này, trang thư tình uống một ngụm trà, chờ mọi người xem mạch mạch xong ta sẽ giải thích, vinh chính thấy nàng mệt mỏi đến hai mắt đều đã đỏ bừng, thức thời lui ra phía sau một bước, cúi đầu chờ, đám người xem mạch xong, trang thư tình phái chu tề đến bên giường trông chừng, đem tình huống của hoàng thượng nhất nhất. Nói ra, độc này chính là cổ quái như vậy, từ lúc sáng đến bây giờ vẫn một mực thay máu, theo lý mà nói đã phải đổi hết toàn bộ, nhưng độc vẫn còn dư lại, chỉ có thể tiếp tục đổi, ta nghĩ có thể thương lượng với mọi người một chút về cách giải độc như vậy kéo dài nữa thân thể hoàng thượng sẽ bị tổn hại rất lớn, đây là trách nhiệm của ta, Vinh Chính nâng mắt hỏi, Trang Tiểu Thư sao có thể xác định được máu trong cơ thể hoàng thượng đã đổi hết, a à, Trang Thư tình hơi ngừng một chút, lập tức hiểu được hắn đang thắc mắc chuyện gì, rất sảng khoái giải thích cho hắn, khi tình trạng cơ thể ở mức bình thường, thể trọng máu trong cơ thể của một người được ước tính là 8 trên 100, đánh giá chút thể trọng của Hoàng thượng là có thể đoán được vinh chính không có tiếp tục truy vấn sao nàng lại biết được rõ ràng như vậy, khom người cúi chào, sau đó liền đi cân nhắc phương thức chiêm nhi, sắc trời tối dần, hoàng đế rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, vinh chính bước lên phía trước bắt mạch, mạch thường yếu đi, nhưng so với lúc trước đã dần ổn định, trang đại phu, hoàng thượng đã tốt lên rất nhiều, nhìn nhìn bình máu cơ hồ sắp hết, trang thư tình nhìn về phía chỉ cố cho người đi gọi thanh dương từ trở về, máu vẫn có thể chống đỡ được một hồi nhưng độc phải nhờ kết luận của hắn. Hắn, rút kinh nghiệm từ vị cung phi trước, lúc này Trần Nguyên cho hai người trông chừng ở cửa, bằng không bên người Bạch Chiêm không có ai hắn cũng không yên tâm đi lấy máu. Vừa phân phó người, Trang Thư Tình lại đưa cho hắn một lượng máu. Bạch Chiêm hiểu ý, nương ánh sáng bên ngoài cẩn thận phân biệt chất nhũ màu trắng đã rất ít, vậy là tốt rồi. Hôm nay nhất định phải loại bỏ hoàn toàn độc tố, hoàng thượng có thể nói chuyện chứng minh rằng độc tố đã yếu đi rất nhiều không đủ để ảnh hướng đến ngài, Trang Thư Tình lập tức im lặng nhìn về phía giường, hành động của nàng khiến người khác cũng phản ứng kịp, Vinh Chính nhanh chóng quỳ xuống thỉnh tội. Hoàng thượng thứ tội trong phòng, bao gồm toàn gia Chu Chi Sâm đều quỳ xuống, có phải nàng cũng nên quỳ hay không? Trang thư tình có chút luống cuốn nhìn về phía chỉ cố, bạch chiêm tiến lên, đạp vào ghế con bên giường đỡ nàng ngồi xuống, nửa điểm cũng không muốn để nàng chịu ủy khuất, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người trên giường, chỉ qua thời gian hai ngày, hắn thoạt nhìn như già đi 10 tuổi, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, tóc cũng bạc đi nhiều, nếu ngài mang dạng này đi gặp nương ta, nàng chắc chắn sẽ không nhận ra tâm tình phức tạp của hoàn đế bỗng dưng đến tan thành mấy khói, nhất thời không biết nói gì mới tốt, dứt khoát không nhìn hắn, đều đứng lên đi, hoàng hậu ngồi bên người trẫm hoàng hậu đỏ bừng hốc mắt nhưng không hề có chút thất thố chỉ vững vàng ngồi ở mép giường bảo vệ uy nghiêm của hoàng hậu Hoàng thượng nhìn về phía trang thư tình, ngữ khí nhu hòa trước nay chưa từng có, vất vả ngươi ta là đại phu cho dù ngài không là hoàng thượng ta cũng sẽ cứu. Hoàng thượng nhìn nàng cười cười, lại nhìn lão tam và lão út, không nói lời nào, nhưng trong mắt lại hiền hòa, nhất nhất nhìn mỗi một người trong phòng, đều là những gương mặt quen thuộc, nhìn lại lòng hắn tràn đầy cảm khái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người bạch chiêm, không cần hỏi cũng biết cục diện muốn ổn định, nhất định phải cần hắn, Chiêm Nhi kế vị đi, Bạch Chiêm căn bản không để ý đến hắn, cúi đầu hỏi Hữu Phong, phụ thân bị thương đến đầu sao? Trang Thư Tình biết tình huống lúc này của Bạch Chiêm, đừng nói là cái bị, sợ là còn có một cái phiến toái lớn hơn, nhưng trước mắt hoàng thượng, tình huống lúc này không phải ai quản cũng được, mà đại chu không thể ngay cả một người đi quản cũng không có, đau đầu suy nghĩ, trang thư tình nhìn về phía hoàng thượng, chỉ cố tạm thời sẽ không mặc kệ chuyện này, thấy thái độ của hai người bọn họ chỉ dừng lại ở hai chữ tạm thời, hoàng thượng không hài lòng cho lắm, đang định hỏi lại khóe mắt lại nhìn thấy ôn đức lắc đầu với hắn, hắn liền dừng lại, đem lời nuốt xuống, thanh dương tử rất nhanh liền tiến vào trang thư tình nhanh chóng đem tình huống trước mắt nói cho hắn, thanh dương tử không nói hai lời liền tiến lên rút máu, sau đó bỏ toàn vào trong nước chanh đựng trong chén trà tinh tế xem xét một hồi, ngẩng đầu lên ánh mắt hắn sáng quắc không nhiều, nhưng càng gần đến cuối độc sẽ càng phát tán nhanh. Phải cẩn thận chút 20 bình máu bị vỡ một bình, còn dư lại cũng đủ dùng, Thanh Dương Tử cũng không vội đi lấy máu lưu lại tham khảo phương thuốc cùng một đám ngự y, bỏ thêm hai loại dược vào thang thuốc, một đám người bụng đói kêu vang kéo nhau đi ăn cơm chiều, đèn trong cung đều đốt sáng hành lang và trên đường đã có công nữ và nội thị đi lại nếu không phải trong không khí còn người thấy mùi máu tươi thì trang thư tình kém chút đã cho rằng nơi này vẫn luôn yên ổn như trước buổi tối trời lạnh sao lại đi ra bạch chiêm đem áo choàng đưa cho nàng là chiếc áo lúc trước nàng khoác đi ra ngoài hít thở chút không khí, lúc trước thần kinh buộc chặt nhất thời buông lỏng xuống, nếu không ra hóng gió nàng nghỉ là sẽ mở mắt không được mất dựa vào cái ôm ấm áp phía sau. Trang thư tình nhìn về phía hư không, chỉ cố chàng, có tính toán gì không, bạch chiêm ôm chặt lấy nàng, không có dấu diếm, chuyên nơi này xong ta tính đi Tây vực một chuyến, nàng đi cùng ta, đề nghị này đúng là khiến nàng động tâm, nếu nàng có thể ít cố kỵ một chút, gật đầu một cái là được rồi, nhưng chuyện gì nàng cũng có thể không để ý, duy chỉ có sức khỏe của chỉ cố là điều nàng không thể không chú ý, thở dài, trang thư tình khoát tay lên người hắn, ta cũng muốn đi, nhưng lần này không được Tây vực quá xa, ta không có khả năng tự bảo vệ mình, mang theo ta sẽ liên lụy đến chàng, sau này đi thân thể của chàng tốt lên thì chuyện gì cũng có thể thương lượng, Bạch Chiêm hận không thể thời thời khắc khắc đem người nhét dưới mí mắt của hắn, chỉ là lúc này hắn biết bản thân không thể tùy hứng được tình huống của hắn hiện tại không thể ra tay, bằng không sợ là hậu quả hắn không thể chịu đựng nổi, nhưng một khi đi ra ngoài thì sẽ có rất nhiều thứ hắn không thể biết được, hắn căn bản không thể đem hữu phong giao cho người khác, ôm chặt người hơn, đáy lòng bạch chiêm có chút không cam, trang thư tình vén tóc của hắn lên, màu trắng đã chiếm hơn phần nữa, ngày mai liền đi, bạch chiêm lắc đầu, phải hai ngày, có một số người vẫn không thành thật, nàng ở chỗ này chờ ta, ta không thể để bọn họ có cơ hội nhằm vào nàng, nhưng mà tin ta, ta sẽ không để mình có chuyện, được rồi, tin chàng, không tin chàng thì còn có thể tin ai? Trang thư tình vuốt vuốt mặt hắn, cảm giác được nam nhân đang cọ cọ lòng bàn tay nàng, nàng chỉ cảm thấy xót xa đến không được, vì sao nàng vốn tưởng cuộc sống của mình đã có thể thuận lợi lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, nếu chỉ cố đi tây vực nhưng vẫn không thể giải quyết thì nàng phải làm thế nào đây, nếu khoảng thời gian chỉ cố không ở kinh đô lại xảy ra biến cố thì phải làm sao đây, không phải sợ sao nàng có thể không sợ trang thư tình cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện có rất nhiều đốm đang phát sáng, công tử ôn đức ho nhẹ một tiếng, không thể không quấy dày thế giới hai người bọn họ chuyện gì ôn đức đem vật trong tay đưa lên bài chiêm cũng không tiếp nhìn tay hắn một cái liền thu hồi tầm mắt không hề gợn sóng nói, có rất nhiều người muốn là quan, vâng, lão nô biết phải làm gì, ôn đức kho người lại nói, lão nô muốn mượn người của công tử một chút, không cần bọn họ tìm vệ hàm, vâng, ôn đức cảm thấy đáng tiếc công tử nhà hắn quá mức thông minh, nhưng công tử lại không hề cho hoàng thượng một chút cơ hội, một đêm, kinh đô mất bảy vị quan, hai võ tướng, năm văn thần, biết bạch chiêm sẽ không chùn tay trong chuyện này, những quan nhân khác nhất thời đều trở nên thành thật, bạch công tử không phải hoàng thượng, giờ khắc này bọn họ đã nhận thức rõ ràng, đêm nay trang thư tình vẫn không có lên giường ngủ, nghiên cứu với thanh dương từ một lượt sau liền dựa vào lòng bạch chiêm thiếp đi, dạng sáng, giờ sửu đã qua nữa, nghi thiên điện đứng đầy người, trang thư tình vận dụng mọi thức hết mức có thể nhất, một tay chỉnh nước muối, một tay bắt mạch chỉ chờ có gì xảy ra liền lập tức truyền máu, thanh dương từ bên kia cách một khác. Lại lấy một giọt máu, đặt lên mũi người, quan sát kỹ càng mọi người, bao gồm cả hoàng thượng cũng gắt gao nhìn chằm chằm hai người, chu chi xâm nhịn không được hỏi, như thế nào, độc có giải được không, hai người cũng không thèm để ý đến hắn, hắn còn muốn hỏi hoàng hậu kéo hắn một chút hắn mới miễn cưỡng nhịn xuống một hồi lâu thanh dương tử mới thở ra một ngụm chọc khí máu đã sạch hoàng hậu tiến lên một bước hỏi thật sao sẽ không cần truyền nữa tạm thời là như thế nhưng mà các người cũng đừng sớm vui mừng chỉ máu bên trong sạch mạng được cứu về mà thôi muốn xuống giường qua nửa năm mới có thể càng đừng nói muốn lập tức khôi phục như ban đầu qua một năm có thể khôi phục đến tám phần đã rất tốt tốt, so với chết, đây đã là kết quả tốt nhất, nhưng người đều nghĩ theo hướng tốt, ôn đức vội vàng nói, trong cung có dược liệu tốt nhất, có thái y viện, còn có trang đại phu và thanh đạo trường tương trợ, cũng phải nửa năm mới có thể xuống giường, một năm mới có thể khôi phục được tám phần, ừ, thanh dương tử đã vô cùng buồn ngủ, ném một câu liền đi tìm giường, trang thư tình nói tiếp, dưỡng tốt một chút, hoàng thượng lúc này phải tỉ mỉ chăm sóc, chương 166, Chuyện tiếp theo cho dù có như thế nào thì thời điểm khó khăn nhất cũng đã qua, cuối cùng mọi người có thể ngủ một giấc an ổn, những người nên đi cũng cáo lui ra ngoài, Trang Thư Tình cũng không thèm để ý, dựa vào người Bạch Chiêm ngủ đến thiên hôn địa ám, nghỉ ngơi ở đây luôn đi Ôn Đức ngươi tìm một bộ quần áo mới cho nàng, dừng một chút, hoàng đế lại nói, Chiêm Nhi, Đại Chu không thể không có con con biết điều đó, nếu còn sống trở về, chuyện này lại bàn tiếp, hoàng đế nâng nữa người lên, có ý gì, bạch chiêm ôm lấy người trong lòng rời đi, hoàng đế vẫn muốn truy vấn cẩn thận chuyện này, ôn đức giành nói, hoàng thượng chuyện này lão nô có biết, hoàng hậu đỡ tay ma ma, ôn nhu nói. Hoàng thượng, nô tỳ về đổi xiêm y trước cũng tốt, nàng cũng mệt mỏi, trở về rồi thì nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng đi quá nhiều. Vâng, căn phòng vừa rồi chật ních người, bây giờ cũng chỉ còn lại chủ tớ hai người, nói, sao lại vậy, chiêm nhi bị thương, cũng không phải như thế. Ôn đức tiến lại gần một chút, thanh âm đề thấp, công tử luyện công xảy ra vấn đề, lão nô nghe được tình trạng đã đến độ rất nguy hiểm, đêm qua lão nô nhìn thấy công tử từ nóc nhà đi xuống còn phun một ngụm máu lão nô tìm thanh đạo trưởng hỏi thăm hắn không nhiều lời chỉ nói bạch gia công pháp có nguồn gốc từ tây vực công tử phải nhanh chóng đi tìm căn nguyên vấn đề vậy nên công tử mới nói quả là như thế tim hoàng thượng đập mạnh một cái một lúc sau mới hỏi trang thư tình cũng biết vâng hai người này quả là rất tín nhiệm lẫn nhau thân thể hoàng đế có chút mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi mới hỏi lại trẫm đã mê man bao lâu hôm nay là buổi tối ngày thứ hai, chút thời gian như vậy sao chiêm nhi có thể lập tức tới kịp, hồi hoàng tượng, theo tin tức lão nô biết được, trang tiểu thư trước là bị người bắt cóc, lão nô đoán là người của ngũ hoàng tử phái tới, vì muốn rời đi lực chút ý của công tử, công tử đoán được chỉ có người ở kinh đô mới có lá gan động đến người của hắn nên cơ bản không cần đi tìm, trực tiếp chạy đến kinh đô đòi người, kết quả liền đụng phải tình huống hiện tại, trang tiểu thư nhớ có mãnh thú cứu trợ nên trốn thoát, đến trễ nửa ngày so với công tử, đúng rồi, lão nô quên mất, trang tiểu thư dẫn theo mấy trăm con mãnh thú đến kinh đô, hẳn là khi đó nàng biết thân thể công tử xảy ra vấn đề, sợ hắn ở kinh đô xảy ra chuyện gì nên mới gấp rút như vậy, may mà có bảy mãnh thú này mới có thể đối chọi được với đội quân của ngũ hoàng tử và trừ ra, tiến vào hoàng cung cứu ngài, sau lại có mấy vị hoàng tử liên hợp động thủ cũng may có dã thú bảo hộ hoàng cung sau đó được trang tiểu thư dẫn đi tham chiến người của công tử rất lợi hại đám người kia tổn thất nặng nề ý trong lời nói hoàng đế nghe được rất rõ ràng nhưng về tình về lý trong khoảng thời gian hắn hôn mê nếu không có hai người bọn họ cục diện này chỉ dựa vào ôn đức chắc chắn sẽ không thể nào đứng vững sau chuyện này trang thư tình cũng ngồi vững cái ghế phù thủy này ngẫm lại hắn cũng cảm thấy may mắn bản thân không phải là một vị quân chủ không dung được bất cứ mầm mống nào có thể lay chuyển đến ngôi vị hoàng đế, lời đồn vừa ra liền cho người đi lấy mạng nàng, nếu thật làm như vậy, cơn sóng dữ này, không người nào có thể ngăn được, quả thật mỗi cử chỉ hành động đều do thiên định, lão nô còn quên mất một chuyện, người cứu ngài trước tiên là Lục hoàng tử, lúc đó lão nô tuy rằng cảm thấy không thích hợp nhưng họ phòng lão nô rất gắt, lão nô sợ đã thảo kinh xà không dám vọng động không biết tại sao lục hoàng tử lại có được manh mối nên đã tìm mọi cách cứu ngài ra nghe thanh dương tử nói nếu ngài người hết lưu hương kia sợ là sẽ mãi mãi không tỉnh lục nhi a à, nhi tử cơ thể không trọn vẹn kia của hắn đều thu mình nhiều năm hắn nhiều năm qua cũng rất ít để ý tới nghĩ đến bản thân cũng là nhi tử này cứu ra hắn tất nhiên không thể đối xử lãnh đạm với con trai nhưng bộ dáng kia cho dù cho lục nhi quyền lực cũng không thể triều thần sẽ không thể chấp nhận một vị hoàng đế có thiếu khuyết hoàng thượng trang tiểu thư đã xem qua tay cho lục hoàng tử nói là có thể loại bỏ ngón tay dư thừa đi hoàng thượng liền vui vẻ thật sao vâng lão nô không dám lựa gạt hoàng thượng tốt 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 liên tục nói ra ba chữ tốt ý cười trên mặt hoàng đế càng lúc càng dày trang thư tình này chính là phúc tinh của trẩm không không chỉ là của trẫm mà còn là của toàn bộ hoàng thất ôn đức cũng cười theo thành tâm thành ý nói lão nô cũng cảm thấy trang tiểu thư là một người vô cùng nhân hậu Hai người cao hứng một hồi, không thể tranh khỏi đồng thời nghĩ đến chuyện bọn họ vẫn một mực tránh đi, không giống như ngài nghĩ, công tử ngày từ đầu đều lưu tình với bọn họ, Lương Quý phi và Ngũ hoàng tử bây giờ vẫn chỉ bị giam giữ, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử đã bị công tử cảnh cáo từ sớm, nhưng bọn họ vẫn cố tình động thủ khiến công tử chỉ có thể ra tay ngoan độc, ba vị hoàng tử lúc đó căn bản không nghĩ tới công tử sẽ ra giết bọn họ, bọn họ cho rằng cho dù chuyện bại cũng sẽ không sao, nhiều nhất cũng chỉ bị ngài phải bế môn trong phủ mà thôi, nhưng công tử không thể tiếp tục nhân nhượng bọn họ lần nữa, dừng một chút, Ôn Đức nhìn vẻ mặt có chút sững sờ của hoàng thượng, lại nói, lão nô đã tự mình đi xem, tòa nhà kia cực kỳ phô trương, dát bằng vàng nguyên, bố trí hết sức xa hoa, nghe thủ hạ của công tử là hướng Tả nói, tòa nhà kia chắc chắn còn có mật thất, chỉ là lúc đó không có thời gian để ý những chuyện này nên lão nô cũng không đi tra kỹ càng, chuyện như vậy hắn có thể làm được đến đây cũng là đã cố sức, hoàng đế nghĩ nguyên tưởng rằng lão ngũ hại hắn mất nửa cái mạng đã bị chiêm nhi xử lý nhưng không ngờ người đi trước lãi là ba người kia giống như bọn họ đoán nếu để hắn xử trí sẽ không chỉ đơn giản là bế môn nhưng cũng tuyệt đối không quyết đoán ra tay lưu loát được như chiêm nhi vương tử phạm tội trị như thứ dân lời này cho tới bây giờ vẫn chưa hề tồn tại hắn không thể nhẫn tâm như chiêm nhi cũng tốt như vậy cũng tốt chết thì chết đi còn dư lại cũng nên mau chóng xử lý coi như trừ bỏ khối u ác tính chỉ là nghĩ tới bảy đứa con trai hắn vừa ngủ dậy đã mất bốn tính cả một sinh mạng đã chết yểu là năm trong lòng hắn liền không hiểu có chút kinh hoàng a à đức ngươi đi gọi tam hoàng tử đến một chuyến Hoàng thượng bây giờ đã không còn sớm Tam Điện Hạ vẫn còn trong cung, trời sáng nhất định có thể thấy. Không giải quyết xong chuyện trong lòng, trẫm không ngủ được. Đi thôi. Chu Chi xâm tới rất nhanh, ánh mắt ảm đạm, quần áo nhăn, giống như chưa có thoát y, mặc một bộ như vậy trực tiếp ngủ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, nếu người hắn gọi là Chiêm Nhi, chỉ sợ nhận lại sẽ là một ánh mắt lạnh, chứ không phải một cái hành lễ. Mấy năm nay Chiêm Nhi chưa bao giờ giờ hành lễ đứng đắn với hắn đứng lên ngồi ở đây Hoàng thượng chỉ mép giường, Chu Chi xâm nháy mắt thanh tỉnh trong lòng bắt đầu bồn chồn, không biết phụ hoàng muốn nói gì với hắn. Sâm Nhi, phụ hoàng muốn truyền ngôi hoàng đế cho Chiêm Nhi, con có cam không? Chu Chi Sâm không phải là kẻ ngu dốt, chuyện này hắn cũng không dối, nói lời thật. Trong lòng Nhi Thần lúc mới đầu cũng có chút không cam, nhưng sau này lại cảm thấy trong đám hoàng tử hắn so với bất kỳ ai đều thích hợp. Nhi Thần cảm thấy vấn đề lớn nhất không không phải là nhi thần nghĩ thế nào mà là làm thế nào để khiến hắn gật đầu người khác ai cũng muốn trèo lên ngôi vị hoàng đế nhưng Bạch Chiêm, hắn căn bản là chướng mắt, hoàng đế cười khổ, con có thể nghĩ thoáng là tốt rồi, xâm nhi, không phải là con không tốt, mà là Bạch Chiêm thích hợp với ngôi vị kia, con, càng hợp làm một vị tướng quân anh dũng, chỉ có Chiêm nhi mới có thể xé bỏ vách tường vô hình mà thế gia đại tộc dựng nên, đề bạt người chân chính có bản lĩnh, phụ hoàng không phải không biết tình huống của đại chu, chỉ là không dám động thủ, càng không dám động vào, một bước không tốt, đại đại chu liền xong, phụ hoàng không dám cực, mặc kệ trong huynh đệ các con người nào làm hoàng thượng, cũng chỉ có thể kéo dài được cục diện như vậy, bị quản chế khắp nơi, chờ mắt nhìn tình huống càng ngày càng trở nên hỏng bét mà chỉ có thể bất lực không làm được gì, đại chu, đã tràn ngập nguy cơ, lời nói sâu sắc như vậy, khiến chu chi xâm nghe mà lưng ứ ớt mồ hôi, có chút lời, là chuyện hắn không thể nghe, trừ phi, hắn là người cuối cùng ngồi trên vị trí kia, nhưng mà lời của phụ hoàng hắn phải tiếp, phụ hoàng, có lẽ ngài còn chưa biết, đã có bảy vị quan viên bị cắt chức, bạch chiêm hắn nói, thà giết lầm, chứ không bỏ sót, lời này, đã truyền khắp kinh đô, lúc trước không ít người nhìn hắn không vừa mắt, lời này vừa ra, không khí kinh đô lập tức nóng lên khiến cho chuyện tạo phản hoàn toàn bị đè cuống giống như hắn nói vậy hắn không sợ không có người dùng chỉ là người kia có nguyện ý vì hắn sử dụng thà giết lầm còn hơn bỏ sót lời này nói ra có vẻ ngu ngốc nhưng mà nghe lại vô cùng thống khoái ngồi trên ngôi vị hoàng đế vài thập niên hắn vẫn chưa từng thống khoái như vậy chu chi xâm đứng dậy quỳ xuống bên giường vẻ mặt của hắn chưa bao giờ nghiêm cẩn như như vậy, phụ hoàng lúc trước nhi tử quả thật có để ý đến vị trí kia, nhưng nhi tử cũng biết một câu nói, thượng vị giả, người người tin phục, lời này chính là để nói Bạch Chiêm, nhi tử, tin phục, đứng lên đi, phụ hoàng tin con, hoàng đế vỗ vỗ vai hắn không còn sớm, con dâu của trẫm sợ là cũng lo lắng, trở về đi, vâng, nhi thần cáo lui, lão tam nói đã không còn để tâm tới ngôi vị hoàn đế là thật, hoàng thượng xác định xong điểm này tâm cũng liền để xuống, chỉ là chiêm nhi, chiêm nhi nói nếu có thể trở về thì mới bàn tiếp, trong khoảng thời gian này làm sao bây giờ hắn tinh lực không tốt lão tam mặc dù có chút năng lực nhưng cũng không thể dám quốc quyền lực một khi dính tay tất nhiên không thể dễ dàng buông ra lục nhi tâm rất mềm bản thân hắn lại tuổi nhỏ căn bản là không thể lo lắng chu toàn làm sao bây giờ nghĩ nghĩ hoàng thượng liền ngủ trong lúc mơ màng trong đầu hiện lên khuôn mặt kia của trang thư tình ngày kế tỉnh lại nhìn thấy nàng trong lòng hắn liền nhớ lại tối hôm qua trước khi đi ngủ hắn đang suy nghĩ đến chuyện gì nhưng càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu chưa nói đến nàng và chiêm nhi vẫn chưa thành thân nhiều nhất hiện tại chỉ là người khác họ càng chủ yếu là nàng là nữ nhân tuy rằng nữ nhân này quả thực có chút bản lĩnh. Trang thư tình căn bản không nghĩ tới có người đang tính toán mình đi ra ngoài rút máu với thanh dương tử. Một lát sau liền tiến vào xem xét tin tức tốt độc không tái phát. Thanh dương tử hỏi vinh chính phương thước ngày hôm qua sạn lại hai vị thuốc lại bỏ thêm hai vị những thứ khác cũng hơi sửa lại chút liều lượng, theo như cái này đi bốc, biết hắn là đệ tử duy nhất của hữu vọng chân nhân, ở phương diện này, không người nào dám xen vào, huống chi hắn thật sự có bản lĩnh, vinh chính nhìn phương thuốc đã hoàn toàn thay đổi, tinh tế quan sát một chút, hai mắt liền sáng rực lên, diệu tuyệt diệu thết nhưng lại có thể phối được như vậy không hổ là đệ tử truyền nhân của hữu vọng chân nhân, chiêm nhi đâu, trang thư tình đến từ sớm thêm nước muối cho hoàng thượng, thuận miệng trả lời, các đại thần đến, hắn đi gặp chương 167, có rất nhiều người nguyện ra sức vì hắn văn thần võ tướng tách ra làm hai, người người đều so với hôm qua an phận hơn rất nhiều, thái độ cũng rất thành thật, có người đi trước là gương không cần nói gì bọn họ cũng biết bạch công tử thật sự dám ra tay hơn nữa con không chút do dự đưa chân đá cái mũ quan của bọn họ xuống nếu là hoàng tử khác bọn họ còn có thể liên hợp lại ức chế nhưng đối mặt với bạch công tử bọn họ quả thực không dám bởi vì bọn họ còn không nắm chắc lan lộn trong quan trường nhiều năm ai mà trả thành tinh trong tình huống ngay cả nửa điểm nắm chắc cũng không có bọn họ tuyệt sẽ không mạo hiểm rồi phải cởi xuống Vũ quan, bộ hộ thương Thư Lâm Chi đã ở vị trí này 10 năm, tóc hoa dâm, mặt lúc nào cũng âm trầm như ai nợ hắn, nhất là khi lấy ra một số tiền lớn từ hắn, nhưng nhờ có một người như vậy mới có thể giúp hoàng đế quản được cái ngân khố kia khiến đại chu miễn cưỡng đứng trong thời đại thịnh thế lúc này tất cả mọi người không dám lên tiếng hắn lại không chút nào cố kỵ bước ra khỏi hàng nói thần không quản tốt người hai người của bộ hộ bị bãi chức lại trong lúc thời điểm cần dùng người mong công tử cho thần hai người bạch chiêm nhớ rõ trong bảy người bị bãi chức quan lớn nhất chính là hộ bộ tà hữu thị lang không kéo cấp dưới lên được tư lịch không đủ năng lực làm việc còn phải mài hai năm ôn đức đem phần danh sách kia cho hắn ôn đức khom người đưa một phần sổ con đến trước mặt lâm chi lâm chi tiếp nhận mở ra nhìn bên trong tất cả đều là tên người phía sau tên cùng viết kỹ càng người này xuất thân ở đâu quen thuộc cái gì có tính xấu nào thích hợp với chức vị gì nếu tất cả tư liệu này đều là thật có người nào hợp ý bộ hộ đại nhân lâm chi hoàn hồn áp chế nghi vấn muốn hỏi quyển sổ này là ai làm không chút do dự nói có xin cho lão thần chọn lọc bạch chiêm lại nhìn về phía những người khác ta đã sớm nói đại chu không lo không có người dùng nếu ai không cần cái mũ quan trên đầu kia chỉ cần đến phụng dương điện báo với ôn đức một tiếng ôn đức có lão nô năm người còn thiếu người cứ lấy từ đó bổ khuyết qua vâng công tử cung tiễn công tử rồi đi ôn đức mới đứng thẳng thắt lưng đừng nhìn công từ giống như mọi chuyện đều không quan tâm thật ra ánh mặt người vô cùng lợi hại cho nên chỉ có lâm thượng thư mới là người duy nhất có quyền lực chọn người cho mình lâm chi hiển nhiên cũng minh bạch điểm này trên mặt mặc dù không chút biến hóa nhưng trong mắt lại gợn lên sóng nhỏ đến gần ôn đức nhỏ giọng hỏi ôn công công quyển sổ này là ai làm tư liệu bên trong toàn bộ là thật ôn đức cũng không gạt hắn thanh âm thậm chí có chút lớn để mọi người người chung quanh đều có thể nghe được hồi thượng thư đại nhân là trang tiểu thư kiến nghị công tử phân phó thủ hạ của ngài cùng ẩn vệ đi làm tuyệt đối là thật trang tiểu thư là người phương nào bọn họ đều biết ai có thể đoán được một cô nương ra nhưng trên phương diện này lại có quyền lợi nói chuyện có thể thấy được bạch công tử đối với nàng một mảnh cuồng dại không chỉ là đồn đãi Lão phu cảm thấy biện pháp này có thể áp dụng liệt kê sổ sách, vâng, ý của thượng thư đại nhân lão nô sẽ bẩm báo cho hoàng thượng, Lâm Chi nghe được ra ngụ ý, trên mặt rốt cục hiên lên ý mừng, hoàng thượng đã tỉnh, độc đều đã giải sao, nhọc thượng thư đại nhân lo lắng hoàng thượng quả thật đã tỉnh dậy, độc cũng đã giải, nhưng mà trang tiểu thư nói hoàng thượng không thể lao lực quá sức, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể quản sự, về sau có việc gì cứ bẩm báo cho công tử là được, nói xong lời này, ôn đức cũng không có những người khác cơ hội đặt câu hỏi, thi lễ với mọi người xong liền khom người rời đi, chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, ý của hoàng thượng, chẳng lẽ là, lâm đại nhân, ngài thấy thế nào, lâm chi đem sổ tay vắt chéo sau lưng mang theo nhàn nhạt trào phúng quét một vòng đem sắc mặt mọi người nhìn ở trong mắt ai ngồi được lên vị trí kia người đó chính là hoàng thượng cũng là người chúng ta phải trung thành quản nhiều làm gì quản hơn nữa các ngươi cũng không thể định đoạt chuyện gấp cáo từ lúc này ôn đức đã trở về hầu hạ bên người hoàng thượng bạch chiêm vừa trở về liền kéo trang thư tình rời đi dùng điểm tâm sáng người đến thỉnh an cũng nhanh chóng rời đi chu chi xâm mang theo toàn gia rời cung nhưng hoàng hậu lại bị giữ lại trải qua sinh từ hoạn nạn đế hậu rõ ràng càng thêm thân cận mọi người đều nhìn ở trong mắt hoàng hậu không phải loại người khiến người khác chướng mắt trải qua việc này sau cũng không ai dám

hoàng đế dựa vào giường chống người nửa ngồi dậy tinh thần cũng tốt hơn chút ôn đức xác nhận cũng trách không được hoàng thượng lại hỏi như thế trong dĩ vãng mỗi lần hoàng thượng nghị sự đều mất ít nhất hai canh giờ có đôi khi còn không có được kết quả như vậy đẩy đến đẩy đi kéo tới một tháng cũng chưa xong công tử tuyệt không cho phép chuyện này phát sinh không cần công tử nói chỉ cần là người biết quan sát sắc mặt là có thể đoán được rõ ràng hoàng đế cũng suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó Hừ cười một tiếng, mang theo chút vui sướng khi người gặp hỏa, nên để bọn họ chịu chút giáo huấn, đừng tưởng rằng Chiêm Nhi sẽ nhẹ nhàng như trẫm. Ôn Đức từ trong tay áo lấy ra một phần sổ sách đưa đến trước mặt hoàng thượng mở ra cho hắn xem, đây là cuốn sổ công tử nghe theo kiến nghị của Trang tiểu thử mà viết ra, lão thần sao lại một bản, hộ bộ thượng thư cũng nói biện pháp này vô cùng tốt, có thể dùng để thống kê nhiều thứ, nhìn ra được là vội Vàng sao lại, chữ viết rất ngoáy, hoàng đế chỉ lật xem hai trang liền để xuống, như có đăm chiêu nói, là trang thư tình đề nghị. Vâng, lúc đó lão nô ở đó chính tay nghe được quả là một cô nương thông minh, lá gan cũng lớn. Hoàng hậu lưng chén thuốc đến, cười dịu dàng nói, nếu như nàng không lớn gan, nô tỳ cũng còn ai có thể được hoàng thượng nhắc tới hoàng thượng nên uống thuốc hoàng thượng người thấy mùi thuốc trong miệng liền thấy đắng nhưng hắn thật không dám không uống mệnh trung quy là của mình một hơi uống xong hoàng thượng liền ngậm vào mứt quả hoàng hậu đưa tới run rẩy nói thanh dương từ tên kia sẽ không phải lại tăng lượng hoàng liên lên chứ sao lại đắng như vậy thuốc đáng dã tật nhìn ra hoàng thượng có chuyến muốn nói với ôn đức hoàng hậu đem đĩa mứt quả để vào trong tay hắn cầm bát lui ra ngoài chậm thế nhưng vắng vẻ hoàng hậu nhiều năm hoàng đế tự diễu để sùng người muốn lấy tính mạng mình gặp chuyện mới có thể biết ai tốt ai xấu ôn đức không dám nhiều lời trong chuyện này đổi đề tài nói công tử để lão nô từ trong này tuyển ra năm người thay vào chỗ trống kia lão nô không dám làm chủ vẫn là mong hoàng thượng định đoạt hắn tin ngươi mới dám giao việc này cho ngươi ngươi xem rồi tự mình tuyển đi ngươi luôn không không muốn trộn lẫn với triều thần, còn có thể thiên vị ai được, huống chi những người này không thiếu người xuất thân thế ra, dùng bọn họ cũng tốt, ôn đức sao đám nhận chuyện này, trong mắt vừa chuyển liền có chú ý, lão nô cảm thấy không bằng để trang tiểu thư tuyển ánh mắt nàng độc đáo, sẽ có thể nhìn được những phương diện người khác không nhìn thấy, ý kiến hay. Hoàng đế vốn có tâm muốn nhìn xem vị cô nương này có bao nhiêu bản lĩnh, ý niệm này vẫn luôn đảo qua đầu hắn từ đêm qua, hiện tại nghe được lời này của ôn đức dĩ nhiên là muốn để nàng đề nghị, ý niệm này liền càng lúc càng sâu, hắn cảm thấy bản thân lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, ôn đức hiện tại người mau đi tìm nàng, để nàng chọn ra năm người, cơ thể hắn bây giờ đúng thật là vô cùng suy yếu, suy nghĩ chút chuyện như vậy mà đã muốn mệt đến hôn mê, nếu chiêm nhi rời đi, đại chu nên giao cho ai, chương 168, giám quốc, phần một vận khí của ôn đức không tệ, bạch chiêm lúc này không ở đây, hắn dứt khoát cũng không khách khí, trực tiếp nói mục đích đến, chàng thư tình có chút trầm tư, ôn công công, có phải tìm lầm người rồi không, việc này ta sao có thể tự ý định đoạt, ôn đức cẩn thận đáp lời, thân thể hoàng thượng ngài cũng biết, vừa rồi chỉ mới suy nghĩ một chút mà mệt đến thiếp đi, ý hoàng thượng là mời ngài giúp đỡ chọn lửa, ngài cũng là người soạn ra, chắc chắn sẽ biết ai là người thích hợp, trang thư tình cũng không nghĩ nhiều, ngay cả muốn chỉ cố kế vị cũng đã nói ra, coi trọng nàng chắc cũng vì nể mặt chỉ cố đi, về chuyện này, nhìn những con số trên bàn, Trang thư tình cảm thấy một người hiện đại thả vào trong xã hội phong kiến tự tìm tòi lăn lộn chắc cũng có chút tác dụng của hiện đại, thấy nàng bắt đầu lật xem, Ôn Đức Vội càng đi đến trước mặt nàng, đây là năm chức quan còn thiếu, Trang thư tình nhìn lướt qua, trong lòng đã có tính toán, một mực chờ đến khi Trang thư tình tuyển xong năm người bạch chiêm vẫn chưa có trở về, Ôn Đức không phải người lắm miệng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu, công tử xuất cung, ừm, mấy ngày sau sẽ phải đi nên hôm nay bắt đầu chuẩn bị trang thư tình thu liễm tươi cười nàng không thể đi theo lúc này không không thể giúp hắn thu Thập Hành Lý trong lòng sao có thể dễ chịu, nhưng nàng được ở lại trong cung, so với nàng, Thanh Dương Tử đi theo chỉ cố mới có thể giúp đỡ được cho chàng ấy, nói theo phương diện của Thanh Dương Tử, cái gì nàng cũng không hiểu, đi thì có tác dụng gì, nghĩ tới cái này, Trang Thư Tình lại thở dài đứng lên nói tính thời gian cũng đến lúc phải thay nước ta và ôn công cùng qua đi ôn đức khom người đứng ở một bên chờ nàng đi trước tư thế này của hắn khiến trong lòng trang thư tình có chút cảm giác bất an kỳ thực nàng vô cùng không muốn để chỉ cố ngồi lên vị trí này cho dù chàng ấy khỏe mạnh trở về nàng cũng không đồng ý nàng không muốn trở thành hoàng hậu tiếp theo như vậy rất đáng buồn lúc đổi nước biển hoàng để liền tỉnh lại ngủ một chút tinh thần đã khôi phục không ít khó có khi chiêm nhi không ở đây hoàng đế muốn một mình trò chuyện với nàng thấy nàng bận rộn xong mới mở miệng lưu người lại ôn đức truyền một cái ghế đến bên giường khoảng cách không gần cũng không xa, may mắn có ngươi, bằng không mệnh này của Trẫm sơ là đã sớm không còn, không phải công sức của một mình thần nữ, tuy nhiên công của thần cũng thật không nhỏ, lần trước gặp mặt ở kinh đô cảm nhận trang thư tình đối với hoàng đế là một nam nhân cao cao tại thượng, nhưng bởi vì lần này hắn là bệnh nhân nàng cứu về nên cũng không còn cảm giác kính ngưỡng từ xa, nói chuyện cũng trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, trải qua sinh tử, bước khỏi bóng tối băng lãnh, hoàng đế càng nhìn càng thích thư tình, nghe thấy nàng nói vậy, ý cười liền tràn ra đầy mặt nhờ ôn đức giúp đỡ ngồi dậy, Hoàng đế lúc này giống như một lão nhân tuổi già sức yếu trang thư tình không thể không cảm thán độc này thực bá đạo, lúc trước nói nuôi một năm là có thể khỏe được tám phần đã là đề cao, có chút di chứng không thể loại bỏ, ví dụ như hoàng đế có thêm chứng choáng đầu và tinh thần không thể hao tổn quá sức, đây là thanh dương tử nói với nàng, vì vậy ngôi vị hoàng đế này phải thay người, nghĩ như vậy, trang thư tình nhịn không được thở dài trong lòng, chỉ cần chỉ cô có thể còn sống trở về, nàng không phải không thể thoái nhượng, nàng sẽ không trở thành một vị hoàng hậu chỉ biết nhẫn nhịn, cũng sẽ không sống ủy khuất cầu toàn, trầm nhìn ra được người cũng không hy vọng chiêm nhi kế vị, có phải cũng không muốn trở thành người ủy khuất như hoàng hậu, trang thư tình kinh ngạc ngẩng đầu, không cần phải nói gì, ánh mắt liền biểu đạt ý tưởng của nàng, thì ra ngài cũng biết ngài bạc đãi hoàng hậu, người đúng thật không sợ trẫm hoàng đế không nhịn được cười khẽ, đúng vậy, trẫm hiện tại biết trẫm bạc đãi hoàng hậu, nhưng chiêm nhi không giống, chấm ngay từ đầu không biết quý trọng người bên gối, nhưng trong mắt chiêm nhi chỉ có một mình ngươi ta không tin nhân tâm, người sẽ thay đổi, ta cũng không có kiên nhẫn cũng ba ngàn giai lệ đi tranh đoạt một nam nhân, người nhìn đi, bằng khả năng của ta có thể cứu được vài người học y giống như bơi ngược dòng nước, không tiến lên sẽ lùi lại, tâm giống như cưỡi ngựa trên bình nguyên, ta không muốn để bản thân biến thành người như vậy, sống cả đời như vậy, rất không có ý nghĩa, ta rất quý trọng cánh chim của mình, cũng sợ hãi bản thân sẽ trở nên ngu muội như vậy, trang thư tình nhìn xung quanh nghi thiền điện, nơi tôn quý nhất đại chu, mà người trên giường này, là nam nhân tôn quý nhất đại chu, nhưng hắn cũng đã từng hấp hối, người có thể tin được chỉ có một vị thái giám bên người trong bảy người con trai bốn người muốn lấy mạng hắn thời điểm nguy nan chỉ có một mình hoàng hậu liều mình chăm sóc cung phi không thấy bóng dáng một người dù là hiện tại cũng chỉ có thể suy yếu như một vị lão nhân chuẩn bị an bày hậu sự hoàng đế dứt bỏ mọi thứ để ngồi vững ngôi vị nàng sao có thể nhẫn tâm khiến một chỉ cố tính tình thanh lãnh tự do tự tại ngồi lên vị trí đó phải làm cung phi thì trong lòng chỉ chứa được một người nam nhân, trong mắt chỉ có thể chứa được lợi ích vì nhi tử của mình mà tranh thủ càng nhiều thứ các nàng từ nhỏ học được chính là cái này, trong mắt trong lòng cũng chỉ có thể chất chứa được như vậy, ta không phải ta đã từng nhìn thấy thiên địa rộng lớn, đã từng sống tự do thoải mái tại cái nơi cách xa hoàng quyền, muốn bản thân ta sống qua những ngày như vậy, ta không chịu được hoàng đế lắng nghe thậm chí ý cười trong mắt cũng không suy giảm nửa phần hắn không không nghĩ là trang thư tình lại có suy nghĩ như vậy nếu nàng nghĩ nàng muốn nàng nhìn giống như những nữ tử bình thường chiêm nhi sẽ không kiên trì theo đuổi nàng nàng cũng không có lá gan làm nhưng chuyện kinh thế hãi tục như vậy mạng của hắn cũng là nàng cứu về không kế vị, vậy giám quốc thì sao, giám quốc trang thư tình sừng sốt, không hề hiểu được ý nghĩ của từ này, giám quốc với kế vị có gì khác nhau, đúng, giám quốc hoàng đế từ dưới gối đầu lấy ra mấy tờ giấy, đây là những người trong hoàng thất trẫm cảm thấy có tư cách kế vị nhất, các người từ trong này chọn ra một người rồi bồi dưỡng khi nào hắn có thể gánh vác được đất nước rồi thì trọng trách của các ngươi có thể miễn như thế nào trang thư tình không biết nên nói gì cho phải đờ đẫn cầm lấy lật mấy trang tổng cộng có ba tờ một tờ là tên phía sau ghi quan hệ rõ ràng đợi chút trang thư tình ngơ ngác hỏi vì sao lại là các ngươi cái này có quan hệ gì với ta sao hoàng thượng lời này không phải ngài nên nói cho chỉ cố sao trẫm cảm thấy nếu ngươi không gật đầu Chiêm Nhi sẽ không thèm nhận, vì sao lại là ta, Trang Thư Tình đã hoàn toàn quên mất người trước mắt là hoàng đế, đem khoai lang nóng phỏng tay kia ném xuống đất, lúc này, nàng có chút tức giận, nàng cảm thấy người nàng cố sức cứu về lại không hề mang trong lòng chút cảm ơn nào. Không chỉ vậy, còn có ý đồ đánh chủ ý lên nàng, muốn thông qua nàng để kiềm chế chỉ cố, lương tâm bị cho ăn rồi sao, đúng rồi, hoàng gia không có tình, chí có giang sơn, sao nàng lại quên rồi, ngồi xuống, Hoàng đế có chút đau đầu, một đám này sao tỳ khí đều lớn như vậy, trang thư tình chỉ đành xoay xoay vặn vặn ngồi lại, khi nghĩ đến hoàng gia không có tình nàng mới nhớ lại, người này là hoàng thượng, thư tình, hoàng đế thay đổi xưng hô, chậm bây giờ không sống được mấy năm, trước khi chết cũng phải đem giang sơn liệt tổ liệt tông gây dựng này giao lại cho người thân tín mới có thể an tâm nhắm mắt tính tình chiêm nhi chậm hiểu rõ cũng bởi vì hiểu rõ nên mới chậm chạp không dám giao đại chu cho hắn không dám trực tiếp phong hắn là hoàng tử, thấy nàng vẫn cứng đầu như trước, giống như tiểu nữ nhi đang cáu kỉnh với trưởng bối, trong lòng nhất thời liền mềm mại, chẫm lần đầu thấy hắn là khi mẫu thân hắn qua đời, hắn phụng mệnh linh lung đến truyền tin cho chẫm, trong thư linh lung nói cho chẫm, tính tình chiêm nhi có chỗ thiếu hụt, không có năng lực xác nhận được thị phi, làm việc chỉ nhìn xem có thuận mắt nay không, đây đã là kết quả nàng nuôi dưỡng nhiều năm mới có nhiều năm nàng không liên hệ với trẫm sau khi chết mới nguyện ý giao phó cho trẫm cũng vì lo lắng chiêm nhi muốn nhờ trẫm chiếu cố hắn một chút chiêm nhi không phải người có nhiều dã tâm hơn nữa trời sinh có khả năng khiến người phục tùng những người đó còn là người bản lĩnh chuyện gì cũng có thể thay hắn sắp xếp chuyện thỏa đáng mấy năm qua hắn cũng có thể tìm cho hắn chút chuyện để giải sầu hắn một chút cũng không cần đến ta hoàng đế lắc đầu cười khẽ tiếp

đem đại chu giao cho hắn có tốt cũng có xấu, tốt tất nhiên là có thể trừ bỏ một chút quan viên ngồi không ăn bám, để con thuyền đại chu có thể từ từ tu bổ lại những nơi bị dỉ nước, về phần xấu, tình tình kia của hắn người cũng biết, quá mức cầu toàn, trong thời gian ngắn thì tốt, nhưng về lâu dài, cũng có khả năng trở thành bạo quân, cũng may có ngươi, hiện tại ngươi chính là người dẫn đường cho hắn, tựa như mẫu thân hắn năm đó, mặc kệ là kế vị cũng tốt, Đám quốc cũng tốt, điều kiện tiên quyết là phải có người đồng ý, người phải ở bên người hắn, bằng không, cho dù chậm chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không gật đầu, trang thư tình nghe vậy sửng sốt, theo bản năng bao che khuyết điểm, ngài không phải đang lừa ta đấy chứ, chỉ cố vẫn tốt lắm, sao có thể không biết phân biệt thị phi, hắn chỉ giết người nên giết, nhưng hắn cũng không lạm giết, ở hội nguyên phủ cũng có người từng chọc giận hắn nhưng hắn cũng không lấy mạng bọn họ bởi vì ngươi là đại phu tay ngươi cứu người không cần ngươi nói gì hắn cũng sẽ bị ngươi ảnh hưởng không muốn trở thành sát nhân sợ ngươi sẽ không vui là như vậy sao đầu trang thư tình có chút loạn nhất thời không trả lời hoàng đế chịu dựng buồn ngủ tiếp tục thuyết phục thư tình trẫm đối với các ngươi không có yêu cầu gì khác nếu như nguyện ý kế vị vậy đại chu chính là của các ngươi nếu thật không muốn vậy thì giám quốc bất luận các ngươi muốn thế nào trẫm cũng tùy các ngươi lời đã nói đến như vậy cơ hội cũng coi như ủy khuất để cầu toàn một lão nhân lại ăn nói khép nép với nàng như vậy sao nàng có thể hạ ngoan tâm nhưng nàng cũng cảm thấy bản thân đáng thương vô cùng vẻ mặt đau khổ níu kéo không phải còn người khác sao tam hoàng tử cũng không sai ôn đức nhìn một già một trẻ nói chuyện nhanh chóng quay đầu đi trên mặt vẫn có kìm chế tươi cười không được lão tam có thể làm tướng nhưng hoàng đế thì còn kém chút hơn nữa hắn cũng không có nhiều người trợ lực như chiêm nhi quan của đại chu đều bị chẫm nuôi hỏng rồi lão tam không áp chế được bọn họ không chỉ không áp chế được không chừng còn bị cản tay trang thư thư tình đứng dậy bỏ chạy rất nhanh lại quay lại trong tầm mắt hoàng đế và ôn đức nhìn nhìn bình nước phát hiện vẫn còn đầy sau liền trực tiếp rút kim ra buổi chiều còn phải thay nước chỗ xanh tím ở cổ tay phải dùng nước ấm lau qua thư tình bước chân trang thư tình dừng lại một chút ta không thể quyết định nhưng một số lời ta sẽ truyền cáo cho chỉ cố thấy người đã chạy xa hoàng đế nhìn về phía ôn đức bị dọa chạy lão nô cũng nhìn được ôn đức cố nhịn cười, trang tiểu thư cũng không phải người thấy chút yêu Việt liền hận không thể đem toàn bộ bỏ vào túi mình, cũng bởi vì nàng không phải nên chẫm mới an tâm, chẫm cũng không muốn đại chu xuất hiện một nữ hoàng, bằng tính tình kia của chiêm nhi, nếu thư tình thực sự có tâm tư, người cho là hắn sẽ không giúp nàng, ôn đức nghĩ giang sơn và nụ cười của mỹ nhân công tử chắc chắn không do dự chọn cái thứ hai chiêm nhi phải đi tây vực vì chiêm nhi nàng sẽ gật đầu ôn đức vẫn luôn có nghi vấn muốn chứng thực kinh thanh nói hoàng thượng ngài là muốn có gì không thể trừ nàng còn ai có thể gánh được trọng trách này lão tam nếu không tính để hắn kế vị thì tuyệt không thể để hắn giám quốc dã tâm của con người không thể trêu vào trừ hắn còn có ai đại chu đã nổ mạnh hết đà trong mắt hoàng đế lộ vẻ thâm trầm bi ai hắn không phải hôn quân cả đời tận tụy ổn trọng nhưng mà mặc kệ hắn làm gì cũng không thể khiến đại chu khôi phục cường thịnh lại như trước hơn nữa này càng xa suốt chỉ có thể nói rằng năng lực của hắn không đủ Hy vọng của Đại Chu đều đặt lên người Chiêm Nhi muốn Chiêm Nhi tiếp nhận cục diện rối rắm này, hắn chỉ có thể tìm cách đột phá từ chỗ Trang Thư Tình, lợi dụng tâm tư lương thiện của nàng cùng với sự mềm lòng với trưởng giả, hoàng đế cười khổ, thật là vô xì nhưng hắn không thể nghĩ được biện pháp tốt hơn. Bạch Chiêm vừa trở về liền nhìn thấy người trong lòng đang thẫn thờ như người mất hồn, hắn cũng không hỏi, chỉ ngồi xuống bên cạnh ôm Trang Thư Tình và vào trong lòng, cảm giác được có người đang bao lấy mình, trang thư tình sờ sờ, xiêm y sao lại ẩm như vậy, tóc cũng thế, trời mưa, mưa nhỏ, nói xong, bạch chiêm từ bên người lấy ra một cái hộp, bên trong còn có mấy vật được gói bằng giấy thấm dầu, Trần Nguyên nói cái này ăn ngon, bên trong là một con bồ câu nướng, không lớn, vừa mở ra mùi thơm liền xông vào mũi, trang thư tình nhất thời liền cảm thấy đói bụng, mấy ngày nay ăn không được tốt lắm còn bị ép buộc không nhẹ nàng còn cảm thấy quần áo rộng ra một vòng đổi lại tư thế ngồi ổn trong lòng bạch chiêm trang thư tình xé bên đùi đưa đến miệng chỉ cố nhìn hắn ăn nàng cũng cắn một miếng mỗi người một miếng ăn hết thích không rất được cắn xong miếng cuối trang thư tình gật đầu trần quản gia làm chức vị này rất tốt trong mắt bạch chiêm mang theo ý cười sau này lại cho người đi mua ngày mai đi ngày mai muốn ăn những thứ này dù ăn ngon cũng không thể ăn nhiều dạ dày không tốt trang thư tình cầm khan lau miệng cho hắn quyết định khi nào đi ngày sau ngày sau sao trang thu và tình dựa vào người bạch chiêm thở dài thật muốn đi với chàng vậy đi theo ta người sao có thể tùy hứng như vậy Nàng sống thêm một đời cũng không sống tùy ý được như hắn, dựa vào lồng ngực ấp ám, Trang Thư Tình đem lời hoàng đế nói cho hắn, ta thấy hắn cũng thật sự không còn đường nào khác. Chương 169, Giám quốc phần 2, Bạch Chiêm vỗ nhẹ lưng nàng, mềm lòng, Trang Thư Tình khẽ lắc đầu, chỉ là cảm thấy ngài ấy rất đáng thương, sinh nhiều nhi tử như vậy có lợi ích gì, mỗi người vì lợi ích riêng. Không ai đáng tin cậy, rõ ràng là mềm lòng, Bạch Chiêm tựa cầm trên đỉnh đầu nàng, phụ thân có chú ý của hắn, trong lòng hắn thật nguyện ý thúc đẩy chuyện này, hắn phải đi Tây vực, không phải chuyện sẽ chỉ đơn giản như vậy, mà mục đích là phải giải quyết vấn đề thân thể của hắn, hắn không biết sẽ phải đi bao lâu mới có thể trở về hoặc là sẽ không thể trở về. Hữu Phong hiện tại đã có thể tự do làm theo ý thích của nàng ấy, nhưng vì hắn mà nàng phải đứng trước đầu sóng ngọn gió, tuy rằng hắn chắc chắn sẽ lưu lại đủ người để bảo vệ nàng, nhưng chỉ cần Hữu Phong có thể nắm quyền, đem tất cả mọi thứ nắm trong tay, đó mới là đảm bảo lớn nhất. Về phần nếu như Hữu Phong luyến tiếc muốn trao quyền lực lại, vậy để nàng ngồi ở vị trí kia thì có làm sao? Trang thư tình nếu biết được suy nghĩ của hắn lúc này thì chắc chắn sẽ liếc xéo nhìn hắn, tuy rằng nàng có dã tâm, nhưng dã tâm của nàng từ trước đến giờ vẫn không phải ở đây, nàng đã nhiều ngày chưa nghỉ ngơi, đi nghỉ một lát đi, đoán hắn muốn gặp hoàng đế, chàng thư tình ngoan ngoãn lên giường, vốn không muốn ngủ, nhưng vừa đặt lưng trên giường thì chưa đợi bạch chiêm rời đi đã chìm vào mộng, bạch chiêm ngồi ở bên giường, thấy nàng ngủ sâu mới rời đi hướng tả có thuộc hạ màng vài người đến đây bảo vệ tốt nơi này vâng hoàng đế nhìn thấy hắn đến trong mắt không hề có chút nào ngoài ý muốn chàng thư tình không phải người nhẫn tâm như đứa con trai này của hắn nhưng lời nói của nàng chiêm nhi đều sẽ nghe lọt là tới hưng sư vấn tội hay là muốn đưa tin tốt vẻ mặt bạch chiêm tự nhiên ngồi xuống bên giường ôn đức giữ cửa ôn đức liếc mắt nhìn hoàng thượng sau đó khom người lui ra đến cửa liền tâm tập trung tinh thần canh gác hoàng đế ngồi thẳng người chờ hắn nói chuyện biết rõ ta muốn rời đi nên nói chuyện này cho hữu phong ý ngài là muốn để hữu phong giám quốc biết là không gạt được con hoàng đế gật đầu đúng là ta có suy nghĩ này con không đồng ý sao không nếu hữu phong có thể giám quốc ta liền nhận lời ngài sau khi trở về sẽ tạm thời quản lý cục diện rối rắm này Hoàng đế vui vẻ trong lòng nhưng trên mặt lại không hiền, con tin rằng nàng có bản lĩnh giám quốc, nàng có bao nhiêu bản lĩnh ngài nhìn mới biết được, không sợ nàng bị triều thần cản tay, bị người khi dễ, Hoàng đế nheo mắt nhìn hắn, giám quốc cũng không phải chuyện dễ dàng, hướng chi nàng còn không họ chu, thân phận cũng không phải thê thử của ngươi, con dâu của ta, danh không chính ngôn không thuận, ta chỉ biết sau khi rời đi, những người còn lại của bạch phủ, hoàn toàn do nàng điều khiển, bạch chiêm cúi đầu nhìn vài lọn tóc của mình, ngài cũng biết người của bạch phủ cũng không phải chỉ có cái danh, bao nhiêu chuyện này ngài không cần biết, bản thân bạch chiêm hắn kỳ thực cũng không rõ rõ số lượng là bao nhiêu, liền qua loa trả lời, để nàng cầm quyền thì không người nào có thể khi dễ nàng, chúng ta đã hứa, cho dù ta chưa về, nàng cũng sẽ thay ta giữ lời. Hoàng đế nhìn tóc trắng trên đầu Bạch Chiêm cũng không ít hơn hắn bao nhiêu, trong lòng liền cảm thấy chua xót, nói đến cùng, không ít chỗ tóc này vì hắn mà trắng đi, không nên nói mấy lời không may này. Sao lại không về được, cho dù ngươi không đau lòng lão phu ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì cũng phải nghĩ thay thưa tình, ta thấy nàng cũng là một đứa nhỏ cố chấp ngươi nhẫn tâm để nàng sống như vậy cả đời. Bạch chiêm trầm mặc một hồi, sau đó thì đông cứng đổi đề tài, ngày sau sẽ đi, ngày mai sẽ phải sắp xếp sự tình ổn thỏa, chuyện của Chu Chi Đức và trừ gia không thể để nàng làm, ngày mai lập tức liền giải quyết xong. Hoàng đế lúc này cảm thấy bản thân thua thiệt bạch chiêm quá nhiều, sao có thể không đáp ứng, chìa khóa khố phòng ôn đức đang giữ, ngươi tìm xem người nào có thể dùng được thì giao cho chiêm nhi, dù thế nào cũng phải trở về con sẽ cũng không biết là đáp ứng với trước hay sau, nhưng hoàng đế cũng không dám hỏi nhiều, dặn dò vài lời sau cũng không chống đỡ nỗi, nói một nửa liền ngủ mất, bạch chiêm nhìn hắn một hồi mới tiến lên nâng người nằm xuống, vén chăn xong rồi mới rời đi ngày kế một đám quần thần rốt cuộc gặp được hoàng thượng không ít người nghĩ hoàng quyền đã đổi chủ hoàng thượng cũng chỉ là bị giam lỏng người người đều sám xịt đầu không dám ngẩng lên trong phòng trừ hoàng đế trên giường còn có ôn đức tam hoàng tử chu chi sâm lục hoàng tử chu chi thiếu cùng với hoàng hậu ít khi lộ diện và cả bạch chiêm trang thư tình tình huống của trẫm các người cũng thấy được nói ngắn gọn từ khoảng khắc này chiêm nhi và trang thư tình sẽ cùng nhau giám quốc hoàng thượng hơn hai mươi văn thần võ tướng bị triệu đến kinh hô ra tiếng, công tử giám quốc thì bọn họ có thể chấp nhận, mấy ngày nay không phải đều là công tử quản sao, nhưng trang thư tình giám quốc một nữ nhân, một nữ nhân thì biết làm cái gì, cho dù y thuật nàng thần thông quản đại nhưng dù sao thì cũng chỉ là một đại phu, ý chấm đã quyết các ngươi có ý kiến, có ý kiến, đúng nhiên là có ý kiến, nhưng không đợi bọn họ biểu đạt, bạch chiêm đã tỏa ra sát ý, có ý kiến cũng phải nuốt vào cho ta, Trang Thư Tình lại còn đang trong hốt hoảng, chuyện này chỉ cố chưa từng thương lượng với nàng, nàng dám quốc, nàng dám kiểu gì, dùng dao mổ sao, Hoàng đế vừa lòng nhìn một đám người câm như hên không dám hó hé lời nào, trong dĩ vãng, nhưng người này không hề thành thật như vậy, chuyện khác nữa là về trừ ra mưu nghịch tịch thu tài sản sau đó trảm việc này giao cho hình bộ nghiêm tra, những người có liên quan, nghiêm trị theo luật nghỉ ngơi một lát, hoàng đế lại nói, ngũ hoàng tử chu chi đức lương quý phi chủ thị, chảm, lập tức hành quyết, cả phòng đều yên tĩnh, không người nào có thể nghĩ rằng lần này hoàng thượng lại hạ quyết tâm lớn như vậy các ngươi có ý kiến thần không dám lâm chi dẫn đầu mọi người đáp lại so với hoàng thượng ôn nhu của dĩ vãng Hắn càng cảm thấy hoàng thượng như vậy có vẻ tốt hơn, có một số người, vốn không nên lưu, những người khác phản ứng kịp, đều quỳ xuống tâu không dám, hoàng đế nhìn đám người quỳ dưới đất lắc đầu, cuộc sống vốn như vậy, trước kia hắn dễ nói chuyện bọn họ chỉ biết được một tức lại muốn tiến thêm một thước, hắn không dễ nói chuyện nữa thì ngược lại mới, có thể một là một hai là hai, thân thể chấm không tốt, về sau lời của trang thư tình cũng là ý của trẫm đi xuống đi. Đi tuân chỉ, đám người nối đuôi nhau ra cửa, lục tục có người phải ứng lại lời nói của hoàng thượng, vì sao là Trang thư tình mà không phải công tử, nhưng mà bây giờ để bọn họ quay trở lại bọn họ cũng không dám. Trong phòng, Trang thư tình túm chặt Bạch Chiêm hỏi, đây là ý gì? Bạch Chiêm kéo nàng về phòng, cửa vừa đóng nàng liền bị người ôm vào lòng, phải làm như vậy thì nàng mới không bị quản chế, hữu phong hiện tại khác với trước. Kia hơn nữa còn vô cùng khác hắn ngày mai sẽ phải rời khỏi nếu không an bày hết thảy thì sẽ bất lợi đối với nàng trước khi hắn đi mọi chuyện khiến hắn bất an về nàng đều phải được loại bỏ như vậy hắn mới an tâm trang thư tình lập tức hiểu ý hắn trong lòng lại càng thêm chua xót nàng muốn nói chàng đi thì cứ đi đi không có chàng ta cũng không chết được chỉ bằng ân cứu mạng của nàng với hoàng đến nàng sẽ an toàn nàng cũng không phải ngu ngốc ngồi chịu chết huống chi nàng có mãnh thú bảo hộ tuyệt đối có thể bảo vệ mình nhưng nàng biết hắn vì sao lo lắng bởi vì biết nên mới không nói nên lời đấu với tên hồ ly nay nàng không có đến một phần thắng vì vậy cũng chỉ có thể mặc hắn đem quyền lực cao nhất đưa cho mình không thể để người khác cao hơn nàng nàng có thể cự tuyệt phần dụng tâm này của chỉ cố sao trang thư tình cười khổ không nàng không thể cho dù song song với phần dụng tâm này là một một trách nhiệm vô cùng lớn ta đã biết ta canh giữ nơi này chờ chàng trở về một ngày này hai người cũng không tiếp tục xuất hiện không người nào nhắc nhở thanh dương tử tự giác tiếp nhận trách nhiệm chăm sóc hoàng đế hoàng đế phái ôn đức và tất cả mọi người trong phòng đi ra ngoài hỏi người đang lấy máu trên đầu ngón tay hắn chẫm còn có thể sống được bao lâu thanh dương tử nhướng mày ngài muốn nghe lời nói thật đương nhiên lấy xong máu thanh dương tử mới nói tuy rằng độc này tổn hại tuổi thọ của ngài nhưng qua tay ta điều dưỡng ta có thể giúp ngài giữ nguyên tuổi thọ vốn có, nhưng nếu lại hao tổn tinh thần, không vượt qua hai năm, hoàng đế nghe xong, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên cười, theo nhi tử hưởng niềm vui gia đình, chuyện này trước đây ta chưa từng dám nghĩ đến, bây giờ có thể danh chính ngôn thuận, tốt, rất tốt, thanh dương tử nhún vai, lời này không thể nói với người khác, vậy không được, ta không thể giấu giếm công tử bất kỳ chuyện gì, trang tiểu thư coi như là nửa sư phụ của ta, ta cũng không không thể giấu, hai người bọn họ thì không sao, nghĩ đến hắn vừa cứng rắn nhét chuyện vào tay trang thư tình, hoàng đế cười, nói cho nàng cũng đúng lúc để nàng thương tiếc chậm cái lão nhân sắp bước vào quỷ môn quan này không thể để nàng làm việc mà không cam không nguyện thanh dương tử mặc kệ nếu trang tiểu thư đã đáp ứng ngài sợ là nên lo lắng nàng sẽ đoạt quyền hoàng thượng chúng ta không phải người kinh thành không hiểu quy củ nhưng trang tiểu thư là nửa sư phụ của ta ngài cũng không thể thừa dịp chúng ta không ở đây mà khi dễ nàng coi chừng trở về công tử sẽ tìm ngài tính sổ hoàng đế bật cười lắc đầu còn cần bọn họ trở về bằng tính tình kia của trang thư tình, chịu thiệt mới là đám người kia, hôm bạch chiêm rời đi, trên trời lớt phớt mưa, mưa không lớn nhưng lại dai dẳng không dứt trang thư tình nhịn không được mở miệng lưu người lại, đợi mưa tạnh rồi lại đi, đợi một chút cũng không sao, đi sớm về sớm, bạch chiêm nhận lấy ô che mưa trần nguyên đưa cho hắn, hướng tả tam tử, bảo hộ nàng chu toàn, hai người đi theo công tử nhiều năm, đây là lần đầu tiên công tử ra lệnh cho bọn họ mà như đang phó thác điều này khiến trong lòng bọn họ có chút khó chịu, công tử yên tâm, cho dù mất mạng thuộc hạ cũng sẽ bảo hộ tiểu thư Chu Toàn, ôn đức cũng nói, công tử yên tâm, lão nô cũng sẽ hầu hạ trang tiểu thư ổn thỏa, trang thư tình nghe không được nhưng lời này, kéo tay áo hắn nói, ta sẽ chiếu cố tốt bản thân, chàng cũng vậy, nhất định phải máu chóng trị xong bệnh rồi trở về, nói xong, hốc mắt nàng liền đỏ, ta có thể cứu nhiều người, nhiều bệnh như vậy nhưng nhưng vì sao lại không thể cứu được chàng, lúc này, chàng thư tình mới nhận thức được, chỉ cố khả năng sẽ không thể trở về, chuyến đi này, có thể sẽ là chia ly mãi mãi nghĩ như vậy, bàn tay Trang Thư Tình dùng sức nắm chặt lại đến phát đau, chỉ hận không thể bỏ qua hết mọi thứ đi theo hắn đến Tây vực, đem người đặt dưới mí mắt của mình, sống hay chết đều ở cùng nhau, chứ không phải là xa cách, hắn sống hay chết cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi, loại cảm giác này, mới nghĩ thôi nàng cũng đã chịu không nổi, gắt gao túm lấy tay áo, thanh âm Trang Thư Tình mang theo van nài, chỉ cố, đáp ứng ta, nhất định phải trở về không được để ta lại một mình, đáp ứng ta, ta sẽ trở về, nhìn thấy được lưu luyến trong mắt nàng, bạch chiêm cố gắng nhớ kỹ khuôn mắt này, biểu tình này, ta sẽ trở về, chờ ta, chương 170, lui hay không lui trang thư tình đưa người ra khỏi nghi thiền điện liền dừng bước, bạch chiêm một mực không qua đầu, người đi khỏi tầm mắt tâm, dường như cũng không còn, gió lớn, trang tiểu thư trở về phòng đi thôi, trang thư tình quay đầu, đập vào mắt đều là những dương mặt buồn bã, chỉ cố chỉ dẫn theo tám người đi theo, trong đó có hai người nàng biết là Trần Nguyên và Thanh Dương Tử, những người khác, hắn đều để lại cho nàng, hướng tả, người phái người trở về dọn dẹp một chút, đêm này chúng ta xuất cung, mấy ngày nay hai người đều nghỉ ngơi ở nghi thiên điện chuyện gấp cần xử lý nên không có gì đáng trách nhưng lúc này chỉ cố không có nàng ở trong cung thì có chút kỳ quái chuyện này nàng vẫn hiểu vâng hướng tả đi ở bên người nàng nói cũng không cần đặc biệt chuẩn bị gì công tử đã sớm phân phó trong phủ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng ngài tùy thời có thể trở về tỉ muội nam châu và bảo châu hẳn là đã nhận được tin tức các nàng mấy ngày nay hẳn là không dễ chịu ngày đó nàng phái hai người đi làm việc việc sau đó nàng ra ngoài rồi liền xảy ra chuyện hai người bọn họ không biết là đã tự trách bao lâu cho dù các nàng biết rõ là có các nàng ở cũng không tác dụng gì liễu chi quỳnh có phải cũng đến đây hay không hướng tả cười vâng liễu tiểu thư và hạ chân hạ mạn đều đến y quán phải làm sao đóng cửa như là biết suy nghĩ trong lòng nàng hướng tả tiếp tục nói y quán có hai vị đại phu sau khi các nàng rời đi lại mời đến hai vị

sẽ không đóng cửa trang thư tình an lòng cũng không hỏi thăm là ai chọn đại phu đại phu được mời đến là ai nàng vẫn luôn nhận định hội nguyên phủ là quê hương nàng ở thế giới này về sau nàng vẫn sẽ ở đó đến già chỉ cần y quán mở hàng tháng đều có tiền tiêu thì sẽ không phải lo lắng gì nàng đi vào trong ngồi trong đầu suy nghĩ nơi đó vẫn luôn là y quán cùng tế cùng nàng y quán duy nhất trong lòng thất lạc hôm nay trang thư tình không nói lời nào nàng cũng biết trạng thái của mình không tốt lúc thay nước muối có nhờ chu tề đến hỗ trợ hoàng thượng thấy nàng như vậy cũng không trêu chọc nàng một ngày này tất cả mọi người không hẹn đều để cho nàng một không gian yên tĩnh không có làm phiền gì đến nàng sau khi chuyện của hoàng thượng đã xong nàng liền cáo lui xuất cung trước khi hồi phủ nàng đi đồng ra trước đồng minh dương mấy ngày nay xin nghỉ ở nhà có dù người đồng ra ra hắn cũng không gặp cho dù là ai chuyển lời cũng không được đang miên man suy nghĩ hắn liền thấy mạnh bá tiến vào cho rằng hắn thay ai nói chuyện đồng minh dương liền trầm mặt lão ra biểu tiểu thư đến thư tình đồng minh dương vội đứng dậy người đâu tiểu nhân đã mang người đến phòng khách đồng minh dương vừa đi ra ngoài vừa phân phó đi gọi phu nhân công tử và tiểu thư qua vâng đây vẫn là lần đầu tiên sau vài ngày biến động qua đồng minh dương nhìn thấy thư tình vốn rất cao hứng nhưng nhìn thấy nàng lông mày hắn liền nhăn lại đều nói hoàng cung là nơi tôn quý nhất trên đời con vẫn luôn ở trong cung nhưng sao lại gầy nhiều như vậy gió lớn hơn nữa sợ là sẽ bị thổi đi mất trong cung tuy phú quý nhưng những người đó đều hậu hạ hoàng thượng chứ không phải cháu gái tam cữu ngài mời con bữa cơm đi nhà đầu này đồng minh dương không biết nói gì cho phải cho dù tất cả mọi người chỉ lo cho hoàng thượng thì chắc chắn vẫn có bạch công tử chiếu cố nàng còn có thể gầy thành như vậy chỉ có thể là mấy ngày nay sống không thoải mái nhìn thời gian đồng minh dương phân phó nói mạnh bá người đi phòng bếp phân phó một tiếng đồ ăn thanh đạm một chút vâng đuổi đi hết những người không liên quan trong phòng đồng minh dương ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi sao không có tinh thần như vậy Bạch công tử đâu, hắn đi Tây Vực rồi, đồng minh dương cả kinh, sao bây giờ là đi, có chiến sự, có chiến sự thì cũng chưa đến Tây Vực, trang thư tình lắc đầu, cữu cữu đừng hỏi, tin tức này không thể để những người khác biết, để bọn họ tưởng rằng hắn ở lại kinh đô đi, bằng không sợ là có một số người sẽ sinh ra tâm tư khác, đồng minh dương tất nhiên không tiếp tục truy vấn, nghe được tin tức nói hoàng thượng đã được cứu, thật sao, vâng, đã giải được độc như nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn chưa thể khôi phục tam cữu ta nghe nói trong khoảng thời gian này cữu cữu vẫn luôn ở nhà có người không an phận sao ta bất quá chỉ là quan tam phẩm cũng không có quan hệ gì nhiều mấy vị nhị phẩm nhất phẩm đều tươi cười đến chỗ ta nói tin tức ta nhìn bọn họ cả người liền không được tự nhiên lên chiều cũng cảm thấy kỳ quái vì vậy dứt khoát xin nghỉ, dù sao chức quan này của ta cũng không phải không phải ta thì không thể, về phần thu chi của đồng gia, đồng minh dương cười lạnh, lúc trước có công cứu hoàng thượng, hoàng thượng chưa thường, bọn họ liền nhớ thương, người đến đều xếp thành hàng, cũng không phải vì bọn họ, đều do hậu bối bọn họ làm việc tốt, nếu đồng gia còn như trước kia thì tốt rồi, trang thư tình cầm chém trà uống một ngụm, nàng giống như sợ lạnh nên cầm chém trà nóng không chịu buông xuống tam cữu chuyện của đồng gia ta nguyên bản không có tư cách nói gì nhưng lúc này tình huống có chút đặc thù cữu cữu hẳn là đã nghe nói hoàng thượng giao cho ta quyền giám quốc là thật thật nói là cho ta và chỉ cố chỉ là lúc đó mọi người đều biết hắn xác định phải đi tây vực vì vậy quyền giám quốc này ngay từ đầu là giao cho ta thật không biết bọn họ coi trọng ta điểm nào đồng minh dương không biết phải nói cái gì cũng bởi vì tin tức này lan truyền trong kinh nên một số người đồng gia càng thêm không an phận tam cữu quyền giám quốc này không phải vĩnh viễn chỉ là tạm thời Hoàng thượng muốn chỉ cố kế vị, nhưng bằng hiểu biết của ta với chỉ cố, hắn có lẽ sẽ hứa hẹn làm một người giúp đỡ quản lý kinh đô mấy năm, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi suốt đời, ý của ta là tam cữu ngài nên đi hội nguyên phủ cũng với ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu một đoạn thời gian, lúc ta rời đi thì ngài hãy trở về, đến lúc đó, mặc kệ là ta hay người kia còn tại thế hay không thì ngài cũng nhất định sẽ được trọng dụng, ngược lại hiện tại dù ngài có cố sức bao nhiêu cũng sẽ bị người ta coi thường ngài có bản lĩnh như không ai tin tưởng bọn họ sẽ chỉ cho rằng cữu cữu có thể được trọng dụng là bởi vì ta điều này sẽ bất lợi với tam cữu còn không bằng bây giờ rút lui một cách lưu loát để đổi lại yêu việt càng lớn về sau đương nhiên ta chỉ đưa ra kiến nghị cụ thể phải làm như thế nào vẫn là do tam cữu quyết định hắn sao còn phải suy nghĩ không có đề nghị nào càng thích hợp hơn của Thư Tình, hắn nhìn như hy sinh, nhưng thực chất lại là đang ngủ đông, đợi đến khi Thư Tình thành công lui về mới là thời điểm hắn dốc lực, đến lúc đó, còn có ai có thể kiềm chế sự phát triển của đồng gia? hoàng gia đồng ý để một nữ từ khác họ giám quốc có thể thấy được là bị ép đến nước sơn cùng tùy thận nàng có thể được ưu việt lớn như vậy chỉ cần qua ai khó khăn này dưới tình huống này chính là trang gia đang được lợi hoàng thượng chèn ép ai thì cũng không phải là đồng gia hắn, nói đi cũng phải nói lại, trang thư tình vẫn đang suy nghĩ cho đồng gia tốt, cữu cữu nghe con, chúng ta đến hội nguyên phủ, kinh đô ở đây con cứ yên tâm giải quyết, không cần cố kỵ bất kỳ ai, ai dám khiến con khó xử, con liền cắt trước hắn, không cần cố kỵ ta, người thực lòng giao hảo với đồng gia là ai, trong lòng tam cữu biết, con đã biết tam cữu, lưu thị đứng bên ngoài một hồi, nghe bên trong ngừng nói chuyện mới mang một đôi nhi nữ đi vào, đồng hiểu linh trực tiếp lướt qua nàng chạy tới trang thư tình, biểu tỷ tỷ tới rồi, ấn tượng của trang thư tình đối với vị biểu muội này vô cùng tốt. Vội vàng giang hai tay ôm lấy người, nhẹ chút, nhẹ chút, thân thể này của ta không chống nổi con thỏ tinh nghịch này biểu muội có phải muội nên giảm cân hay không thắt lưng này sợ là không gả ra được đồng hiểu linh vặn vẹo trong lòng nàng trên mặt có chút chột giả nàng cũng cảm giác được bản thân mấy ngày nay mập lên không ít quần áo đều chật đi rất nhiều nhưng mà ngoài miệng không thể thừa nhận người ta làm gì có béo biểu tỷ ngài lâu rồi không gặp nên mới thấy vậy lưu thị kéo người ra dùng sức ấn chán nàng nói nhà đầu này con còn dám nói dối đừng tưởng rằng mấy ngày nay ta bận rộn liền coi như ta không nhìn ra được biểu muội đồng hiểu thực tiến lên chào hỏi sau đó đứng ở phía sau phụ thân, nàng lúc này không cấp bách yêu cầu gia tộc trợ giúp để tranh thủ quyền lực triều đình, cũng không cho người đồn ra ngoài, người hiện đang giám quốc là trang thư tình, lúc này, việc đầu tiên nàng làm khi ra khỏi cung là đến đồng gia chỉ cho bọn họ biết phải làm thế nào trong lúc này, trong phòng ngoại trừ đồng hiểu linh gia lòng của ba người đều cảm thấy có chút nóng lên, tiếp theo con muốn vào cung hay, không, về sau con cũng không ở trong cung mà sẽ ở Bạch phủ, nếu muốn tìm con thì cứ cho người đến Bạch phủ nhắn lại là được, bây giờ người ở nơi đó đều do con điều khiển." Đồng Minh Dương gật đầu, "Như vậy tốt, Bạch phủ cách nơi này cũng không xa, nếu không muốn ăn cơm một mình thì ở lại đây ăn cơm tối rồi trở về." Lưu Thị tuy rằng không hiểu vì sao lại một người nhưng cũng nói, "Đúng vậy, một mình ăn cơm không ngon, cứ ở nơi này ăn đi." Nếu như có lời nào khó nghe, đang nói chuyện, mảnh bá sắc mặt khó có tiến vào, đầu tiên là liếc mắt nhìn Trang Thư Tình, sau đó mới bẩm báo, lão gia thúc lão gia lại tới nữa, nói là Trang Thư Tình liền hiểu, muốn gặp ta, vâng không gặp nói với hắn, muốn chiếm yêu Việt từ ta trước phải nhớ kỹ bản thân hắn họ đồng, vâng, mạnh bá đứng thẳng thắt lưng, nghe xong lời của nàng trong lòng liền cực kỳ thoải mái, nhưng người một khi đã có tâm tư cho tới bây giờ vẫn không phải dễ đối phó như vậy, nhưng mà trang thư tình cũng không ngờ tới, người kia thế nhưng dám cậy già lên mặt lập tức xông tới, đồng minh dương dù không thích người này nhưng lúc này không thể không trầm mặt đứng dậy chú Ngài muốn làm gì? Trong mắt lão nhân dường như không nhìn thấy hắn, ánh mắt hoàn toàn dừng lại trên người trang thư tình, cho dù nàng không hề có ý muốn tiến lên đón hắn khó có được cơ hội gặp thư tình, nếu đã gặp thì không thể có chuyện chỉ gặp một lần, đồng ra khó có được một nhân vật lợi hại như vậy, Trang thư tình tựa tiếu phi tiểu nhìn hắn, ta họ Trang, không họ đồng, là người nhà, đều là người nhà, đây là nhà ngoại của con, trong người con có một nửa huyết thống, chú tam cữu, con đói bụng, đồng minh dương nhìn về phía mình một hồi. Sau mới gật đầu, đồ ăn đã làm xong, chúng ta đi ăn trước, trang thư tình đứng dậy, có chút không nhịn được nhìn lão nhân nói, ta chảy một nửa máu của đồng gia nhưng không có nghĩa là ta có quan hệ gì với ngài, ngài đại khái là không muốn hiểu, chỉ cần người đồng gia không gây chuyện quá đáng thì cơ bản là sẽ không thể sống quá chật vật, ngài đến đây cầu xin ta thay vì nên chú ý quản tốt tiểu bối trong nhà, người có thể dùng ta sẽ dùng, không cần ta mở miệng, cũng có người sẽ vì hắn họ đồng mà xem trọng một hai phần, điều kiện tiên quyết là đừng để cho ta có cơ hội chặt đứt đường sống của các ngươi, ta kỳ thực cũng không thích loại bà con thân thích chỉ mang đến cho ta mấy thứ phiền toái kiểu cặp váy ăn bám, dù chết ta cũng không tiếc, ngài thì sao, cảm thấy tiếc sao? Chương 171, nàng sợ cái gì, coi như không nhìn thấy sắc mặt xanh mét của hắn, chàng thư tình đi ra cửa, Đồng Hiểu Linh làm mặt quỷ sau đó đuổi theo nắm lấy tay trang thư tình, giờ ngón cái với nàng, trong mắt tràn đầy sùng bái, nàng có lẽ không hiểu chuyện nhưng vừa rồi nhìn thấy tận mắt nàng chỉ cảm thấy biểu tì của nàng uy phong tám phía, những thân thích này vô cùng đáng ghét, mấy ngày gần đây phụ thân gặp bao nhiêu phiền toái nàng đều biết nhưng lại ngại thân phận đối phương là trưởng bối nên cha mẹ đành nhịn, nhưng biểu tỷ lại khác, hoàn toàn không hề cố kỵ, thật sự là quá tuyệt vời, lúc rời đi ta tam cữu tiễn trang thư tình ra ngoài cửa, không cần khách khí với bọn họ, bọn họ sẽ không khách khí với mọi người, bọn họ nghĩ rằng ta sẽ sợ bọn họ nên mới làm quá đáng, con đã sớm tỏ rõ thái độ, dù trong lòng có hận nhưng bọn họ cũng sẽ không dám làm gì, ai bảo bây giờ con quyền lớn đây, trang thư tình cười, con còn hy vọng bọn họ sẽ cảm thấy con chướng mắt nên tự bản thân phấn đấu, nhưng mà đáng tiếc, nhưng người có lòng dạ như vậy rất ít lên xe ngựa trang thư tình vén rèm xe lên nói tam cữu nếu cữu cữu đã quyết định thì phải mau chóng tiến hành Chuyện càng để lâu sẽ càng phiền toái, cách đồng ra xa một chút cũng tốt, miễn cho việc bị người đẩy ra làm bia ngắm. Vậy con, con, hiện tại có còn ai gây khó dễ được cho con, nếu đã tiếp nhận thì phải dốc sức làm cho thật tốt. Vị trí này là chỉ cố thay con giành được, coi như là vì hắn, con cũng không để bất kỳ người nào trèo lên đầu con ngồi. Chỉ cố làm Bạch công tử kiêu ngạo nhiều năm, con làm cách nào cũng phải bảo vệ cho danh vọng của chàng ấy nhưng con trung quy cũng chỉ là một nữ tử mới lớn đồng minh dương cảm thấy xót xa không thôi đứa cháu gái này cho dù ở chung không lâu nhưng lúc nào gặp mặt cũng khiến hắn đau lòng thư tình tam cữu ở lại giúp con chuyện này đối với đồng gia sẽ không tốt con không cần nói nữa mẫu thân con không còn, người làm cậu như ta dù thế nào cũng phải che chở cho con, biết là không thể giúp được quá nhiều, nhưng cho dù cùng con ở lại ăn chung một bữa cơm cũng tốt rồi. Đồng Minh Dương cười khổ, loại thời điểm này chúng ta né tránh sẽ có thể sống yên, làm theo lời con nói, đồng gia nhất định sẽ có thể đứng vững trong tương lai, nhưng vì vậy mà để con lại ở đây, chờ thời điểm thích hợp sẽ trở về, làm như vậy ta sao còn giống như cựu cứu cứu của con nữa, về đến trang gia, cha mẹ sợ là sẽ chỉ vào mũi ta mắng không chừng còn động đến gia pháp, ta cũng sợ tối ngủ thấy uyển như về mắng ta, con đừng tưởng rằng nương của con không dám, gan nàng rất lớn, về điểm này con rất giống nàng, trong lòng trang thư tình dâng lên lo lắng, lúc này nàng mới phát hiện, trong lòng nàng không hẳn là không ôm chờ mong, chỉ là không dám nói ra thôi, nàng và đồng gia là có quan hệ huyết thống, đồng gia còn lại vài người phẩm tính tốt nhưng rốt cuộc cũng không có tình cảm lâu dài nàng coi bọn họ như người thân nhưng cũng không phải kiểu người trong lúc hoạn nạn có thể dựa vào cho nên nàng sắp xếp một con đường tốt nhất cho đồng gia mà không phải muốn đồng gia đứng sau lưng nàng vào lúc nàng cần có thể giúp nàng chống đỡ được rồi con cũng không cần nghĩ nhiều người thân phải có bộ dáng của người thân ngày mai ta sẽ mặc quan phục vào chiều con không cần lo lắng những người đó ta vẫn có thể ứng phó được trang thư tình trầm mặc tam cữu là trung thư thị lang một chức vị nửa vời không quá trọng yếu nhưng qua các triều đại đều có một chức quan cơ bản như vậy nếu có thể làm một trung thư lệnh thì sẽ có thể tấu chuyện trước mặt hoàng đế, có cơ hội gặp đế nhan rất nhiều lần, với sĩ đồ mà nói đây là một chuyện có lợi, nhưng lúc này lại không phải như xưa nữa, nàng giám quốc đồng ra không cần vắt óc tìm mưu kế làm sao mới có thể có cảm giác tồn tại trước mặt hoàng đế, vì vậy tốt nhất là tam cữu có thể bằng thực lực leo lên được vị trí kia, con đã biết tam cữu, cảm ơn cữu. Không cần khách khí như vậy, đồng gia mới cần phải nói cảm ơn với con, cần việc gì cứ nói với ta một tiếng." Đồng Minh Dương biết trong lòng nàng có tính toán trước nên cũng rất thoải mái, trời sắp tối rồi, trở về đi, Bạch phủ trước sau như một cũng. Không vì chủ tử không có ở đây mà làm việc qua loa, ngược lại, thái độ của bọn họ với nàng càng thêm cung kính hướng tả mang người đến phòng trước cửa có hai nha hoàn thấy nàng đến liền cúi đầu hành lễ trang tiểu thư đây là thu vũ và thanh phong sau này sẽ hầu hạ ngài cùng với bảo châu nam châu ta không cần phải bốn người hầu hạ đây là chuyện công tử đã an bài trước khi rời đi người cũng do công tử tuyển chọn trang thư tình không nói cái gì chỉ là tâm có chút lạc lõng hướng tả liếc mắt ra hiệu, hai nha hoàn nhanh chóng tiến lên trước hành lễ, đừng lên đi, về sau bốn người cùng ở chung, vâng, bạch chiêm không ở, trang thư tình không chợp mắt, thức cho đến hưởng đông, tinh thần không tốt, mặt mày có chút tái nhợt, người bạch phủ không dám nói gì, hoàng đế cảm thấy bản thân là trưởng bối vẫn nên khuyên nàng vài câu, đi tây vực vì cái gì thì ta không biết nhưng chỉ ý muốn trở về cũng phải mất hai tháng, nhà đầu ngươi chẳng lẽ còn muốn thức đến khi đó, chậm biết ngươi lo lắng, nhưng chậm tin tưởng Chiêm Nhi đối với ngươi cũng lo lắng như vậy, vì vậy mới chuẩn bị đầy đủ cho ngươi trước khi đi. Ngươi, hoàng đế lắc đầu, nếu biết ngươi thành ra như vậy, hắn chắc chắn sẽ không yên tâm, trang thư tình không thể ức chế hốc mắt đỏ bừng, ngẩng đầu lên nhìn hai chai sứ đựng thuốc, ngữ khí có chút khàn khàn, ta chỉ là chưa có thích ứng kịp, hoàng đế sao có thể nhẫn tâm trách mắng nàng, nói đến cùng nàng cũng là vì lo lắng cho chiêm nhi, cũng không phải có lương tâm lo lắng cho sống chết của hoàng thượng hắn đây, thở dài. Hoàng thượng cũng không nói thêm gì, quay đầu phân phó ôn đức bữa trưa ngươi đi chuẩn bị đi, nói bọn họ để bụng một chút, chậm thấy nàng đã gầy đi mấy vòng, tiếp tục như vậy nữa thì không thể được, vâng, trang thư tình cũng không cự tuyệt phần ý tốt này, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, vừa đứng dậy đổi công việc cho vinh chính vừa nói, các ngươi cũng đã nhìn thấy ta đổi thuốc không ít lần, cũng không cần quá nhiều kỹ thuật, chỉ cần quan sát nước trong bình, thấy hết thì lập tức hay mới chỗ này còn ba chai phiền vinh viện sử giúp đỡ trong lòng vinh chính vốn còn có chút cố kỵ dù sao cũng là dược dùng trên người hoàng thượng nếu không làm tốt hậu quả hắn gánh không nổi nhưng chưa kịp nói gì thì hoàng thượng đã mở miệng trẫm đã biết ngươi đi đi bị xua đuổi trang thư tình ủy khuất bĩu môi mang theo ôn đức đi tới thiên điện ở nơi đó các quan ngũ phẩm đã sớm đứng chờ một đường đi tim nàng đập như sấm khi đến ngoài cửa điện, chàng thư tình cảm thấy nàng có chút đầu choáng mắt hoa. Không thể không dừng bước lại chấn nhịp tim của bản thân, ở hiện đại nàng cũng chỉ là một người bình thường, 9 giờ sáng đi làm, chiều 5 giờ về nhà, quan viên triều thần gì đó chỉ nhìn thấy trên tivi, cũng giống như những dân chúng bình thường khác, nếu nói đến khả năng vượt trội hơn người thì đó có thể là tính tự cường, cũng bởi vì nàng lớn lên ở cô nhi viện nên tính tự cường rất mạnh, những khó khăn bình thường không dễ khiến nàng gục ngã chỉ là khó khăn trước mắt quả thật rất lớn trong điện đã có người nhìn thấy nàng nhưng bởi vì nàng chậm chạp không tiến vào nên đã có thanh âm nghị luận truyền ra tai trang thư tình rất thính tất nhiên có thể nghe được trong đó không ý lời mang ý xấu phải nhận thua sao không lo sợ lúc trước hoàn toàn rút đi những lời này lọt vào tai ngược lại đã kích thích ý chí chiến đầu của nàng nàng quả thật chưa có làm quan không hiểu đạo lý làm quan nhưng như vậy vậy thì có sao nàng coi đại chu như một công ty lớn để quản thân là người điều hành công ty chỉ cần đưa người lên vị trí thích hợp với họ để bọn họ làm trâu làm ngựa chỉ cần nàng không u mê đưa ra những quyết sách kỳ quái thì đại chu sẽ không loạn đi đâu được nếu như vậy nàng còn sợ cái gì hít sâu một hơi trang thư tình ưỡn thẳng ngực tràn đầy ý chí chiến đấu bước qua ngưỡng cửa ôn đức không biết vừa rồi trang tiểu thư đã trải qua đấu tranh như thế nào, nhưng hắn nhìn ra được tinh thần của trang tiểu thư tốt lắm, chỉ cần không quá căng thẳng phát huy hết trình độ của nàng, lại có hắn phụ trợ, còn có hoàng thượng đứng phía sau làm chỗ dựa, há còn sợ đám người kia không cúi đầu xưng thần, đồng minh dương đứng trong đám người, đầu hướng lên trước, thấy cháu gái thoải mái lưu loát bước vào, tay nắm thành quyền mới thoáng nới ra, nếu bước đầu tiên đã khiếp nhược, như vậy sẽ không có bước thứ hai, nàng lại là phù thủy ở trong mắt chúng thần quan cũng chỉ có một ấn tượng này không hơn người dẫn đầu phía trước hơi kéo ra chút khoảng cách là chu chi sâm tối hôm qua hắn đã được ôn đức truyền lời chờ trang thư tình đứng ổn trước mặt chúng thần chu chi sâm chắp tay cúi đầu trang tiểu thư có hoàng tử làm gương những người phía sau mặc kệ là có tức giận hay không cam lỏng hay không thì cũng đều phải chắp tay khom người miệng hô trang tiểu thư miễn lễ trang thư tình cũng không ngồi xuống vóc người nàng vốn nhỏ ngồi xuống nữa sẽ không có cảm giác tồn tại ta biết các ngươi không phục ta ta cũng không cần các ngươi phải tin phục chỉ hy vọng các ngươi vì hoàng thượng vẫn đang còn bệnh nặng mà tự quản tốt chuyện của bản thân ăn lộc của vua thì làm việc cho vua đây là bổn phận của thần tử sẽ không có vì bất kỳ nhân tố bên ngoài nào mà thay đổi trước mắt cũng chỉ như thế ta không cần các ngươi trung tâm với ta người các ngươi cần nguyện trung thành trước hết vẫn phải là hoàng thượng ánh mắt trang thư tình lướt qua ta cữu sau đó cũng không có lưu lại nếu là muốn nhìn trò hay của ta thì chỉ cần nhìn nhưng ta mong rằng các ngươi sẽ không nên vì vậy mà chậm trễ chuyện chỉ cố giao cho các ngươi ta không phải hoàng thượng ta không mềm lòng nhiệm vụ của ta là đảm nhận và duy trì những việc trước đây chỉ cố làm người có thực tài mới có thể thăng quan tiến chức kẻ vô năng sẽ tự động bị khai trừ đại chu không nuôi người rảnh rỗi lúc trước không cha nên không biết cha xong mới phát hiện đại chu quả là nơi nhân tài đông đúc chỉ là dùng người không đúng chuyên môn mà hiện tại cánh cửa này lúc nào cũng rộng mở các ngươi tùy ý cạnh tranh với nhau đừng tưởng rằng ta không dám động thủ cũng giống như ta đổi máu cho hoàng thượng vậy triều định đại chu cũng nên thay máu lời nói vô cùng rõng dạc người cười nhạt có kẻ khinh miệt cũng không ít nhưng cũng có người giống như vừa có một nhận thức mới về nàng ví dụ như lâm chi hiện tại chưa vì có chuyện gì muốn nghị sự giống như muốn khiến cho nàng quẫn bách không có người dám nói chuyện ngay khi đồng minh dương chuẩn bị xuất đầu chu chi sâm đã dẫn đầu nói trước bởi vì chuyện lúc trước nên cấm vệ quân đã được thanh tra toàn bộ, trách nhiệm này do vệ tướng quân và một số người có liên quan xử lý, nhưng nếu muốn xử lý hết thì sẽ phải tốn thời gian rất dài. Trang tiểu thư có kế sách đối ứng hay không? Vệ Hàm cũng đứng ở hàng đầu, lúc này tiến lên một bước chắp tay nói, điện hạ nói rất đúng. Không chỉ phòng ngự trong cung mà cả trong kinh đô cũng là do hạ quan trưởng quản, có thể được hoàng thượng tín nhiệm là vinh hạnh to lớn của thần, nhưng như vậy không hợp quy củ thỉnh trang tiểu thư cho quyết sách nếu đã nói đến chuyện này, vậy ta sẽ lấy chuyện khác cũng nghị sự với các ngươi trang thư tình đỡ tay ôn đức ngồi xuống, tuy rằng thấp xuống, nhưng khí thế lại không mất nhân chuyện ngũ hoàng tử cấu kết với cúc quốc mà đại chu mất đi một tòa thành, hơn nữa. Binh bộ thượng thư chu đại nhân, ngài nói thử một chút về động tĩnh hiện tại của cúc quốc chương 172, dùng ba người binh bộ thượng thư chu tân đông bị điểm danh, thân thể cứng lại một chút nhưng rất nhanh liền đứng ra khỏi hàng, hắn lại giọng nói, ngày hôm qua binh bộ vừa nhận được tin tức cúc quốc đang tăng cường binh lực ở biên giới, có ý muốn đánh qua biên giới, cho dù là người ôm thái độ chuyện không liên quan đến mình nhưng khi nghe lời như vậy trong đầu liền hoàng Hốt, hoặc là nói đã bị dọa, đại chu, đã yên ổn hơn 10 năm, hiện tại tứ công mậu đã gặp nạn, nếu bây giờ thật sự xảy ra chiến sự ai sẽ làm tướng, nếu chuyện chỉ giống như đi hái đào, bọn họ tất nhiên sẽ tận hết biện pháp đem người có quan hệ với mình đưa ra, nhưng trước mắt lại không phải là lúc đào đã chín, trong mắt nhìn rõ biểu hiện của mọi người, trang thư tình nhàn nhạt nói, theo ý của chư vị, ai sẽ làm tướng, vẫn không có người nói chuyện, hay là mọi người cảm thấy, đại chu ngay cả đánh một trận cũng không có sức chu chi xâm thân là hoàng tử chu quốc tuy rằng cũng có thời điểm dối rắm nhưng từ trong thiên tính đã có kiêu ngạo của một vị hoàng tử, bị lời này chọc trúng điểm ngứa hắn liền tiến lên một bước ta nguyện làm tướng, trang thư tình liếc hắn một cái cũng không lập tức đáp ứng nói ta đã biết mọi người chỉ cho rằng nàng không thể làm chủ chuyện này nên cũng không để ý cấm vệ có tà hữu thống lĩnh, hữu thống lĩnh đã bị hạ ngục, còn lại vị tà thống lĩnh được ngũ hoàng tử đề nghị hoàng thượng điều đi đón người của từ gia. Hoàng thượng cũng nói hắn trung tâm, chờ sau khi hắn trở về sẽ trực tiếp cho hắn trưởng quản cấm vệ quân, nói đến đây ta cũng muốn tính với chư vị một khoản lớn, trang thư tình dựa ra phía sau, người lui vào càng khiến cho nàng càng trở nên nhỏ bé, nhưng lúc này không có người chút ý đến chuyện này, một vạn cấm vệ trong cung cộng với tứ vệ trong kinh đô cũng có hơn người hai vạn người, trừ một bộ phận nhỏ trông giữ bên ngoài ra thì toàn bộ số còn lại đều là phản tặc, không phải mấy chục mấy trăm, cũng không phải mấy ngàn người, con số này được tính bằng vạn, là bằng vạn, chư vị quản từng chuyện lớn nhỏ của đại chu thế nhưng lại không có đến một người phát giác trước khi sự tình xảy ra liền động thủ dập tắt, chư vị có từng nghĩ đến, hay là cảm thấy chỉ cần các ngươi không tham dự mưu phản thì có nghĩa là các ngươi vô tội, hoặc là đám người các ngươi nghĩ rằng đã có người của mình đứng trong đội ngũ của ngũ hoàng tử nên mới có thể đắc chí sự tình cuối cùng khi nào mới trở lại bình thường là khi bạch công tử tự thân giết người mới có thể mở ra một con đường máu là mượn sức của đám mãnh thú mà trong mắt các ngươi chúng chỉ là đám xúc vật kia để đánh lui quân phản loạn trong khoảng thời gian này các ngươi làm cái gì trong phòng một mảnh tĩnh mịch trong lòng mọi người đều đang suy nghĩ hoàng thượng có phải việc xong liền tính toán sổ sách với bọn họ bọn họ phải làm thế nào để chứng minh sự trung quân của mình hoàng thượng không có ý muốn truy cứu thấy rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra trang thư tình tiếp tục nói nhưng sau này tuyệt sẽ không tiếp tục dung túng chư vị ngày lành của các ngươi đã qua về sau người nào tự giác thấy mình không có tài thì tự động treo ấn đi ôn đức có lão nô đem thứ này cho chư vị nhìn vâng trên khay vàng dựng một quyển sổ con chữ viết quyên tí là do trang thư tình tự tay viết đầu tiên qua tay chu chi sâm ngày hôm đó người đầu tiên đến cứu giá gồm có ba người của lại bộ gồm có lại bộ thượng thư trương hải trung thư thị lang đồng minh dương hữu thiên chi ngự sử vệ kiến hy cùng phụ trách truyền tin có ôn công công lĩnh theo ẩn vệ bẩm báo về sau nhậm quan điều tra rõ sự tình sau liền thăng quan cho ba người các ngươi đương nhiên nếu hoàng thượng cảm thấy các ngươi làm việc không thích hợp sẽ lập tức đổi người như vậy cơ hồ đã rời đi một bộ phân của lại bộ quyền lực của lại bộ giảm xuống nhưng người được lợi trong đó cũng là lại bộ thượng thư thủ đoạn cân bằng này khiến không ít người thầm nghĩ nữ oa nhi này làm việc lão luyện, như mà nhanh như vậy đã đỡ người của mình lên, có phải hay không quá nóng vội, đồng minh dương là tam cữu của ta không sai, ta dùng hắn, đưa hắn lên vị trí này là vì hắn thích hợp, một người có thể vì phụ mẫu mà ẩn nhẫn mười mấy năm, lực nhẫn nại của hắn, sự cẩn thận của hắn, cùng với sự kiên định mười mấy năm như một này trong số các người ít người có được, nắm giữ quốc khố và nhân lực của một quốc gia có ý nghĩ gì ta biết, các người cũng hiểu được rõ ràng, nếu không có một tấm lòng kiên định, biết phân biệt thị phi thiện ác thì không thể ngồi lên vị trí này, chuyện của đồng gia đã sớm truyền khắp kinh đô ở đây không có mấy người không biết tuy rằng không có người nào chạy đến trước mặt đồng minh dương khen ngợi hắn, nói hắn mấy năm qua làm được rất giỏi, nhưng trong lòng, rất nhiều người đều đối với hắn cũng có hảo cảm cảm thấy hắn là một nam từ hán thể diện của đồng gia đều do hắn từng chút từng chút nhặt lại để vị trí này cho hắn ngồi bọn họ tuy rằng vừa không cam lòng vừa hâm mộ nhưng cũng cảm thấy thích hợp giống như trang thư tình nói vậy đi theo lão đại và lão nhị đồng ra nhiều năm nhưng vẫn có thể bảo toàn được tấm lòng như lúc ban đầu người như vậy khó có được người như vậy cho dù có làm việc thiên vị nhưng cũng có điểm mấu chốt ta dùng trương đại nhân cũng không phải chỉ vì muốn bóc quyền lực của lại bộ ra để bồi thường thường hắn, mà cũng bởi vì hắn thích hợp, làm quan lâu năm, chút tật xấu vẫn phải có, nhưng hắn có một bản lĩnh mà không bất cứ người nào trong các ngươi có được, những quan viên hắn đã từng gặp, cho dù là 10 năm trước hắn vẫn có thể nhớ rõ ràng, hơn nữa còn vừa thấy người liền có thể gặp ra, quốc khố cần người như vậy hy vọng trương đại nhân về sau có thể làm được càng tốt trương hải cảm thấy trong lòng vô cùng kích động hắn bước ra khỏi hàng đáp một tiếng vâng lại muốn nói thêm lời cam đoan chắc chắn nhưng thế nào cũng cảm thấy không nói nổi nên lời trang thư tình lại nói về phần vì sao ta lại muốn dùng thiên tri ngự sử đại nhân, hẳn là không cần ta nhiều lời, không ít người trên mặt vặn vẹo một chút, nếu trong các vị quan viên có xếp hạng người không được hoan nghênh nhất, người đứng đầu bảng chắc chắn là vệ kiến hy, quan viện trên triều đình cơ hồ ít có người nào không bị hắn tố cáo, người gần 40 nhưng lại vẫn duy trì tính khí của người trẻ tuổi, cô độc không chịu bất kỳ uy hiếp, người chán ghét hắn nhất cũng phải thừa nhận, người này làm việc mặt có hết lên tận trời cũng không ai tìm ra được khuyết điểm của hắn vô cùng thanh liêm đến này hắn vẫn còn ở một căn nhà trong phố nhỏ ăn đồ bình thường dùng đồ bình thường muốn tìm phiền toái cho hắn kéo hắn xuống ngựa cũng không được nhưng hoàng thượng thích hắn mỗi lần ban thưởng đều cho hắn hai phần có đôi khi nhớ tới hắn còn cho người đưa điểm tâm qua cho hắn vừa thẳng thắn lại thanh liêm đua hắn lên vị trí kia quả thật là còn tốt hơn là chữ tốt cũng bởi vì dùng hắn, nên đối với chuyện trang thư tình dùng Đồng Minh Dương cũng không người nào nói cái gì, bọn họ tin tưởng nếu Đồng Minh Dương ngồi ở vị trí kia mà làm không tốt, người đầu tiên không buông tha hắn chính là Vệ Kiến Hy. Vệ Kiến Hy đứng ra, một thân quan bào cũ nhưng lại chỉnh tề thẳng đứng, thanh âm cũng vang vọng, hạ quan nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh. Thời điểm trang thư tình biết Vệ Kiến Hy thì nàng rất có hảo cảm với hắn, nhìn nhìn hắn cười cười nói làm cho tốt tầm quan trọng của nhân tài đối với quốc gia mà nói tuyệt không thu kém ngân khố có đầy hay không quân lương có đủ hay không chỉ cần có nhân tài cho dù thứ gì cũng không có thì chúng ta cũng có thể khiến nó trở nên có vâng ánh mắt vệ kiến hy sáng lên nhìn thấy hắn khiến cho người có loại cảm giác nhìn thấy hy vọng khó có khi do dự thanh âm vệ kiến hy đột nhiên hạ thấp giống như có chút lo lắng hay hoặc là ngượng ngùng trang tiểu thư tuy rằng người mang đến mãnh thú lập công lớn, nhưng chuyện lúc này đã xong, không biết có thể để chúng nó về núi hay không, khắp nơi trong hoàng cung đều thấy chúng nó, cho dù là kinh đô cũng thường có thể nhìn thấy, nếu thương hại đến người, chẳng phải là trang tiểu thư đã tự bôi đen mình, tên đầu gỗ này, vừa mới chiếm được ưu việt lớn từ người ta nhưng vẫn còn chưa nuốt xuống đã bắt đầu tìm phiền toái, đầu óc tên này rốt cuộc sinh trưởng như thế nào, trang thư tình đầu tiên là sự sốt sau đó lại chợt cười đa tạ vệ đại nhân nhắc nhở ta đã biết chờ đến khi hoàng cung có người phòng ngự ta sẽ thả chúng nó về núi vì không để chúng nó bị đói mà đã thương người lượng thịt mỗi ngày cung cấp đều vô cùng khủng bố nhiều đại gia như vậy quả thật nuôi không nổi cho dù không có vệ kiến hy nhắc nhở nàng cũng sẽ mau chóng thả chúng nó rời đi điều kiện tiên quyết là an nguy trong hoàng cung phải có người tiếp nhận hơn nữa người này phải được nàng tín nhiệm, về phần tứ vệ thống lĩnh trong kinh, đây chính là khảo nghiệm thứ nhất đối với các ngươi, hiện ở kinh thành có vệ tướng quân, cũng không cần nóng nảy, ba người các ngươi thương lượng một chút, tuyển ra mấy người lấp vào vị trí này, những thứ khác, tài nguyên và vật tư cũng cần phải trang bị một chút, chuyện này các ngươi cũng quyết định đi, chọn tốt thì giao người ra là có thể, ba người nhất tề xác nhận, đúng rồi chu đại nhân, hiện tại tứ vệ và cấm vệ quân quá ít người nghĩ biện pháp bổ sung vào đi vâng đồng minh dương hít sâu vào một hơi mới khiến bản thân không thất thố nắm giữ nhân tài quốc gia vị trí này có bao nhiêu trọng yếu không cần người nào nói hắn cũng biết trang thư tình thế nhưng lại dám đưa hắn lên vị trí này ngay khi hắn lo lắng sẽ có người lợi dụng việc công mà xử lý tư nàng lại dùng lý lẽ khiến mọi người không có lời nào để phản bác thư tình cũng là đang nói cho hắn nàng cho hắn cơ hội, cho đồng gia cơ hội, nhưng mà bọn họ cũng phải cố gắng. Đại chu không nuôi người rảnh rỗi, đồng gia cũng không ngoại lệ. Nội dung lâm chiều hôm nay đều có tiểu thái giám thay phiên nhau nhớ kỹ về bẩm báo lại cho hoàng thượng biết, một chữ cũng không thiếu. Cho dù là lời của trang thư tình hay là quan viên, những nội dung này trang thư tình không có nói trước cho hoàng đế hoàng đế cũng không hỏi, hai người trong vô hình đều có chung nhận thức, trong lúc nàng giám quốc cũng không phải chuyện gì nhất nhất đều báo cho hắn biết, hoàng đế ngầm đồng ý, lúc này nghe, hắn càng thêm cảm thấy quyết định này không sai, làm một người ngoài cuộc quan sát nhưng lại cảm thấy vô cùng thích ý, thì ra còn có thể làm được như thế, trẫm thật sự đã nhặt được bảo tiếu nhi, con nói tẩu tử chưa qua cửa này của con có lợi hại hay không, phụ hoàng, là bạch ca ca nhặt được bảo, khi đến thỉnh an được hoàng thượng lưu lại hắn đều nghe hết quá trình, chu chi tiếu nhỏ giọng sửa lại một chút, trang đại phu vốn đã rất lợi hại, lợi hại hơn rất nhiều người, hoàng đế đắc ý cười ra tiếng, nhất thời quên trên tay đang còn có kim liền vỗ xuống giường, vinh chính sợ tới mức hồn bay mất, hoàng thượng, ngài cẩn thận, không sao, chẫm cao hứng, đặt tay lên chăn, vén lên ống tay áo, vừa nhìn thấy vết ứ xanh liền cười, nhà đầu kia cũng thật dám xuống tay nhìn tay trẫm này đã vài ngày rồi mà vẫn còn xanh trang đại phu cũng là vì cứu ngài nghe chu tề nói Lúc đó Trang Đại Phu đứng ngồi không yên, vì thay máu cho ngài mà phải làm luôn tay, không có người nào biết phải làm thế nào, tất cả mọi người không ai có thể giúp nàng, chẫm không trách nàng, đánh gãy lời giải vây của Vinh Chính, Hoàng đế giả bộ tức giận nghiêm mặt, mới bao lâu mà cả đám các người đều đứng về phía nàng, mặt Vinh Chính cứng lại, đầu cũng nâng không dậy được, được rồi, không trách các ngươi như vậy cũng chứng minh rằng nàng quả thật là người tốt, nhân tâm đều sẽ trưởng thành, có thể khiến đám người ở trong cung lâu đến thành tinh các ngươi cũng giúp nàng nói chuyện, rất ít người có thể có được hoàng thượng thánh minh, vi thần chỉ là bội phục trang tiểu thư, tuổi còn nhỏ nhưng lại rất có bản lĩnh, không dễ gì tìm được ai, người bản lĩnh cũng không phải từ trên trời rơi xuống, đúng là không dễ tìm được chương 173, nhân tuyển kinh đô hai ngày nay náo nhiệt vô cùng, những ngày tháng mờ mịt đã qua, mọi người lại có thể thành thơi bàn tán, mà đề tài nóng hổi hiện nay đều xoay quanh triều đình, mà cho dù là đề tài gì thì nội dung bên trong cũng chỉ có một người, trang thư tình, một nữ nhân lại có thể làm nhiều. Chuyện như vậy, hơn nữa còn lên giám quốc chưa kể đến thùa khai thiên dựng nước mà ngay cả trong lịch sử cũng cực kỳ hiếm thấy nhưng đại khái là vì nàng làm nên được quá nhiều đại sự thời cơ lại vừa cũng không có nhiều người dám đừng ra thẳng mặt phản đối ngược ải bọn họ đang cảm thấy tò mò vì vậy khi tin tức quan viên đề bạt nhân tài của bộ tài nguyên được lập ra những người tự nhận có tài giống như trời hạn gặp mưa to trong lúc nhất thời trang thư tình đã được phủng lên thần đàn, học thành văn võ chỉ vì bán mạng vì đế vương gia, nhưng con đường đến với đích cuối chỉ có một tham gia khoa cử, chỉ là cây cầu độc mộc này quá khó đi, có một số người thứ gì cũng tinh thông, chỉ duy độc không hiểu bát cổ ngôn luật, vì thế đường ra duy nhất cũng không còn, mà hiện tại, trang đại phu mới chịu trách nhiệm giám quốc không bao lâu đã mở ra một cánh cổng lớn như vậy cho bọn họ, sao bọn họ có thể không mừng như điên? Sau đó bảng vàng được đề ra, cái bảng vàng này có chút đặc thù, chỉ có một bảng, bảng vàng này cũng nhưng lần khác bọn họ nhìn thấy rất khác biệt, một đống ô vuông lớn lớn nhỏ nhỏ, bên trong viết tên họ, quê quán, cùng với am hiểu, nhà dịch đứng hai bên khu chiêng đồng, thanh âm vô cùng vang dội trang tiểu thư phụng sự ký thác của hoàng thượng đề ra bảng này, những ai cảm thấy bản thân có thể ra sức làm việc vì đại chu thì đều có thể đến nha môn lịnh một tờ giấy như thế này sau đó điền vào đơn rồi nộp lên không được mang đi trang tiểu thư ra lệnh cho ta đứng ở đây nhắc nhở kỹ càng cho mọi người không phải các ngươi viết cái gì thì sẽ được như thế đó sẽ có người đặc biệt được cử đi xác minh nếu như thứ các ngươi viết chỉ là lừa gạt loại người không có phẩm đức như vậy chọn đời sẽ không được bổ nhiệm cùng một lời nói đó được nhấn mạnh đến ba lần người nghe được bắt đầu cân nhắc suy nghĩ sau khi đã triệt để hiểu được lập tức ào ào chạy đến nha môn chuyện như vậy mà không chiếm trước tiên cơ thì sẽ tuột mất khỏi tay trong cung hoàng đế cũng đang cẩn thận suy nghĩ nhưng nơi khác cũng dùng biện pháp này sao có thể nhưng ta kiến nghị việc này nên để bộ tài nguyên đi làm không được để quan viên địa phương trực tiếp nhúng tay sẽ rất khó quản ý hôm nay nói không ít lời cổ họng trang thư tình có chút khó chịu đã uống ba chén nước uống xong lại cầm chén trà đi ra ngoài ôn đức hiểu ý giúp nàng nói tiếp việc này không thể thành trong thời gian ngắn nếu muốn khai thác hết nhân tài của đại chu thì cũng phải mất ba năm với một thế giới không có internet nàng làm được như vậy đã là cự hạn có thể sử dụng được một bộ phận cũng tốt hơn để nhưng nhân tài không thi đậu khoa cử dần dần mai một hoàng đế có chút

đưa ra một vấn đề khác, cúc quốc, người tính để ai xuất chiến, từ tướng quân, hoàng đế ngồi ngay ngắn lại, trên mặt vừa mừng vừa sợ, hắn còn sống, trang thư tình sững sờ một chút, chẳng lẽ nàng vẫn chưa nói chuyện này với hắn sao, nghĩ một chút cũng thấy chuyện cứ lần lượt xảy đến, quả thật là không có thời gian nói đến chuyện này, còn sống, chúng độc tận mắt thấy trường tử vì bảo vệ hắn rút lui mà chết ngay trước mắt, treo lại một hơi được con thứ hai dùng mọi cách cách thiên chân vạn khổ mang về hội nguyên phủ, chỉ cố cho người hộ tống bọn họ đến khi thành, chắc đã đến trước võ đài, đó là bề tôi đắc lực của trẫm hoàng đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu hắn không tin tưởng từ công mậu sau có thể thả cho hắn về hội nguyên phủ tĩnh dưỡng, lúc biên cương nguy nan lại nhớ đến hắn đầu tiên, sự thật chứng minh hắn không nhìn nhầm người, vì bảo vệ giang sơn của trẫm mà ba người con trai giờ chỉ còn lại hai, đáng tiếc cuối cùng lại, đầu nhất thời choáng váng, hoàng đế nghiêng người qua một bên, hoàng thượng, ôn đức nhanh chóng tiến lên đỡ lấy người, trang thư tình vội đứng dậy bắt mạch, cơ thể thế nhưng lại yếu đến như vậy, trách không được thanh dương tử nói nếu không điều dưỡng tốt thì chỉ còn hai năm, một hồi sau, hoàng đế mới trở lại bình thường, cười khổ nói, thân thể này có thể chống đỡ được bao lâu, là ta đã quên mất ngài không thể tiếp tục chịu kích thích chuyện như vậy sao có thể gạt chẫm, thư tình, chậm biết ngươi thân cận với từ gia, thay chẫm suy nghĩ tốt làm như thế nào mới có thể bồi thường bọn họ, vâng, ta sẽ khiến bọn họ an lòng, ôn đức mang trà đến, hoàng đế uống vào hai ngụm, đây là trà điều dưỡng thân thể thanh dương từ giã để ải trước khi đi, sau đó hoàng đế lại hỏi từ khanh còn có thể lên chiến trường hay không có thể nhưng ta sẽ không đồng ý có cơ hội được lên chiến trường trả thù hắn sẽ liều chết tìm mọi cách trả thù cho trưởng tử hoàng thượng ta muốn tam hoàng tử xuất chiến lại cho một tổ đến quan sát chiến trường người chu quốc hiện tại đang cực kỳ thiến thốn đó là một vị tường quân chân chính trải qua chiến sự để cho bọn họ đi quan sát để thích ứng hoàn cảnh chờ cơ hội thích hợp rồi cho bọn họ tham chiến hoàng đế lau chán vì có thể sống đến khi chiêm nhi trở về sau này chậm sẽ không quan tâm đến triều chính nữa, thời điểm cần chậm ra mặt thì ngươi nói một tiếng là được, đây là giao cho nàng tất cả tín nhiệm, một lát sau trang thư tình mới gật đầu, thấy hoàng thượng mỏi mệt nhắm mắt, trang thư tình đang định rời đi lại chợt nghe hắn nói, gia quyến của lão đại, lão nhị, lão tứ, ba người cũng phải xử trí, việc này không thể kéo dài, càng kéo dài sẽ càng khó xử lý đầu sỏ gây nên đã chết thừa lại một phòng thê thiếp mất đi nam nhân nhi nữ mất đi phụ thân hoàng thượng tính toán xử lý thế nào lại một trận trầm mặc trang thư tình cũng chỉ lẳng lặng chờ sau một hồi khác lâu thanh âm của hoàng đế mới ẩn ẩn truyền đến cấm túc tam phủ mỗi ngày đưa những cái cần đưa qua bất luận kẻ nào cũng không được xuất nhập đứa nhỏ vô tội sao trẫm có thể không biết đứa nhỏ vô tội nhưng đây đều là phụ thân bọn họ tạo nghiệt làm con thì cần trả lại bằng không trẫm sao có thể giao phó với nhiều người đã chết đi như vậy gia quyến của ba người bọn họ trang thư tình đã xem qua tư liệu tổng cộng có 8 đứa nhỏ, 4 nam 4 nữ lớn nhất là 9 tuổi, nhỏ nhất vẫn còn trong tã lót, nếu như để bọn nhỏ một mực sống trong hoàn cảnh như vậy, nàng không thể tưởng tượng được bọn nhỏ sẽ trưởng thành thành cái dạng gì. Hoàng thượng, người của hoàng thất đã không còn nhiều, ngực hoàng đế cứng lại, vậy theo ngươi thì phải làm thế nào? Đón đứa nhỏ vào trong cung nuôi dưỡng, không cần giao vào tay phi tần nào cả, để bọn nhỏ cùng sinh hoạt ở một cung, nhờ hoàng hậu chiếu cố, chọn ra một người đức hạnh xuất chúng làm tiên sinh của bọn chúng dạy bọn nhỏ học tập tri thức và đạo lý làm người mặc kệ bọn nhỏ có thành tài hay không thì cũng tốt hơn để cho bọn chúng tự sinh tự diệt trẻ nhỏ rất dễ dạy không chừng có thể nuôi dưỡng ra vài người có tiền đồ, Vinh Chính Hận không thể biết ẩn thân ngay lúc này, biến mất lập tức khỏi phòng, những lời này không phải hắn có thể nghe, trong mắt hoàng đế cũng có vui vẻ, cân nhắc một chút, càng nghĩ càng cảm thấy đây quả là một biện pháp tốt, tuy rằng nhi tử không tốt nhưng kia dù sao cũng là tôn tử của hắn, nhiều như vậy sao có thể buông tha hết thảy? Hắn sao có thể nhẫn tâm như thế, cường ngạnh chống đỡ thân thể dậy, hoàng đế cũng quên mất lễ nghi quy củ, nắm chặt lấy tay nàng, "Thư Tình, việc này con cứ tự mình xử lý." không cần phải mượn tay người khác trẫm tin con nhưng không thể tin được những người trong cung đó trang thư tình đối với loại tứ chi tiếp xúc này cũng không có phản ứng quá lớn thấy hắn khí sắc không tốt liền tiến lên đỡ người nằm xuống sau đó mới thuận thế rút tay ra khẩu khí nhẹ nhàng giống như đang an ủi người bệnh yên tâm con tất nhiên sẽ ra sức hoàn thành không biết hoàng đế nghĩ như thế nào lại nói thêm một câu hoàng hậu nơi đó con cũng phải tự mình đi nói Vâng, nhìn nàng, hoàng đế đột nhiên đổi đề tài, có phải trong lòng đã có nhân tuyển hay không? Vâng, chàng thư tình nói thẳng, lục hoàng tử không sai, tiếu nhi, hoàng đế nhan mày lại, tính tình của thằng bé này rất mềm lòng, làm người không sai như làm hoàng, hắn không mềm lòng, hơn nữa làm việc cự kỳ có kết cấu, nếu trong lòng không có thông minh và mưu kế. Hắn không có khả năng có thể cứu được ngài dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của ngũ hoàng tử, hắn ở trong cung không có nhiều người tài trợ giúp hắn chỉ có một thái giám cận thân nhưng hắn lại vẫn có thể trộm được ngài từ trợ thủ của ngũ hoàng tử bị vắng vẻ mấy năm nay nhưng hắn lại không hề oán hận không bị dã tâm khiến thần trí mê muội không vì thân thể không trọn vẹn mà cảm thấy bế tắc hay không cam lòng mà có thể trầm tĩnh xem sách và học hỏi tri thức nhiều năm hoàng thượng đứa con trai này của ngài so với bất cứ người nào cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều nhiều lần còn nữa hắn mới 14 tuổi, trụ cột tri thức tốt, phẩm chất tốt, nhưng cái khác đều có thể dạy, xem ra con thực sự coi trọng tiếu nhi, tâm tình hoàng đế rất tốt, trầm chỉ sợ tiếu nhi giống trẫm đến lúc đó sợ là làm việc sẽ bị cản trở, chuyện như vậy không thể nói trước, chờ người của con đến kinh thành, con sẽ làm phẫu thuật cắt đi ngón tay thừa cho lục hoàng tử trước, những chuyện khác, từ từ nói sau, trang thư tình đứng dậy, ngài nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì muốn làm thì để ôn ôn công công nói lại với con phải tận lực khiến đầu óc được nghỉ ngơi không được nghĩ nhiều. Trẫm đã biết ôn đức ngươi cho người đi thu thập lan chỉ hiên cung đi về sau thư tình sẽ ở đó xử lý công vụ nếu mệt thì cũng có nơi để nghỉ ngơi. Vâng hiện tại bên người trang tiểu thư có hai người trong sáng ngoài tối che chở hô một tiếng liền có mãnh thú chung quanh trợ giúp sau khi rời đi tâm trạng cũng vô cùng sáng khoái phủ đại hoàng tử đã bị bế mấy ngày hôm nay mới nhìn thấy đoàn người cầm lệnh bài hoàng thượng tiến vào trong lòng mọi người đều cảm thấy không yên đại hoàng phi gầy yếu rất nhiều tuy nhiên vẻ mặt lại không hề có khiếp nhược không biết phụ hoàng tính xử lý gia quyến như thế nào không vội, Hoàng Phi chờ một chút, thời gian chờ đợi tuy không lâu nhưng lại khiến lòng người dày vò. Ngay khi Đại Hoàng Phi khẩn trương sắp ngất đi thì Nhị Hoàng Phi và Tứ Hoàng Phi đồng thời đi tới, ba người gặp nhau đều cảm thấy thổn thức, người đều đến vậy ta liền nói ngắn gọn, ý chỉ Hoàng Thượng là phong bế ba tòa phủ đệ của ba vị Hoàng Tử, nhu cầu vật chất trong phủ mỗi ngày sẽ được đưa đến, không được bất luận kẻ nào xuất nhập, nếu phát hiện, toàn phủ chịu tội, xử lý như vây cũng là chuyện trong dự liệu, ba người cũng không biết là nhẹ nhàng thở ra hay vẫn là thất vọng, không có bất kỳ kỳ tích nào xuất hiện, sự tình cũng không bởi vì điện hạ chết đi mà kết thúc. Trang thư tình đem vẻ mặt của ba người thu hết vào trong mắt, lại nói: "Tam phủ tổng cộng có ba vị hoàng tôn, toàn bộ đón vào cung giáo dưỡng." Cái gì? Người thiếu kiên nhẫn nhất là Tứ hoàng phi lập tức liền kinh hô ra tiếng, chợt lại che miệng lại, trong mắt nổi lên nước mắt, phá bỏ lệnh cấm trừ phi được hoàng thượng đặc xá, bằng không cả đời này các nàng cũng đừng mơ bước ra ngoài một bước, các nàng nhận mệnh, ai bảo các nàng có một vị trượng phu dã tâm, nhưng các nàng đều có đứa nhỏ của mình, bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, trói buộc ở nơi tù túng này sao có thể trưởng thành hoàn thiện, vốn cho là vận mệnh bọn họ đã sớm định ra như vậy, đột nhiên lại có đường xoay chuyển, các nàng sao có thể không kích động, chương 100 bốn đường sống trong chỗ chết trang thư tình cho tới bây giờ cũng không phải một người cứng rắn, chỉ là hiện thực khiến cho nàng không thể không xây nên một lớp vỏ cứng rắn, nhưng cho dù cứng rắn nhưng vẫn như trước là một trái tim mềm mại, nàng mềm giọng nói, ta hy vọng các ngươi có thể tự mình đưa hài tử xuất môn, dặn bọn họ nỗ lực tiến lên, không cần bắt bọn nhỏ nhận hết oán hận cùng không cam lòng của các ngươi, ta sẽ tuyển một vị tiên sinh dạy bọn nhỏ học thức và phẩm đức, chắc chắn sẽ dạy bọn nhỏ nên người, sẽ không để cho bọn nhỏ gọi người khác là mẫu thân, hoàng hậu sẽ tự thân giáo dưỡng, bọn nhỏ sẽ ở cùng một cung, sẽ không một mình cô đơn trong một toàn cung điện. Ba vị hoàng phi, ba vị mẫu thân lúc này đã rơi lệ đầy mặt, đây là hy vọng xa vời mà các nàng chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ cần bọn nhỏ một lòng tiến tới, về sau có thể có tiền đồ, chưa hẳn không thể đón các người gia phủ trang thư tình nhìn các nàng nói lời thấm thía không được để bọn nhỏ đi còn đường trước kia của phụ thân chúng chu quốc là thiên hạ của chu gia vì nhà của mình góp một viên gạch còn tốt hơn hủy đi trụ cột của chính mình các người nghĩ thế nào vâng vâng chúng ta đã biết ta nhất định sẽ nói tốt với bọn nhỏ nhất định sẽ nhị đệ muội tứ đệ muội các muội nói có đúng hay không đúng đúng ta nhất định sẽ làm như thế cho dù hủy đi bản thân ta cũng không thể hủy đi con ta, chàng thư tình nở nụ cười, yên tâm, bọn nhỏ là con cháu Chu gia hoàng thượng sẽ che chở bọn họ sẽ không để bọn nhỏ chịu khi dễ mấy vị quận chúa sẽ có ma ma dốc lòng dậy về sau nhất định sẽ tìm được một lang quân như ý đại hoàng phi phịch một tiếng quỳ xuống nhị hoàng phi và tứ hoàng phi cũng đồng dạng như vậy ta trước giờ không biết phân biệt người tốt kẻ xấu ân tình của trang tiểu thư suốt đời này ta nhớ kỹ những chuyên khác không nói, người nhà mẹ đẻ ta nhất định sẽ không khó xử trang tiểu thư, chỉ mong đến ngày có thể gặp lại ở bên ngoài, đại tẩu nói chính là ý của ta và tứ đệ muội trang tiểu thư giúp chúng ta tìm đường sống trong chỗ chết, chuyện này trước đây ta cũng không dám nghĩ, cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, vì con, cho dù là người kiêu ngạo cũng có thể trở nên hèn mọn, tựa như mẫu thân của nàng, lúc đó chẳng phải vì tỷ đệ bọn họ mà táng mạng ở trang gia trang thư tình tất nhiên không thể chịu đại lễ của các nàng cũng không thích như vậy Nâng đại hoàng phi lên nói, ta đi ra ngoài trước, người đưa hai tử ra, hai người các ngươi y cũng trở về đi, ta sẽ lập tức qua đón bọn nhỏ, vâng, vâng, ba người lau lệ đi chuẩn bị, tinh thần trước giờ chưa từng tốt như vậy, ba nhà, tám đứa nhỏ, mọi người đều hiểu lần này ly khai thì rất khó có thể gặp lại nhau, có người không hiểu chuyện mếu máo, cũng có người cười đến thoải mái đưa người đến ôn tâm điện cung nữ và ma ma toàn bộ đều đã đến ôn đức cũng đến trang thư tình không tiếp xúc nhiều với đám hoàng tôn quận chúa nhiều nàng còn có nơi phải đi hoàng hậu nhìn nàng đến cũng nói ôn đức đã tới có ý nhắn dùm ý chỉ của hoàng thượng nàng không có nói ý chỉ là gì trang thư tình cũng không hỏi hai người ngồi đối diện nhau, một người là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, một người là nữ tử hiện có quyền lực lớn nhất đại chu, nhưng bản thân hoàng hậu biết rõ, nàng kém đối phương rất nhiều, thư tình, ta có thể gọi ngươi thư vậy sao, tất nhiên có thể, nương nương là trưởng bối, xưng hô thư tình như thế nào cũng được, hoàng hậu cười, tuy rằng khóe mắt đã có nếp nhăn nhưng bộ dáng vẫn dịu dàng như trước, khiến trang thư tình nhìn cũng cảm thấy rất. Đẹp, ta thực hâm mộ ngươi, nương nương ngài có biết trên đời này có bao nhiêu người hâm mộ ngài, nhưng ngài vẫn không vui vẻ, đây cũng là lý do ngài hâm hộ ta, có vài thứ chưa hẳn mình muốn là đã có được, trang thư tình nhìn cung điện khắp nơi tràn ngập vàng son đẹp đẽ quý giá nhưng lại vô cùng tịch mịch, ta cũng không có bao nhiêu vĩ đại, giang sơn này là thứ hoàng thượng muốn giao cho chỉ Cố, cho dù hắn không cần, nhưng trước khi hắn trở về ta không thể để người khác đạp đổ kết quả thế nào ta không dám đoán trước nhưng ta sẽ tận hết khả năng có thể người a thật không biết ai là kiếp của ai lần này đến đây là vì cái gì trang thư tình cũng không quanh co lòng vòng phủ đệ của đại hoàng tử nhị hoàng tử và tứ hoàng tử đã bị niêm phong người trong phủ đều bị cấm túc tám đứa nhỏ của ba phủ ta đã đón vào cung về sau sẽ ở lại ôn tâm điện giao cho nương nương toàn quyền chiếu cố nương nương là người không minh cũng biết được đây chính là hoàng thượng tín nhiệm ngài ta không có kinh nghiệm chiếu cố đứa nhỏ chuyện này sẽ có người đi làm nương nương cụ thể phải làm nhưng gì nói như vậy cũng không cần ta xen vào trang thư tình đứng dậy trong cung rất tịch mịch nhiều thanh âm của đứa nhỏ một chút cũng khiến lòng người vui vẻ sinh hoạt của nương nương cũng có thêm chút sắc thái hoàng hậu hiểu được dùng sức gật đầu với trang thư tình bản cung đã biết trang thư tình vén áo thi lễ cáo từ rời đi ma ma vẫn đứng ở phía sau hoàng hậu tiến lên đỡ hoàng hậu ngồi xuống chầm chậm nói vị trang đại phu này cũng không phải người bình thường nếu như là người tầm thường há có thể được bạch chiêm yêu ái hiện tại còn nhảy lên phía trên mọi người được toàn bộ tín nhiệm của hoàng thượng thực là có bản lĩnh lời như vậy về sau ít nói nàng có thiện ý với ta, chúng ta cũng nên báo lại thiện ý, người của ôn tâm điện ngươi tự mình đi quan sát, chi phí ăn mặc cũng tinh tế một chút, không được để bọn nhỏ chịu thiệt, phân phó người ôn tâm điện, nếu bọn họ xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải lập tức nói với ta, thôi, vẫn là ta tự mình đi một chuyến mới an tâm, ma ma nhìn hoàng hậu tinh thần sáng láng, trong lòng cũng được chấn an không ít, trang đại phu thật sự là tấm gương tốt, hoàng hậu đều treo nàng ở ngoài miệng, làm việc cũng ẩn ẩn có chút giống nàng, như vậy tốt, dù sao cũng xó với tự bản thân bị nghẹn hỏng vẫn tốt hơn nhiều, qua lại mấy nơi đến buổi trưa trang thư tinh mới trở về Lam chỉ hiện cung, cơm cũng ăn ở đây, một người ăn cơm không có chút hương vị gì, qua loa ăn vài miếng liền buông đũa, vòng qua tấu sớ xem một chút, những thứ này nguyên bản là phải qua tay hoàng đế nhưng về sau nàng đều phải làm hết, không phải không cam lòng, nhưng bây giờ nếu nàng chăm chỉ một chút làm tốt một chút tưởng tượng rằng sau khi chỉ cố trở về có thể thoải mái một chút nghĩ như vậy nàng liền cảm thấy tốt hơn nhiều không biết chỉ cố đến nơi nào rồi trang tiểu thư lão nô cầu kiến ôn công công mời vào buông sổ con trang thư tình ngẩng đầu có việc vâng trang tiểu thư đây là giang hải hắn rất quen thuộc chuyện trong cung nếu ngài cần người chạy việc thì cứ kêu hắn nhất định hắn sẽ làm việc thỏa đáng trang thư tình không hỏi hắn có tin được hay không mà hỏi lúc phát sinh phản loạn hắn ở đâu đang làm gì ôn đức gục đầu xuống hắn đúng lúc được hòa hoàng thượng phái ra kinh đô truyền chỉ, không ở nơi này, lưu lại đi, vâng, ôn đức ho một tiếng, giang hải liền niên vào ủy xuống, nô tài giang hải, tham kiến trang tiểu thư, miễn lễ, người đi tìm lục hoàng tử, gọi hắn tới gặp ta, vâng, ôn đức thấy nàng không có phân phó gì khác, cúi người hành lễ, cũng lui đi ra ngoài, không bao lâu, chu chi tiếu đến không đợi hắn nói lời nào trang thư tình chỉ vào cái ghế bên cạnh nàng nói ngồi xuống đây những thứ này để xem hết một lần không hiểu thì cũng phải nghĩ biện phái để hiểu được nó chu chi tiếu chưa kịp phòng bị liền bị nàng ném cho một thứ cúi đầu nhìn là tấu chương này trang thư tình cũng không nói gì nữa lần nữa cầm lấy một cái tấu chương khác lên đọc chu chi tiếu trong lòng có vô số nghi vấn ẩn ẩn còn có chút không thể tin cùng chờ đợi nhưng lúc này chỉ có thể kiềm chế xuống nghiêm cẩn xem giang hải cong thắt lưng tiến vào bẩm báo trang tiểu thư trương đại nhân đồng đại nhân vệ đại nhân của bộ tài nguyên cầu kiến mời vào vâng ba vị mời vào ba người vừa vào cửa liền nhìn thấy một bàn tấu chương cùng với những người đang kiểm duyệt tấu chương ở sau án, đồng minh dương nhất thời cảm thấy mặt hắn đang vặn vẹo, thiên hạ này rốt cuộc là của ai, sao ngay cả tấu trương cũng phải do thư tình xem, nếu truyền ra, vốn lời đồn vẫn còn đang chỉ là gió thổi mây phun cũng lập tức hóa thành cuồng phong thổi bay thư tình, đồng tử trương hải co rút lại, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc nói, biện pháp của trang tiểu thư quả thật tuyệt diệu, chỉ một thời gian ngắn như vậy cửa nha môn cũng sắp bị đạp hư, lão phu làm quan vài thập niên mới biết được đại chu thế nhưng có nhiều nhân tài có thể sử dụng như vậy chỉ cần đưa người đến vị trí thích hợp, ai cũng đều có thể phát huy tác dụng, đem một người lợp ngói đi khắc hoa, người cũng không thể trách hắn làm không tốt, nói xong cũng không ngẩng đầu lên, chàng thư tình tùy tay đem tấu trương đã phê xong ném vào trong tay chu chi tiếu, sau đó mới nhìn về phía mấy người, gặp được việc khó, vâng, người nói là đồng minh dương, khi hắn ngồi lên vị trí kia, hắn đã đem tâm thái san cho bằng phẳng, trương đại nhân tạm thời điều động bốn người từ lại bộ đến hỗ trợ nhưng nhân thủ vẫn không đủ người đăng ký quá nhiều còn đang cuồn cuộn không dứt nếu cứ như vậy đây chính là vấn đề các người phải tự mình giải quyết trang thư tình xoa xoa cỗ tay bộ tài nguyên không chỉ nắm giữ tài nguyên còn phải hóa giải những vấn đề nan giải khiến sự tình trở nên gọn gàng ngăn nắp hơn nữa có thể tìm được người tài trong vạn người bây giờ chỉ có một kinh đô về sau chính là cả nước các người tính thế nào cũng không phải chỉ kinh đô mới có người tài về kiến hy cười khổ trang tiểu thư đối với chuyện làm sao có thể đào được chỗ tốt từ người người khác thì ta quen thuộc nhất nhưng việc này thật sự là chúng ta cũng không cầu gì khác chỉ cần trang tiểu thư đứng ra làm mẫu một lần để chúng ta có cái phương hướng đúng là cũng không ngốc trang thư tình khóe mắt nhìn thấy chu chi tiếu đang vệnh tai lên nghe hơi suy nghĩ một chút cầm ra một khối án thư lại cầm bốn bản tấu chương đặt lên trên cùng mỗi bản có chút khoảng cách đây là phương hướng của kinh đô sau đó cầm bốn bản đặt phía dưới bản thứ nhất hoặc lại có thể chia theo hướng này quét tấu trương lại cùng nhau, trang thư tình lại lần nữa sắp xếp, ngoại thành thuộc kinh đô, trong ngoài đều có chia thành nhiều phân khu, mỗi phân khu đều có một số nghề nghiệp đặc thù, trang thư tình nhún nhún vai tính tổng lại, sau đó bắt đầu chia, hẳn là có 36 nghề nghiệp, thậm chí là nhiều hơn, các ngươi có thể có lợi, chia làm vài cái thuộc loại, phận loại người, sau đó bỏ vào một chỗ, nhìn ba người đang đam chiêu, trang thư tình biết mình nói đã đủ, không cần làm hoàn toàn theo lời ta nói các ngươi tự bản thân cân nhắc xem phương thức nào thích hợp chuyện này cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành từ từ sẽ đến không nên nóng nảy trương hải chắp tay thi lễ hiểu được chuyến này đến hoàng cung đúng là không uổng công chương 175, cần các ngươi để làm gì phê xong tất cả tấu chương trang thư tình để giang hải chuyển đến chỗ của hoàng thượng hoàng thượng chỉ tùy tay lật xem mấy bản sau đó cho ôn đức đưa về hoàng thượng nói những chuyện này sau này trang tiểu thư cứ tự mình phê chuẩn không cần phải đưa đến chỗ của hoàng thượng nữa ôn đức nhớ đến khi hoàng thượng liền thở dài nói lúc đó đưa nàng lên vị trí này cũng vì bất đắc dĩ lại không nghĩ rằng đây chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời này của trẫm ngày tiếp theo vẫn ngự triều ở nghi thiên điện mọi chuyện đều phải đặt dưới mắt hoàng đế đây là chuyện mà trang thư tình nàng kiên trì muốn làm lần này trang thư tình không chờ những người khác mở miệng trước liền nói ta đã cho người đi điều tra con số bình quân mỗi ngày các bộ trình lên có khoảng 120 tấu chương nhưng những chuyện bắt buộc ta phải xử lý phê duyệt lại không vượt quá 100, ta muốn hỏi các vị, nếu như chuyện gì cũng phải giao hết vào tay ta thì còn cần các ngươi để làm gì? Những chuyện còn con đó các ngươi ra mặt giải quyết so với đưa vào tay ta có gì khác nhau? Chức vụ của các ngươi để làm gì? Quyền lực của các ngươi dùng ở đâu? Ý của nàng là muốn chính bọn họ tự ra quyết sách? Trong mắt chúng thần đều có chút hưng phấn. Trang tiểu thư này cuối cùng là nàng không hiểu hay đã quá hiểu? Từ trên bàn cầm lấy một quyển tấu đây là tấu chương của bộ lễ trình lên xin chỉ thị là trang phục và phục sức của ta phải làm như thế nào chuyện này các ngươi không cần tốn tâm tư ta chính là ăn mặc như thế này cũng không phải không thể ra ngoài gặp người, nghe nói siêm y của ta vẫn luôn dùng vài dệt vô cùng tốt, đổi lại là các ngươi làm thì không nhất định sẽ tốt như vậy, cái này, trang thư tình lại cầm lấy một bản tấu chương lên, nếu ban trước còn có thể nói là xin ý kiến của ta, nhưng cái này, ngô đại nhân, nếu một ngôi nhà trong kinh bị cháy cũng cần phải tấu lên cho hoàng thượng thì có phải nhà ai mới sinh, người nhà ai mới chết, hoàng thượng đều nhất thiết cần phải biết Sao, Ngô đại nhân bị điểm danh mặt đều đã sắp cúi đến ngực, trong lòng cảm thấy khó chịu, hắn viết tấu sớ như vậy đã 10 năm, bao nhiêu năm trước cũng không sao, thế nào hôm này lại không được, cảm thấy ta không có việc gì nên kiếm chuyện sao, hoặc là cảm thấy ta làm như vậy là vì muốn củng cố quyền lực, ném tấu chương lên bàn, trang thư tình dương mắt về phía chúng thần, kỳ thực ta chỉ muốn khiến bản thân ta thoải mái một chút, mong muốn quyền lực trong tay của các người có thể được vận dụng một cách triệt để chuyện gì cũng cần xin quyết định của hoàng thượng cũng không thể chứng minh được rằng các ngươi có bao nhiêu tôn kính hoàng thượng bất quá chỉ là sợ gánh phải trách nhiệm thôi như vậy còn cần các ngươi để làm gì mấy chục nam nhân trong phòng bị một nữ nhân khinh miệt nói cần các ngươi để làm gì cơ hồ nháy mắt liền bị kích động không kiên nhẫn lên tiếng, hạ quan xin hỏi trang tiểu thư thế phải làm như thế nào thì mới hữu dụng, đơn giản, ngươi là quan viên bộ binh, chuyện gì liên quan đến nội bộ thì ngươi tự mình đưa ra quyết sách, binh bộ thượng thư là người lãnh đạo trực tiếp, ngươi cứ xin chỉ thị của hắn mà chấp hành, đây là quyền hạn chức quan của các ngươi, cũng là nghĩa vụ các ngươi cần phải làm, nếu ngươi không tài giỏi hơn ngươi khác thì dựa vào cái gì ngươi có thể làm quan mà người khác không thể trang thư tình nâng cầm, chuyện trước kia ta không xen vào, về sau cũng không có liên quan gì đến ta nhưng hiện tại người đang giám quốc là ta, tất cả các ngươi làm việc phải dựa trên quy củ của ta, ta cho các ngươi thời gian để thích ứng, hy vọng ngày mai số lượng tấu chương ta nhìn thấy trên bàn không vượt quá 100, ngày sau, không vượt quá 90, cứ như vậy mà giảm xuống, mọi người hai mắt nhìn nhau, không một người lên tiếng lâm chi bước ta khỏi hàng lão thần ngu dốt không thể không hỏi, thái độ của Trang Thư Tình với hắn coi như là khá khách khí, Lâm Đại Nhân, mời nói, nghe ý thứ của Trang Tiểu Thư là muốn phải tự bản thân quyết đoán hết tất cả sự vụ, lão thần muốn hỏi, chuyện xử lý có cần bó buộc trong phạm vi nào hay không, hay là tất cả mọi chuyện đều như vậy, nếu tất cả mọi chuyện ta đều phải tự mình làm chủ, như vậy có phạm vào tội khi thượng hay không, phạm vi xử lý như thế nào chưa vị đại nhân đều phải nắm chắc đó là quyền hạn của các ngươi các ngươi không phải trẻ con không cần một tiểu bố như ta cầm tay chỉ từng nét chữ như vậy sẽ là trò cười của người làm quan cũng là trò cười của toàn thiên hạ về phần khi thượng ta chỉ nói chuyện do các ngươi quyết định chứ không nói tất cả mọi chuyện sẽ không để cho hoàng thượng biết lâm chi chắp tay lôi trở về đối mặt với bất kỳ chuyện nào thì cũng phải đưa ra nhiều phương hướng giải quyết rồi chọn ra phương pháp thích hợp nhất để xử lý ta cũng muốn nhìn một chút các vị có thật sự thích hợp ngồi ở trên vị trí kia không thời gian 10 ngày hy vọng các vị có thể thích ứng tốt về phần khác ôn công công tuyên chỉ đi vâng ôn đức lấy ra thánh chỉ tất cả mọi người quỳ xuống phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết lã bách xong phan lập trần như phi cắt hạo bốn người này khi tại vị chưa từng đề ra kế sách giải quyết cùng các vị quan viên trong bộ có cử chỉ phạm thượng nay đoạt này chức quan ra lệnh cưỡng chế bế môn tại gia có chư khanh ở đây chứng giám khâm thử, lời ngắn ý giản, tuy là viết trong thánh chỉ, nhưng nghe ngữ khí lại giống như là lời của Trang Thư Tình. Trang Thư Tình cũng không phủ nhận, nhìn về phía bốn người đã sắc mặt xanh mét, ngày hôm qua ta đã cảnh cáo, nếu không muốn làm chức quan này, vậy thì từ đi trương đại nhân, đồng đại nhân và vệ đại nhân, các vị hãy mau chóng chọn ra người thích hợp thay vào chỗ trống đi, vâng, đồng minh dương trả lời vô cùng lớn, tiểu cô nương tự nhiên tùy ý ý như trốn không người này chính là cháu gái của hắn nhìn đi nàng có bao nhiêu lợi hại quả thực nữ nhi nói đúng uy phong tám phía không cần đi hỏi thăm nhiều hắn cũng có thể tưởng tượng được sau ngày hôm nay lời đồn về nàng sẽ tăng lên đến mức độ nào không cần nói nữ nhi sùng bái thưa tình như thế nào mà ngay cả hắn cũng không thể không bội phục hẳn là tất cả thông minh tài trí can đảm khí phách của đồng gia và trang gia đều dồn hết trên người nàng, quyền lực cao nhất của một quốc gia cứ như vậy được đặt vào tay của một nữ nhân, hơn nữa còn là công khai, người hiểu tâm thì bàng quan, cũng không người không phải không muốn nhân cơ hội đảo loạn, nhưng cuối cùng là bị thước mất chức quan, ngay cả thể diện cũng mất đi sạch sẽ, mặc kệ nói như thế nào, bị một nữ nhân điểm ra danh trào phúng, người hơi có chút tự tôn đều sẽ không tiếp tục được cũng có không ít người vì tránh đi chuyện mất mặt này mà làm việc để tâm hơn rất nhiều, chỉ cần để bụng hiệu suất chắc chắn sẽ tăng lên, số lượng tấu trương đưa tới mỗi ngày giảm đi rất ít nhưng quả thật là có giảm, đại nhân các bộ gầy đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng tinh thần ngược lại rất tốt, có thể là vì thật sự dụng tâm làm việc nên có cảm giác thành tựu tràn đầy, ba ngày sau trời liên tiếp mưa thời tiết sau cơn mưa trở nên trong vắt tuần cuối của tháng tư cỏ cây như chứa đầy sức sống trên lá còn đọng hơi nước ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra sắc màu xinh đẹp lệnh cấm của kinh đô được trừ bỏ thủ vệ chung quanh cửa thành được bổ sung thêm rất nhiều khi nhìn thấy số lượng lớn xe ngựa đang chạy đến kinh thành thủ vệ lập tức thông chi trưởng quan lúc trước xảy ra phản loạn thần kinh mọi người vẫn còn buộc chặt hai tiểu đội nhân mã mỗi đội 10 người lập tức được điều đến, xe ngựa ngừng lại, có người cởi đao xuống cho thuộc hạ dục ngựa tiến lên, chắp tay hướng về phía đoàn người xa lạ, bản quan thống lĩnh cấm quân kim quý, phụng mệnh hoàng thượng lĩnh người từ ra lên kinh, đây là quan bài của hạ quan, nguyên lai là kim đại nhân, người dẫn đầu tiểu đội tiếp nhân quan bài cẩn thận nghiệm qua, sau khi xác định là thật lập tức liền thu hồi phòng bị. Hạ quan tà quân, hiện là tướng thủ thành đông. Trang tiểu thư sớm có truyền xuống mệnh lệnh, khi đại nhân trực tiếp vào kinh ít kiến, về phần mọi người từ gia, hoàng thượng đã ban thưởng phủ đệ, thỉnh mọi người trước trở về phủ đệ nghỉ ngơi, chờ Triệu Kiến, còn tiếp các phần tiếp theo sẽ được gửi đến các bạn trong các số tới, mong các bạn đón nghe, like, share và đăng ký kênh để được nghe nhiều bộ truyện hấp dẫn hơn, cảm ơn các bạn.